bản hoàng còn chưa hỏi tung tích tiên giới Di Châu, Phong Phi Vân muốn chết cũng chết không được. Lòng bàn tay Phản Diệt Giáo Hoàng bắn ra thánh quang màu trắng, lũ thánh quang như tinh long nho nhỏ, mưa ánh sáng rơi xuống bao phủ người Phong Phi Vân, trợ giúp hắn chữa thương. Lực lượng tổ thánh mọc thịt trên xương, hồi sinh người chết. Phong Phi Vân bị bốn mũi vẫn thánh tiễn đâm thủng người, hắn không xỉu mà rơi vào trạng thái đặc biệt. Lực lượng bốn mũi vẫn thánh tiễn phá hủy cơ thể sinh mệnh của Phong Phi Vân, chặt đứt các đạo tắc thánh linh trong người hắn. Nhưng vẫn thánh tiễn cũng kích phát lực lượng giấu sâu trong cơ thể Phong Phi Vân, giúp tu vi của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Có ba lực lượng mạnh nhất. Thứ nhất là lực lượng của Hoàng Xà. Phong Phi Vân đoạt xá Hoàng Xà nhưng không tiêu hóa hết, bây giờ lực lượng này hoàn toàn giải phóng. Lực lượng thứ hai là Dương Thần Thánh Thai. Tuy Dương Thần Thánh Thai dung hợp với chân lý thánh thia của Phong Phi Vân nhưng lực lượng ngưng tụ trong Dương Thần Thánh Thai chưa được giải phóng hết, bây giờ mới thật sự bị kích phát. Dương Thần Thánh Thai phát ra sức mạnh cường đại chí cương chí dương. Lực lượng Dương Thần Thánh Thai khiến thánh anh của Phong Phi Vân trưởng thành đại viên mãn, sinh ra chút thần trí. Đây đã chạm đến tiêu chí ngưỡng cửa tổ thánh. Lực lượng thứ ba là đôi mắt đại thánh. Lực lượng Thái Cổ Thần Phượng ngưng tụ trong đôi mắt đại thánh, bốn mũi vẫn thánh tiễn đã kích phát lực lượng này. Các quy tắc đại thánh tràn ra từ đôi mắt đại thánh, dung nhập vào cơ thể Phong Phi Vân, khiến đạo tắc trong người hắn càng lớn mạnh hơn. Phong Phi Vân mừng rỡ. Thánh anh đại viên mãn, dựng dục ra thần trí, là dấu hiệu sắp trở thành tổ thánh. Lực lượng Hoàng Xà, Dương Thần Thánh Thai, đôi mắt đại thánh đều bị kích phát ra, khiến cảnh giới của Phong Phi Vân đến rất gần cảnh giới tổ thánh. Có thể trùng kích cảnh giới tổ thánh. Bây giờ chỉ cần ta sáng tạo đạo pháp tổ thánh độc nhất vô nhị của riêng mình là sẽ chính thức bước vào cảnh giới tổ thánh. Phong Phi Vân nằm mơ cũng không ngờ mình gặp họa được phúc, nhanh chóng tìm ra cơ hội trùng kích cảnh giới tổ thánh. Phong Phi Vân tu luyện công pháp cực kỳ pha tạp, bao gồm Bất Tử Phượng Hoàng Thân, Vạn Thú Chiến Thể, Kim Tàm Kinh, Kiếp Diệt Vạn Đạo Pháp, Bạch Hổ Tôn Giả. Những công pháp này toàn là thần pháp kinh thiên vĩ địa, người bình thường có được một trong số đó đã khó như lên trời. Muốn sáng tạo đạo pháp tổ thánh thuộc về mình thì phải quán thông hết nội dung những công pháp, thần thông này, bỏ cặn, lấy tinh hoa. Cuối cùng tìm một điểm thuộc về mình, kéo tơ, rồi trải rộng, tụ tập lại nhiều mặt thành đạo pháp thánh tổ độc nhất vô nhị. Nhìn như đơn giản nhưng bao gồm cực độ trí tuệ tổ thánh. Sáng tạo đạo pháp thánh tổ có cường đại hay không quyết định sức chiến đấu tổ thánh này có mạnh không. Thậm chí ảnh hưởng độ khó dễ sau này trùng kích cảnh giới thần thánh. Có tổ thánh sáng tạo đạo pháp thánh tổ quá yếu, chỉ mạnh hơn thánh vương một bậc. Như văn tổ của Thái Cực Cung, xếp hàng tổ thánh nhưng sức chiến đấu thì chỉ đối kháng lại cảnh Thụy Thánh Vương. Đây là lý do sáng tạo đạo pháp thánh tổ quá yếu. Có tổ thánh sáng tạo đạo pháp thánh tổ vô cùng mạnh mẽ. Sức chiến đấu gần bằng thần thánh. Ví dụ Thâm Uyên Ma Quân trong bảy hung ma thái cổ, tuy tu vi chỉ cỡ tổ thánh nhưng sáng tạo đạo pháp thánh tổ cường đại không gì sánh bằng. Cho nên sức chiến đấu của Thâm Uyên Ma Quân ngang ngửa thần thánh. Từ đó thấy được tầm quan trọng của đạo pháp thánh tổ. Phong Phi Vân bắt đầu suy tính đạo pháp thánh tổ, tập trung tinh thần chìm đắm vào tham ngộ đạo pháp thánh tổ, quyết tâm lĩnh ngộ ra đạo pháp thánh tổ mạnh nhất thiên địa. Phản Diệt Giáo Hoàng lẩm bẩm: Kỳ lạ, tại sao thân thể của hắn chủ động hấp thu thánh lực trong người ta? Thánh lực trong thân thể Phản Diệt Giáo Hoàng điên cuồng chui vào người Phong Phi Vân, không ngăn được, muốn rút tay ra cũng không thể. Người Phong Phi Vân như lỗ đen không ngừng nuốt thánh lực của Phản Diệt Giáo Hoàng. Phản Diệt Giáo Hoàng không biết Phong Phi Vân đang sáng tạo lưu tô tập, cần nhiều thánh lực giúp đỡ. Phản Diệt Giáo Hoàng trị thương cho Phong Phi Vân là gián tiếp giúp hắn. Ba canh giờ qua đi. Phong Phi Vân ngừng hấp thu thánh lực của Phản Diệt Giáo Hoàng. Phản Diệt Giáo Hoàng thở hắt ra. Phù! Người Phản Diệt Giáo Hoàng ướt đẫm mồ hôi, ngón tay gầy đét run run. Thánh lực trong người Phản Diệt Giáo Hoàng suýt bị Phong Phi Vân hút khô. Tiểu tử này, suýt hút hết lực lượng của tổ thánh, lạ lùng, có gì đó kỳ lạ. Phản Diệt Giáo Hoàng trực giác không may, rất muốn giết Phong Phi Vân. Nhưng nghĩ đến tiên giới Di Châu thế là Phản Diệt Giáo Hoàng cố kiềm nén. Phong Phi Vân có mạnh mấy thì hơn được tổ thánh sao? Phản Diệt Giáo Hoàng tin tưởng có thể dễ dàng trấn áp Phong Phi Vân. Khí thế ngập trời từ bên trên truyền đến, như trọng lực trong thiên địa tăng gấp ngàn lần. Tu vi bình thường bị khí thế này đè nằm sấp.
một luồng thánh quang trắng xuất hiện trên bầu trời hỗn độn thiên thành. Vũ Hóa Thiên Tôn bước ra từ thánh quang, đứng trong hư không, khí độ phi phàm, thánh quang quanh người. Vũ Hóa Thiên Tôn nói, Phạn Diệt Giáo Hoàng nghe nói Phong Phi Vân rơi vào ngươi. Giao hắn cho ta, bản Thiên Tôn và Phong Phi Vân có sâu xa, hôm nay muốn chấm dứt nhân quả với hắn. Phạn Diệt Giáo Hoàng đứng trong điện vũ, nghe giọng Vũ Hóa Thiên Tôn ở bên ngoài, lòng chìm xuống. Phạn Diệt Giáo Hoàng chửi thầm, cậy già lên mặt, trong bụng muốn lấy tiên giới Di Châu trong tay Phong Phi Vân còn kiếm cớ vớ vẩn. Phạn Diệt Giáo Hoàng lấy thánh quan Bạch Ngọc ra bỏ Phong Phi Vân vào trong, khóa lại tất cả hơi thở trên thánh quan, phong ấn hắn xuống lòng đất. Phạn Diệt Giáo Hoàng chấn đầu mình nứt ra một vệt máu thánh, mở thánh trận trong điện vũ ra. Phạn Diệt Giáo Hoàng bước ra ngoài, đứng trên bậc thang Bạch Ngọc cao cao, cung kính cúi đầu hướng Vũ Hóa Thiên Tôn. Bái kiến Thiên Tôn. Vũ Hóa Thiên Tôn là tổ tiên Phạn Diệt Giáo, thuộc Giáo Hoàng Phạn Diệt Giáo thời kỳ Thái Cổ. Tính bối phận thì cao hơn Phạn Diệt Giáo Hoàng hiện thời gấp vô số lần. Giáo Hoàng Phạn Diệt Giáo hiện thời hành lễ với Vũ Hóa Thiên Tôn cũng là chuyện đương nhiên. Vũ Hóa Thiên Tôn từ trên cao nhìn xuống Phạn Diệt Giáo Hoàng, tiên phong đạo cốt, miệng phun vân hà hỏi. Phong Phi Vân ở đâu? Phạn Diệt Giáo Hoàng thở dài thườn thượt. Tiểu tử này quá giỏi, thừa dịp ta trùng kích thần thánh đại cảnh thì đánh lén, trọng thương ta, sau đó điều khiển thanh đồng cổ thuyền bỏ chạy. Tuy ta đánh Phong Phi Vân bị thương nhưng không thể giữ hắn lại được. Đầu Phạn Diệt Giáo Hoàng còn chảy máu thánh, có vẻ bị thương rất nặng. Phạn Diệt Giáo Hoàng tuyệt đối không giao Phong Phi Vân cho Vũ Hóa Thiên Tôn, liên quan đến bí mật lớn thành tiên, phụ mẫu ruột còn không cho chứ nói chi người khác. Trên hỗn độn hải toàn là không gian hỗn loạn, hơi thở thần thánh cổ xưa để lại quấy nhiễu thiên cơ, Phạn Diệt Giáo Hoàng không sợ Vũ Hóa Thiên Tôn tính ra sự thật. Vũ Hóa Thiên Tôn cười nhạt như nhìn thấu sự thật thiên cơ. Thật không, ngươi có tu vi đỉnh tổ thánh, Phong Phi Vân nho nhỏ có thể trốn khỏi tay ngươi. Phạn Diệt Giáo Hoàng trả lời. Thiên Tôn tuyệt đối đừng khinh thường tiểu tử này. Thiên Đô Giáo Chủ, Cảnh Thụy Thánh Vương hợp sức cũng không đánh lại Phong Phi Vân, dù ta có tu vi tổ thánh muốn giết hắn cũng khó như lên trời. Ngoài hư không vọng lại thanh âm hùng hồn. Vậy sao, bản quân cảm thấy ngươi đang nói dối. Ma Vân xé nát thời không, vặn vẹo bay ra, biến thành ma thần đầu mọc hai sừng. Là Thâm Uyên Ma Quân, một trong bảy hung ma thái cổ. Hơi thở Thâm Uyên Ma Quân vừa tà vừa lạnh lùng, chân thân xuất hiện đóng băng vạn dặm. Vô số sinh linh quanh hỗn độn thiên thành bị lực lượng ma tính hù sợ không dám hóa hé. Tuy Thâm Uyên Ma Quân là tu vi đẳng cấp tổ thánh nhưng sức chiến đấu sánh bằng thần thánh, một tay có thể đánh bại Phạn Diệt Giáo Hoàng cùng là đẳng cấp tổ thánh. Phạn Diệt Giáo Hoàng thầm than khổ, hấp dẫn Thâm Uyên Ma Quân đến đây là tiêu đời. Thâm Uyên Ma Quân là thái cổ sát hần, sức hấp dẫn của tiên giới Di Châu lớn thật. Tuy đám thủ lĩnh thánh linh không hoàn toàn tin tiên giới Di Châu nằm trong tay Phong Phi Vân, nhưng miễn có tin tức liên quan tiên giới Di Châu là bọn họ tuyệt đối không bỏ qua bất cứ manh mối nào. Phạn Diệt Giáo Hoàng đã phủ nhận là Phong Phi Vân không có trong tay mình, giờ có đánh chết gã cũng không nhả ra. Phạn Diệt Giáo Hoàng hừ lạnh một tiếng. Thâm Uyên Ma Quân, bản hoàng có thân thể gì? Tu vi đến trình độ như bản hoàng sẽ không nói dối vì chuyện nhỏ này. Hư không xa xôi, Mao Ô Quy, Mao Thành thật núp dưới tảng đá ven con sông nhỏ, giấu đi hơi thở, lặng lẽ quan sát. Chúng nó như hai con rùa bình thường. Mao Ô Quy phụng mệnh Phong Phi Vân thả tin tức về tiên giới Di Châu là cố ý hố chết Phạn Diệt Giáo Hoàng. Phạn Diệt Giáo Hoàng có tu vi tổ thánh. Trời khó diệt, đất khó chôn, chỉ có nhờ vào đám chí tôn vực ngoại mới giết được Phạn Diệt Giáo Hoàng. Mao Ô Quy nói, Phong Phi Vân dùng chiêu mượn đao giết người quả nhiên hữu dụng, dẫn dụ 27 hung ma thái cổ Vũ Hóa Thiên Tôn, Thâm Uyên Ma Quân ra. Ha ha ha, chờ xem Phạn Diệt Giáo Hoàng ứng đối làm sao. Quách quá, bịa đặt cũng có thể hại chết một tổ thánh. Mao Thành thật cười âm hiểm như Mao Ô Quy. Nhưng nhị đại gia đúng là bị Phạn Diệt Giáo Hoàng trấn áp, nếu Phạn Diệt Giáo Hoàng chết thì nhị đại gia rơi vào tay hai kẻ hung dữ Vũ Hóa Thiên Tôn, Thâm Uyên Ma Quân rồi. Mao Ô Quy cười nói. Yên tâm đi, ván cờ này là Phong Phi Vân đặt ra, chắc chắn hắn có cách thoát khỏi. Trời, lại một tay trùm vực ngoại đến nữa, ha 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 ha. Đại thế đã định, lần này Phạn Diệt Giáo Hoàng chết chắc. Thành thật, nhìn thấy chưa? Giết người chưa chắc cần dùng sức mạnh,
nếu có thể mượn lực đánh lực thì tôm nhỏ cũng hố chết tổ thánh được. Một đám chân long gầm giống trên bầu trời, cổ cột xích sắt kéo chiếc thuyền cổ đất vàng bay qua. Trên thuyền đất vàng vang lên thanh âm thần vĩ hùng hồn. Phạn diệt giáo hoàng, tiên giới Di Châu không phải thứ ngươi chiếm được, giao tiên giới Di Châu và Phong Phi Vân ra đi. Khí thế từ thuyền cổ đất vàng rất khổng lồ, lấp đầy thiên địa, đại khí huy hoàng. Vũ hóa thiên tôn, Thâm Uyên ma quân cảnh giác, hình thành thế tam giác rằng co. Đây là tồn tại lai lịch rất lớn. Phạn diệt giáo hoàng nói. Tuy Phạn diệt giáo không hưng thịnh như Thái Cực Cung nhưng không để Thái Cực Cung các ngươi tùy ý đè đầu. Phạn diệt giáo hoàng rất e ngại thuyền cổ đất vàng trên đầu nhưng không sợ, tu vi đến cảnh giới như lão còn sợ gì. Dù không đánh lại nếu muốn đi thì người bình thường không thể giữ lại. Điện cực dương thiên thần ngồi trên thuyền cổ đất vàng, dương khí cực mạnh, tựa như mặt trời ban trưa. Điện cực dương thiên thần hừ mạnh, đánh ra trưởng ấn lấp lánh ánh sáng vàng đập Phạn diệt giáo hoàng nửa người lún xuống đất, tê hộc bãi máu. Đồn rằng điện cực dương thiên thần là do dương khí của Thái Cực đạo nhân biến ra, có một nửa chân lực đại thánh, tu vi sâu không lường được, là nhân vật làm bảy hung ma thái cổ kiêng dè. Trong mắt Phạn diệt giáo hoàng tràn ngập kinh hoàng, tuy lão biết điện cực dương thiên thần rất mạnh nhưng không ngờ cường đại đến mức này, một chưởng đã đánh Phạn diệt giáo hoàng bị thương. Bùm! Điện cực dương thiên thần đánh ra thiên hỏa, quả cầu lửa có màu vàng ròng. Phạn diệt giáo hoàng hơ cửu long thần trượng dựng màn sáng trắng ngăn cả lực lượng thiên hỏa. Nhưng quả cầu lửa vàng chóe quá cường đại, đụng móp màn sáng trắng chìm xuống dưới. Bùm! Màn sáng trắng bị đâm thủng, ngọn lửa thiên hỏa rơi vào người Phạn diệt giáo hoàng, đốt cháy cơ thể lão. Phạn diệt giáo hoàng hét to. Điện cực dương thiên thần, ngươi khinh người quá đáng. Tính khi dễ Phạn diệt giáo chúng ta không có ai. Vũ hóa thiên tôn nhíu mày. Nói cho cùng thì gã là tổ tiên của Phạn diệt giáo, nhìn Phạn diệt giáo hoàng bị điện cực dương thiên thần đè đầu đánh thì hơi mất mặt. Vũ hóa thiên tôn lên tiếng. Tạm không nói Phong Phi Vân có ở trong tay hắn không, trước khi tìm hiểu rõ ràng xin đừng vội kết luận. Điện cực dương thiên thần, ngươi làm hơi quá đáng. Vậy sao, Vũ hóa thiên tôn, theo ta thấy ngươi muốn đối đầu với bản thiên thần. Điện cực dương thiên thần rất kiêu ngạo, trong mắt không chứa ai. Phong hào của ngươi có một chữ thiên, không biết rằng chữ thiên này là phạm kiêng kỵ của bản thiên thần. Đối với bá chủ vô thượng một hỗn nguyên đại thế giới thì cái tên sẽ phạm kiêng kỵ, tuyệt đối không tha thứ. Vũ hóa thiên tôn là nhân vật kiêu ngạo chẳng sợ ai, vặc lại. Rốt cuộc là tên ai phạm kiêng kỵ phải do cường giả quyết định. Bản thiên thần lấy chắc Phong Phi Vân, tiên giới Di Châu, Vũ hóa thiên tôn, nếu ngươi muốn chiến thì bản thiên thần chơi với ngươi tới cùng. Hai chí cường đều là nhân vật siêu phàm, Vũ hóa thiên tôn, điện cực dương thiên thần lao ra hoàn vũ, chiến đấu trong trời sao. Một ý niệm, vì sao rơi, một chiêu thần pháp, tinh hải băng diệt. Ánh mắt Phạn diệt giáo hoàng chứa tia mỉa mai, Vũ hóa thiên tôn bị kéo xuống nước, chặn lại kẻ thù lớn giúp lão. Thâm Uyên ma quân lạnh lùng cười. Phạn diệt giáo hoàng, người tính toán giỏi thật, nhân vật như Vũ hóa thiên tôn bị người buộc phải ra tay, tiếc rằng mưu kế chỉ là trò vặt. Thực lực mới là lẽ phải. Sau lưng Thâm Uyên ma quân hiện ra ma thành đen thui, ma vân cuồn cuộn. Thâm Uyên ma quân tung chiêu đánh nát điện vũ sau lưng Phạn diệt giáo hoàng, san bằng hết. Cung tường vỡ vụn, đất đai nứt nẻ. Một thánh quan bạch ngọc từ dưới lòng đất nổi lên giữa các mảnh đá vụn, phát ra thánh quang nhạt. Người nằm trong bạch ngọc thánh quan là Phong Phi Vân. Thâm Uyên ma quân nhe răng cười. Phạn diệt giáo hoàng. Người bất chấp thân phận nói dối lừa lần này, xem ra ngươi đã tìm được bí mật liên quan tiên giới Di Châu trên người Phong Phi Vân. Giao ra đi, tránh cho bản quân ra tay lại bị thương tình cảm. Phạn diệt giáo hoàng biến sắc mặt, chộp bạch ngọc thánh quan, đụng vỡ hư không cắm đầu chạy đại. Trong không gian vỡ nát Thâm Uyên ma quân tính ra hướng Phạn diệt giáo hoàng bỏ chạy, đuổi theo. Phạn diệt giáo hoàng cũng có tu vi đẳng cấp tổ thánh, không sợ Thâm Uyên ma quân, càng không cần trốn. Nhưng Phong Phi Vân nằm trong tay Phạn diệt giáo hoàng là sự thật, nếu đã bị lộ thì sẽ vời đến nhiều chí tôn tấn công, một mình lão không đấu lại hết tất cả. Thâm Uyên ma quân đánh ra tia chớp dài 6.000 vạn dặm, hình dạng như ma nghiêu đập vào lưng Phạn diệt giáo hoàng, miệng hộc máu. Thời không hỗn loạn. Phạn diệt giáo hoàng cắn răng hô cửu long thần trượng đánh ra thời không loạn lưu, xóa tan ma vụ trên người Thâm Uyên ma quân, ma giáp rất mảng lớn.
Đây là đẳng cấp tổ thánh đánh nhau, mỗi kích trời sụp đất nứt, núi non sụp đổ, thời không điên đảo. Thánh linh bình thường nếu vào chiến trường này sẽ bị cắt nát ngay. Tây Ngưu Hạ Châu rất lớn, nếu không thông qua trùng động, cổ trận đài dù có là tổ thánh cũng cần bay mây năm với vượt qua đại lục. Tốc độ của Thâm Uyên Ma Quân mau hơn Phạn Diệt Giáo Hoàng nhiều, lão không thoát được. Thâm Uyên Ma Quân truy kích buộc Phạn Diệt Giáo Hoàng dừng bước liều đấu với gã. Hai người vừa đánh vừa lùi, đánh nhau hai ngày một đêm. Phạn Diệt Giáo Hoàng yếu hơn Thâm Uyên Ma Quân một bậc, bị đánh người đầy vết thương, thánh anh tổn hại. Phạn Diệt Giáo Hoàng vào Thiên Cực Cổ trận đài để lại Từ Viễn Cổ, trốn mất dép. Người Phạn Diệt Giáo Hoàng đầy máu đến phía đông tây Ngưu Hạ Châu, trước mặt là biển cả bao la mênh mông, sóng dập dìu. Một con rùa thần màu vàng ngồi bên bờ biển, khí phun vân hà, ánh sáng vàng lấp lánh. Một cây gậy to mọc đôi cánh, vỗ cánh thì ngôi sao trên bầu trời rung rinh theo. Cuối cùng tạm thoát khỏi Thâm Uyên Ma Quân, hy vọng Phong Phi Vân sẽ sớm tỉnh dậy. Chờ bản hoàng có được tiên giới Di Châu rồi thì Thâm Uyên Ma Quân, Vũ Hóa Thiên Tôn, Điện Cực Dương Thiên Thần gì đó đều sẽ thần phục trước lực lượng của bản hoàng, khụ khụ. Phạn Diệt Giáo Hoàng phun hai ngụm máu thánh, đánh nhau với Thâm Uyên Ma Quân làm lão bị thương khá nặng, thánh anh bị thương. Thâm Uyên Ma Quân không uổng là một trong bảy hung ma thái cổ, nếu ta không có phá tiên cung, vẫn thánh tiễn không chừng chẳng thể thoát khỏi tay Thâm Uyên Ma Quân. Phạn Diệt Giáo Hoàng phát hiện có điều lạ. Ủa, kỳ lạ, chỗ này là đâu? Mới rồi rùa vàng phun ra nuốt vào vân hà bên bờ biển, cây gậy to mọc cánh đều biến mất. Growl, tiếng rồng ngâm vang lên. Phạn Diệt Giáo Hoàng, đây sẽ là nơi ngươi chết. Một con rồng to đen thui lao lên khỏi mặt biển, thân hình khổng lồ, bảy vuốt rồng sắc bén, đầu mọc 18 long nhãn nhưng chỉ có 17 con mắt. Mỗi con mắt sáng như sao rực rỡ. Ngay sau đó một con huyền vũ màu vàng, cây gậy to bay ra biến thành hình người đứng hai bên Phạn Diệt Giáo Hoàng. Phạn Diệt Giáo Hoàng nhìn cự long màu đen trên mặt biển, nói. Người của long tộc, ha ha ha, long tộc đã bị diệt, tổ long vương bị nhốt trong thần ngục Thái Cực Cung. Con rồng hoang này dám khiêu khích với bản hoàng. Đại ma long cười khẩy nói. Long tộc diệt, ta bất diệt, tổ long vương bị nhốt, trong thiên hạ không ai nhốt được ta. Huyền vũ chân tổ, côn bằng đại đế, các ngươi đừng ra tay. Hãy canh giữ bốn phía, đừng để Phạn Diệt Giáo Hoàng trốn thoát, ta sẽ chém hắn. Đại ma long giống to. Growl. Bảy vuốt xé trời, ma khí ngập trời, xé nát thương hải, để lại bảy móng vuốt đẫm máu trên người Phạn Diệt Giáo Hoàng. Lực lượng đại ma long siêu mạnh, thân thể thành thánh, tu vi phong tổ. Phạn Diệt Giáo Hoàng đánh ra kết giới thời không nhưng không ngăn đại ma long lại được. Trong long tộc trừ tổ long vương ra còn sinh một con tổ long. Phạn Diệt Giáo Hoàng sờ giấu vuốt rồng đẫm máu trên người, bản thân lão bị thương khá nặng, không muốn đánh lâu với đại ma long, nhanh chóng thụt lùi. Nhưng huyền vũ chân tổ, côn bằng đại đế canh giữ sau lưng Phạn Diệt Giáo Hoàng, tự đánh ra một thánh linh dụng cụ, hình dạng như bảo tháp và lệnh bài, chặt đứt đường lui của Phạn Diệt Giáo Hoàng, buộc lão quay về. Là các ngươi tự muốn chết, đừng trách ta. Phạn Diệt Giáo Hoàng rút phá tiên cung sau lưng ra, cài vẫn thánh tiễn vào. Vô số đạo tắc thánh linh trong thiên địa tụ tập vào vẫn thánh tiễn. Phá tiên cung, vẫn thánh tiễn. Đây là chân binh của cửu tiễn đại thánh. Tiếc rằng ngươi không tu luyện cửu tử tiễn quyết, không phát huy được uy lực thật sự của phá tiên cung, vẫn thánh tiễn. Đại ma long biến hình người, khoảng 30 tuổi, trưởng thành, đẹp trai, trên môi có hai chòm râu ngay ngắn. Đại ma long mặc áo rộng thùng thình, mắt ngông cuồng kiệt ngạo. Đại ma long giơ hai tay lên, đáy biển có một cung điện trong suốt bay ra, hàng vạn bậc thang ngọc thạch chắn ngang trước cung điện. Phạn Diệt Giáo Hoàng nhìn cung điện thủy tinh, cảm thấy vô cùng khó tin. Hải Địa Long Cung. Hải Địa Long Cung và Tổ Long Điện là nơi thần thánh nhất long tộc, thánh cốt, thánh hồn tiên hiền các đời long tộc ngưng tụ ra, đại biểu tinh, khí, thần ức vạn long tộc. Con rồng đen này thật là khi sư diệt tổ, rời Hải Địa Long Cung ra làm vũ khí chiến đấu. Đây là chuyện con cháu long tộc sẽ làm sao? Phạn Diệt Giáo Hoàng không biết rằng Đại Ma Long là con rồng phản nghịch, đừng nói dọn Hải Địa Long Cung ra chiến đấu, Đại Ma Long thậm chí đập Hải Địa Long Cung nát như. Đại Ma Long ném Hải Địa Long Cung ra, vẫn thánh tiễn trong tay Phạn Diệt Giáo Hoàng chưa được bắn ra thì lão đã bị Hải Địa Long Cung đánh bay, thân thể tổ thánh suýt bị lực lượng Hải Địa Long Cung đánh nát.
khí thế đại ma long như hồng, ma khí ngập trời. Lúc đại ma long chưa đột phá cảnh giới tổ thánh đã được gọi là một trong mấy ma đầu mạnh nhất Tây Ngưu Hạ Châu, bây giờ đến cảnh giới tổ thánh thì càng cuồng không biên giới. Dù đối diện nhân vật như Phạn Diệt Giáo Hoàng, đại ma long vẫn đánh bầm đầu. Đại ma long vác Hải Địa Long Cung như cầm cục gạch đập đầu Phạn Diệt Giáo Hoàng bôm bốp, đánh nát đầu tổ thánh. Phạn Diệt Giáo Hoàng chưa bao giờ bị động thế này, dù đánh nhau với Thâm Uyên Ma Quân thì cũng lúc thắng lúc thua. Vù 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 vù. Thật sự khiến người không nhịn nổi nữa. Phạn Diệt Giáo Hoàng dương cung bắn tên, một mũi vẫn thánh tiễn bay ra, đụng thủng thần tường thủy tinh Hải Địa Long Cung cắm vào ngực đại ma long. Bùm! Ngực đại ma long tóe lửa, một mảnh vảy rồng bay ra ngoài, biến thành làn khói trong không khí. Đại ma long bị đụng bay xa mấy trăm dặm, đáp xuống mặt biển xanh sóng vỗ dập dìu. Đại ma long sờ ngực, cười lạnh băng. Đại ma long nói. Ta đã bảo là ngươi không thể phát huy uy lực thật sự của phá tiên cung, vẫn thánh tiễn, y như rằng. Giao bộ chân binh đại thánh này cho ta đi. Phạn Diệt Giáo Hoàng khẽ thở dài. Không tu luyện cửu tự tiễn quyết, quả nhiên không phát huy ra uy lực thật sự của phá tiên cung, vẫn thánh tiễn được. Nếu không mũi tên này không chỉ bắn rên một miếng vảy rồng mà sẽ trực tiếp bắn chết hắn. Vù 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 vù. Vù 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 vù. Vù 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 vù. Phạn Diệt Giáo Hoàng liên tục bắn ba mũi tên, nhưng bị đại ma long dùng Địa Hải Long Cung đánh bay, vẫn thánh tiễn không bắn trúng người đại ma long. Ầm 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 ầm. Một mảnh tử hà từ ngoài khung trời bay đến, khiến bầu trời một màu tím, sấm chớp giao nhau, sét đánh ầm ầm. Phạn Diệt Giáo Hoàng, đại ma long cùng dừng lại. Phạn Diệt Giáo Hoàng nhìn bầu trời, cảm nhận cơn hận và tức giận mạnh mẽ đánh thẳng vào tim Phạn Diệt Giáo Hoàng. Phủ chủ Mộ phủ, người cũng đến. Tia chớp tím giáng xuống. Phủ chủ Mộ phủ mặc áo tím, mặt trắng không râu, khoảng 30 tuổi nhưng đầu bạc phơi. Bên hông phủ chủ Mộ phủ treo thanh kiếm cổ xưa, từ trên trời chậm rãi giáng xuống. Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Anh Thánh Tổ đã chết, phủ chủ Mộ phủ bạc tóc trong một đêm, tóc dài như tuyết. Phạn Diệt Giáo Hoàng, phủ chủ Mộ phủ không chỉ đánh nhau một lần, tu vi của hai người ngang nhau, không ai làm gì người kia được. Phủ chủ Mộ phủ nói, thiếu nợ thì trả tiền, thiếu mạng thì trả máu. Phạn Diệt Giáo Hoàng, hôm nay chúng ta hãy kết thúc đi. Thâm Uyên Ma Quân lao lên truy sát, gã đứng trên tầng mây phía xa nhìn xuống dưới. Phạn Diệt Giáo Hoàng cười to bảo, Thâm Uyên Ma Quân, người đến đúng lúc, chúng ta hợp sức tru sát mấy dư nghiệt Di Châu hỗn nguyên đại thế giới rồi cùng nhau tham ngộ tiên giới Di Châu, chịu không? Thâm Uyên Ma Quân cười khẩy nói, bản quân không có hứng thú hợp tác với ngươi, ngươi và bọn họ có chết hay không thì tiên giới Di Châu vẫn là vật trong túi bản quân. Đại Ma Long, phủ chủ Mộ phủ cùng công kích Phạn Diệt Giáo Hoàng. Cửu Long gia thân, thiên hạ vô địch. Cửu Long thần trượng trong tay Phạn Diệt Giáo Hoàng vang 9 tiếng rồng ngâm, biến thành 9 con thần long chui vào cơ thể lão. 9 cái đầu rồng mọc ra từ cổ Phạn Diệt Giáo Hoàng, nuốt mây hút xương, dương nanh múa vuốt, rất là dữ tợn. Đây là đạo pháp thánh tổ của Phạn Diệt Giáo Hoàng, có thể phát ra lực lượng cửu long cửu tượng. Cửu long ý chỉ lực lượng 9 con tổ long. Phạn Diệt Giáo Hoàng vỗ một trường, trời sụp đất nứt, thời không hỗn loạn. Đại ma long, phủ chủ Mộ phủ bị đánh bay, không ngăn được lực lượng 9 con rồng. Người có đạo pháp thánh tổ, ta cũng có. Thần long tại thiên. Đại ma long biến thân rồng đen, 17 con mắt trên đầu chớp chớp, ánh sáng tụ tập. Ngưng tụ ra ấn ký thần long. Growl. Đại ma long biến thân 9 coi en thần long, thể hiện uy nhiếp sóng cuộn biển gầm. Đồn rằng lực lượng 10 tổ long có thể đối kháng với một con thần long. Đạo pháp thánh tổ của Phạn Diệt Giáo Hoàng tụ tập lực lượng 9 con rồng. Đạo pháp thánh tổ của đại ma long trực tiếp hóa thân thành thần long. Về mức mạnh yếu đạo pháp thánh tổ thì đại ma long hơn Phạn Diệt Giáo Hoàng một bậc. Đại ma long thi triển đạo pháp thánh tổ, sức chiến đấu gần bằng thần thánh. Thâm Uyên Ma Quân đứng xem cuộc chiến khá kinh ngạc, gã không ngờ đạo pháp thánh tổ của đại ma long mạnh như thế. Thân tổ thánh có thể chiến đấu với thần thánh. Thâm Uyên Ma Quân nhỏ giọng nói. Di Châu hỗn nguyên đại thế giới luôn sinh ra nhân vật không tệ. Phủ chủ Mộ phủ ung dung đứng bên bờ biển, dùng sức mạnh đóng a bưng thời không. Phủ chủ Mộ phủ sẽ không cho Phạn Diệt Giáo Hoàng cơ hội chạy trốn. Sức chiến đấu của đại ma long đã vượt qua tổ long vương,
đôi phụ tử này đấu mấy vạn năm, cuối cùng nhi tử hơn một bậc. Đại Ma Long, phản diệt giáo hoàng chinh chiến, trong Bạch Ngọc Thánh quan tỏa ánh sáng rực rỡ, vô số đạo tắc xuyên qua trong quan tài tụ tập vào người Phong Phi Vân. Thánh Anh bắt đầu thức tỉnh, lực lượng trở về. Phong Phi Vân phá Bạch Ngọc Thánh quan bay ra, người phát ra thanh âm sắc nhọn như thế giới và thế giới ma sát nhau. Hàng vạn tia chớp bao bọc người Phong Phi Vân như các con rồng bơi, chậm rãi chảy vào cơ thể hắn, dung nhập vào Thánh Anh. Thánh Anh lơ lửng trong cơ thể Phong Phi Vân, bộ dạng giống hắn y như đúc. Nhưng Thánh Anh mở to mắt, lòng máy động thấy nhiều thứ Phong Phi Vân không thấy rồi truyền vào đầu hắn. Đại Ma Long bay trên trí tuế tiên hải, vươn vuốt rồng ra. Ha 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 ha, Phong Phi Vân, rốt cuộc ngươi phá quan ra, trả con mắt lại cho ta. Một con mắt tự động bay ra khỏi người Phong Phi Vân, con mắt bay vào vuốt rồng của Đại Ma Long, gã ấn nó vào hốc mắt. 18 con mắt hợp nhất, lực lượng của Đại Ma Long mạnh thêm một phần. Đuôi rồng quất, phản diệt giáo hoàng bị đánh rơi từ không trung té xuống đất. Thể tổ thánh rách táo nhiều mảnh. Vù 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 vù. Phản diệt giáo hoàng trăm chiến không chết, lại ngưng tụ cơ thể, thân thể hoàn hảo không tổn hao gì. Người Phong Phi Vân lấp lánh ánh sáng tổ thánh, nói. Phản diệt giáo hoàng, người đã cùng đường bí lối, hôm nay là ngày chết của ngươi. Phản diệt giáo hoàng kêu lên. Phong Phi Vân, người đột phá cảnh giới tổ thánh. Phản diệt giáo hoàng hối hận thắt ruột, sớm biết như thế gã đã xóa sổ Phong Phi Vân từ lâu, không nên để hắn sống tới bây giờ. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Phải đa tạ ngươi giúp đỡ. Phản diệt giáo hoàng nói. Ta muốn biết tiên giới Di Châu có nằm trong tay ngươi không? Thâm Uyên Ma Quân, Đại Ma Long cùng nhìn Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói. Cái này mà ngươi cũng tin. Đó chẳng qua là thủ đoạn mượn đao giết ngươi. Ngươi cho rằng ta với cảnh giới Thánh Vương đến chiến ngươi sẽ không chuẩn bị gì sao? Thiên Đô Thượng Nhân tức hộc máu. Thì ra, phụt. Vì có được tiên giới Di Châu mà phản diệt giáo hoàng không tiếc đắc tội với Điện Cực Dương Thiên Thần, Vũ Hóa Thiên Tôn, Thâm Uyên Ma Quân. Nhưng đến phút cua ói phản diệt giáo hoàng mới biết tất cả là Phong Phi Vân bài bố, nắm mũi lão kéo đi như đồ ngốc. Phản diệt giáo hoàng gào thét. Ta muốn ngươi chết, chết. Phản diệt giáo hoàng chưa từng hận ai như vậy, là ỷ cửu long ra thân, vuốt cào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đứng yên tại chỗ, lẩm bẩm. Chân lý bốn pháp. Một pháp chém hồn. Chân lý đại đạo xoay quanh người Phong Phi Vân, tụ tập vào bàn man phủ. Búa chém xuống, xẹt qua đầu phản diệt giáo hoàng vạch đường cong đỏ máu. Thánh hồn phản diệt giáo hoàng tan biến hóa thành từng lũ chân nguyên chân lý biến mất trong không khí. Hai pháp chém mệnh. Búa thứ hai vung, cơ thể tổ thánh của phản diệt giáo hoàng đứt mấy khúc, máu thánh nhuộm đỏ bầu trời, đất thành bùn máu. Cơ thể tan vỡ khó màn ngức tụ. Chỉ còn đoàn sáng trắng bao bọc Thánh Anh, phản diệt giáo hoàng định chạy trốn. Ba pháp chém đạo. Búa thứ ba chém qua, Thánh Anh phản diệt giáo hoàng phát ra tiếng gào thảm thiết. Thánh Anh bị chém thành mấy khúc tan biến trong không khí, hoàn toàn biến mất. Thiên địa tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng biển trí tuế tiên hải. Phong Phi Vân lau máu tổ thánh dính trên bàn man phủ, khí chất ung dung. Chân lý tứ pháp là đạo pháp thánh tổ mà Phong Phi Vân sáng tạo ra. Tuy chỉ có bốn chiêu nhưng thật ra biến đổi vô cùng. Chân lý tứ pháp có thể diễn hóa 16 loại thần thông, 256 loại thánh thuật, 65.536 loại biến số. Dù là biến đổi nào nhưng bản chất đạo pháp thánh tổ chỉ có bốn pháp, đơn giản nhất. Vừa rồi Phong Phi Vân sử dụng ba pháp trong đó là chém hồn, chém mệnh, chém đạo. Bất cứ pháp nào đều có thể dồn người vào chỗ chết. Chỉ ba nhát búa chém một vị tổ thánh. Chém luôn thánh hồn, thánh anh. Tức là tổ thánh này chết hẳn. Chuyện này cực kỳ rung động hồn người, nếu truyền ra sẽ gây sóng gió lớn, nhiều người sẽ sợ hãi. Lòng Thâm Uyên Ma Quân rung động, tu vi của gã có thể đánh phản diệt giáo hoàng bị thương nhưng tuyệt đối không thể giết lão. Thanh niên trước mặt giết phản diệt giáo hoàng, chỉ ba búa. Biểu tình Đại Ma Long trầm trọng, Đại Ma Long tuyên bố muốn tru sát phản diệt giáo hoàng nhưng cũng hiểu rằng giết tổ thánh là chuyện vô cùng khó khăn. Nói đúng hơn là Thánh Vương, vô lượng chân thánh đều không dễ chết. Đến vô lượng chân thánh cảnh thì một di tọa máu có thể tái tạo thân thể, tổ thánh muốn giết vô lượng chân thánh cảnh còn khó khăn. Đại Ma Long cảm thấy khó tin. Bà búa chém tổ thánh,
rốt cuộc hắn đã sáng tạo ra loại đạo pháp thánh tổ gì. Đại Ma Long cho rằng đạo pháp thánh tổ của mình khá mạnh, có thể khiêu chiến thần thánh, nhưng so với Phong Phi Vân thì thua. Phủ chủ Mộ Phủ Thu về Phá Tiên Cung, vẫn thánh tiễn, xóa bỏ ý niệm phản diệt giáo hoàng sót lại trên hai món đồ. Phủ chủ Mộ Phủ ôm cung tên trong tay, ánh mắt dịu dàng và cô đơn. Giai nhân đã đi, chỉ còn lại cung tên. Phong Phi Vân hiểu nỗi đau trong lòng phủ chủ Mộ Phủ, vì hắn cũng từng mất đi người yêu. Nhưng Phong Phi Vân có thể sống lại người yếu, phủ chủ Mộ Phủ không bao giờ có cơ hội đó. Trên bầu trời rơi cánh hao hồng lấp lánh, là máu của tổ thánh. Cuối cùng Thâm Uyên Ma Quân rút đi, có mặt ba tổ thánh, trong đó tu vi của Phong Phi Vân sâu không lường được. Thâm Uyên Ma Quân rất e ngại nên rút. Vũ Hóa Thiên Tôn, Điện Cực Dương Thiên Thần không lộ mặt, không biết là vì đang bận chiến đấu hay do tiên giới Di Châu không nằm trong tay Phong Phi Vân, làm bọn họ hết hứng tranh giành. Chí Tuế Tiên Hải Sóng Vỗ Hùng Dũng, đây từng là long tộc dừng chân, được gọi là đại giới số một Tây Ngưu Hạ Châu, Chí Tuế Giới. Tiếc rằng long tộc là chủng tộc mạnh nhất Tây Ngưu Hạ Châu lại bị tu sĩ vực ngoại chèn ép dữ dội nhất, bị giết gần hết. Tổ Long Vương bị nhốt trong Thái Cực Cung. Thịnh cực vạn cổ, suy bại trong phút chốc. Người đời tuyệt đối không ngờ được Đại Ma Long xích mích với Tổ Long Vương lại là nhi tử ruột thịt. Đại Ma Long là ma đầu bị nguyên long tộc căm thù, khi sư diệt tổ, lấy hạ phạm thượng, lật tung thần đài, đảo loạn tộc quy, thậm chí dám đánh lộn với Tổ Long Vương, có thể nói là dị loại trong long tộc. Phong Phi Vân rất tò mò lý do. Đại Ma Long đứng bên bờ biển, đón gió đứng thẳng, trường bào tung bay, mắt nhìn phía xa. Lão già ngoan cố cứng đầu, thủ cựu không phá, biết rõ long tộc cường đại hơn nữa thì phải cải cách nhưng không dám tiến tới một bước. Đại Ma Long như nhìn huy hoàng, ngày xưa cường thịnh từng có của long tộc. Tiếc rằng trên Chí Tuế Tiên Hải đã chẳng còn bóng rồng, chỉ có nước biển thủy triều ước vạn năm không thay đổi. Trong người Phong Phi Vân chảy một nửa máu rồng nên biết chút ít lịch sử long tộc. Thời kỳ thái cổ long tộc chia đực và cái, truyền thừa hậu đại qua âm dương giao hợp. Thời đại thái cổ sau này long tộc toàn dùng huyết khí bản thân ngưng tụ thai trứng, sinh sản hậu đại. Tính tiềm lực, thể chất thì không bằng long tộc thời kỳ thái cổ. Đại Ma Long muốn cải cách, định tìm kiếm chỗ long tộc cư trú thời kỳ thái cổ, tìm cách cho long tộc sinh sản bình thường, để long tộc lấy lại sức mạnh thời thái cổ. Nhưng hành động này bị phe cổ hủ, bao gồm Tổ Long Vương phản đối. Đại Ma Long bị coi là dị đoan, phản nghịch, thậm chí tước thân phận thái tử long tộc của gã, đưa gã đi canh giữ mảnh đất giam cầm, nhốt trong luân hồi lộ đồng Lô Sơn. Phong Phi Vân nói, cách nghĩ của ngươi chỉ vì muốn cho long tộc biến mạnh hơn, nên có người ủng hộ ngươi mới đúng. Tại sao mọi người đều cho rằng ngươi phản nghịch? Đại Ma Long lạnh lùng cười. Ngươi mãi mãi không biết suy nghĩ trong lòng phe cổ hủ. Bọn họ không dám thay đổi, không dám cải cách, không dám làm vi huyện vượt qua lẽ thường. Bọn họ chèn ép tất cả người dám chống đối bọn họ. Đương nhiên họ có lý luận riêng của mình, cái này phải đề cập đến cách long tộc sinh sản. Thời kỳ thái cổ thực lực của long tộc cùng cảnh giới đúng là mạnh hơn long tộc bây giờ nhiều, nhưng khả năng sinh sản rất thấp. Lúc long tộc thái cổ phồn thịnh nhất con số không đến ngàn vạn. Long tộc bây giờ tuy không mạnh bằng thái cổ nhưng khả năng sinh sản rất mau, số lượng chủng tộc đông hơn thái cổ. Đây là thứ phe bảo thủ khư khữ giữ lấy. Ha 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 ha, tộc nhân nhiều có ích lợi gì? Đến tai nạn toàn là đồ hèn, đồ nhát nga, hoặc bị giết, hoặc thần phục dưới dâm uy của cường giả vực ngoại, rồng lại đi làm chó. Đại Ma Long hít sâu khiến thủy triều Chí Tuế Tiên Hải chấn động, ánh mắt sắc bén hung ác. Trong lòng Đại Ma Long cực kỳ tức giận. Phong Phi Vân gật gù, hắn nghĩ đến thập tam thái tử long tộc. Tổ Long Vương bỏ ngôi thái tử của Đại Ma Long, sau này điệt tử của gã thành thái tử mới, tức là thập tam thái tử long tộc. Tiếc rằng tư chất, ngộ tính của thập tam thái tử long tộc rất cao, nổi bật nhưng từ nhỏ không gặp trắc trở gì, tâm trí không đủ cường đại. Trước dâm uy của tu sĩ vực ngoại, thập tam thái tử long tộc thành con chó. Phong Phi Vân thấy tiền lệ thập tam thái tử long tộc nên mới chèn ép Phong Tiểu Long, rèn luyện gã, nhổ bỏ kiêu ngạo của gã, thuận tiện dắt gã đi dạo trong hỗn độn thiên thành, cho gã thấy cường giả vực ngoại mạnh cỡ nào, để gã biết mình ti tiện, nhỏ bé đến dâu. Phong Phi Vân sợ Phong Tiểu Long sẽ nối gót theo thập tam thái tử long tộc. Đại Ma Long cười nói. Sự thật chứng minh ta đúng ơn lão già kia. Phong Phi Vân hỏi.
Là sao? Đại Ma Long nói. Ta từng ra biển tìm nơi long tộc cư trú vào thời kỳ Thái Cổ, dưới đáy biển tìm thấy trứng rồng sót lại thời Thái Cổ, mang về long tộc. Sau khi ta bị nhốt trong đồng Lô Sơn, lão nhân long tộc không cho phép viên trứng rồng này được ấp trứng, muốn phong ấn nó mãi mãi. Có người đưa ý kiến muốn đốt trứng rồng. Nhưng người hầu của ta đưa trứng rồng ra long tộc, nghe nói sau này ấp trứng thành rồng cái. Đó là mẫu thân của ta. Phong Phi Vân không bao giờ ngờ trứng rồng mẫu thân được Đại Ma Long tìm trong chỗ long tộc Thái Cổ sống. Đại Ma Long gật đầu, nói. Ta từng thử ấp trứng rồng nhưng thất bại, cứ tưởng long tộc Thái Cổ mãi mãi không xuất thế. Ha ha ha, không ngờ cuối cùng nàng tự phá trứng ra, trưởng thành tồn tại có thể khiêu chiến với Tổ Long Vương. Nhi tử của nàng hiện tại tu vi đã vượt qua Tổ Long Vương, một trong những nhân vật mạnh nhất Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Một ý niệm của ta tạo nên hai siêu cường giả xuất thế, điều này không chứng minh ta chính xác hơn lão giả sao. Phong Phi Vân phải công nhận là nếu không có Đại Ma Long phản nghịch long tộc thì mẫu thân của hắn sẽ mãi mãi chìm dưới đáy biển, không phá xác chui ra. Trên đời không có Phong Phi Vân. Từ mặt nào đó thì Đại Ma Long xem như ngoại công của Phong Phi Vân. Bởi vì Đại Ma Long từng ấp trứng mẫu thân của Phong Phi Vân, xem như nghĩa phụ. Ma tính trên người mẫu thân của Phong Phi Vân và hắn có lẽ nhiễm từ Đại Ma Long. Đại Ma Long không giữ vẻ mặt đắc ý được lâu, gã nhìn mặt biển trống rỗng, ánh mắt trầm trọng thở dài thườn thượt. Đại Ma Long từng bước rời đi. Phong Phi Vân nhìn bóng lưng Đại Ma Long, hắn cảm thấy gã rất quan tâm Đại Ma Long, không như ngoài miệng độc mồm bà ghét long tộc. Phong Phi Vân hỏi. Người định đi thần ngục cứu Tổ Long Vương đúng không? Đại Ma Long khựng lại, hít sâu, nghiêm túc nói. Nhiều thánh giả Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới bị nhốt trong thần ngục, phải cứu bọn họ ra thì chúng ta mới có sức tái chiến cùng vực ngoại. Cường giả vực ngoại có thể đánh bại chúng ta nhưng không thể tiêu diệt lòng bất bại của chúng ta. Phong Phi Vân nói. Thái cực cung mạnh hơn Phạn Diệt giáo gấp chục lần, cao thủ như mây, thánh giả đầy rẫy. Nhân tổ tiền bối còn thua. Tuy lực lượng ngươi mạnh nhưng tuyệt đối không xông vào thần ngục nổi. Đại Ma Long nói, chẳng lẽ yếu thì không thể tranh mệnh với trời. Khi ngươi khiêu chiến với Phạn Diệt giáo hoàng chắc chưa từng nghĩ mình sẽ sống sót quay về đúng không? Là nam nhi khi sinh ra nên đứng thẳng, có cái tranh và cái không tranh. Lúc nên tránh dù máu phun chín thước bệ đá chỉ xem như vậy mực nét chu sa nhuộm cuộc đời. Đại Ma Long đi không quay đầu, biến mất trong rừng cây. Huyền Vũ chân tổ. Côn Bằng Đại Đế đi theo sau Đại Ma Long, hào tình tráng sĩ đi không quay về. Phủ chủ Mộ Phủ đứng thẳng, sống lưng thẳng tắp như cây trường thương, tóc trắng như tuyết, mày kiếm anh mục. Tay phải phủ chủ Mộ Phủ cầm Phá Tiên Cung, lưng cõng vẫn thánh tiễn, khí độ ngạo thế dứt khoát. Phủ chủ Mộ Phủ nói, Đại Ma Long không phải kẻ lỗ mãng, không nắm chắc sẽ không tùy tiện ra tay. Đại Ma Long đi cứu người chứ không phải chịu chết, hắn biết rõ điều đó hơn bất cứ ai. Phong Phi Vân hỏi, tiền bối cũng đi thần ngục. Phủ chủ Mộ Phủ cười nói, ta sớm nên đi, chẳng qua kẻ thù chưa chết, ta không dám chết. Hiện tại kẻ thù đã chết, ta không còn gì lo lắng nữa. Phủ chủ Mộ Phủ bổ sung thêm, nhưng ngươi không thể đi. Phong Phi Vân hỏi lại, tiền bối cho rằng Phong Phi Vân là người sợ chết sao? Hay tiền bối cảm thấy Phong Phi Vân không đủ tư cách cùng các người chinh chiến? Phủ chủ Mộ Phủ nói, nam nhi sống trên đời nói chắc như đinh đóng cột, không thì sẽ bị đinh đóng. Người đã hứa với chúng sinh thiên hạ sẽ tạo ra thiên quốc cho người trong bể khổ lánh nạn, xây dựng ốc đảo trong sa mạc chết. Người không thể nuốt lời. Ta và Đại Ma Long đi thần ngục vì chúng ta không có ràng buộc gì, không có bất cứ vướng bận, không có bất cứ lưu luyến. Người thì khác. Ta rất mong chờ tương lai thiên quốc, có lẽ nó thật sự sẽ là thành lũy cuối cùng đối kháng với tu sĩ nhân loại. Phúc địa cuối cùng cho Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Ngươi gánh trách nhiệm nặng hơn chúng ta. Từ xưa đến nay làm thành việc lớn không dựa vào sức cá nhân, không phải cái dũng của kẻ thất phu. Đế Hoàng nói một câu có thể hiệu lệnh thiên hạ. Thiên hạ ở đâu? Thiên hạ nằm trong tay ngươi. Phủ chủ Mộ Phủ lấy lệnh bài ra đưa cho Phong Phi Vân. Đây là lệnh phủ chủ Mộ Phủ, có thể hiệu lệnh các thần của thần giới, âm hồn của địa ngục, tinh quái trong Tam Sơn Ngũ Nhạc. Các dị tà trong tứ phương vạn giới. Bây giờ ta trao lệnh bài vào tay ngươi, hy vọng ngươi sẽ làm được chuyện mà chúng ta không thể làm. Thiên quốc, quốc độ thế, quốc sinh mệnh.
Có lẽ đây là tương lai của Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Có lẽ sau này Thiên Quốc sẽ là quốc gia duy nhất trong Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, một đế quốc thông thiên. Pháp lệnh của Thiên Quốc gia, sinh linh toàn ngôi sao đều tuân theo. Hy vọng, ta sẽ thấy được ngày đó. Phủ chủ Mộ Phủ thở dài thườn thượt, đạp mây bay đi. Dường như phủ chủ Mộ Phủ có thể thấy tương lai, gã nói rất nhiều lời toàn chút gánh nặng lên vai Phong Phi Vân. Đè gánh nặng càng nhiều thì Phong Phi Vân mới chịu ở lại. Phong Phi Vân rất muốn en theo bọn họ chinh chiến, máu nóng đang sục sôi. Nhưng Phong Phi Vân biết hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Đại Ma Long, phủ chủ Mộ Phủ ném gánh nặng Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới vào người hắn. Phong Phi Vân không thể liều lĩnh, nếu hắn chết trận thì trong Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới không còn ai chống trời nữa, không còn cơ hội trở mình. Trách nhiệm trên người Phong Phi Vân nặng hơn Đại Ma Long, phủ chủ Mộ Phủ nhiều. Phong Phi Vân không quay về Thiên Quốc ngay, hắn đi chỗ Long tộc sống. Nơi này quả nhiên đã hoang tàn sụp đổ, nhiều xác rồng nổi trong nước biển, nhuộm màu nước đỏ thẫm. Tổ thần điện, địa hải Long cung giờ chỉ còn là mảnh vụn. Chủng tộc từng chúa tể Tây Ngưu Hạ Châu hiện tại đã gần như diệt tuyệt, một số Long tộc trốn thoát đã ẩn náu không thấy bóng dáng. Phong Phi Vân rời khỏi chỗ Long tộc sống, hắn đi Phượng Hoàng Sơn. Bảy Phượng Hoàng Sơn bị phá hoại nghiêm trọng, dãy núi gãy đổ, Ngô Đồng đốt cháy, cung khuyết sụp đổ. Ngọn lửa vẫn còn đốt dưới đất thật lâu không tắt. Thánh địa Phượng Hoàng yêu tộc, Niết Bàn Thiên Trì từng chứa bao nhiêu là tinh huyết của tổ tiên Phượng Hoàng. Nhưng bây giờ Niết Bàn Thiên Trì đã khô, chỉ còn lại cái ao cạn rực lửa. Phượng Hoàng yêu tộc cũng bị công kích hủy diệt, khá nhiều Phượng Hoàng chạy trốn, lánh nạn nhưng đa số bị giết hoặc nhốt. Ủa! Mắt Phong Phi Vân lóe tía sáng nhìn thấu hư vọng. Thân thể bay đến 3.000 dặm, đáp xuống một cây ngô đồng, nhặt đá xanh to cỡ nắm tay lên. Đá xanh nhìn như bình thường, thô ráp ẩm ướt, bề mặt mọc rêu. Nhưng trong đá xanh dâu một thế giới, trong thế giới này có biển cả, núi sông, cỏ cây, linh khí, điện vũ, linh mạch. Có rất nhiều phượng hoàng trong thế giới này. Pháp tướng thánh linh của Phong Phi Vân chui vào đá xanh, hiện ra trên bầu trời thế giới này. Phượng hoàng thiên nữ ở đâu? Pháp tướng ngàn trượng đúc bằng vân hà, trang nghiêm túc mục, khí thế thần thánh. Các phượng hoàng trong thế giới đá xanh giật mình, tưởng rằng bị cường giả vực ngoại phát hiện. Các phượng hoàng như gặp đại địch, rút chiến binh ra. Phượng hoàng thiên nữ bước ra từ Lưu Ly thần cung, thân hình thướt tha, thần quang quanh người. Phượng hoàng thiên nữ ngước nhìn pháp tướng thánh linh trên bầu trời, vẻ mặt vui mừng kêu lên. Cất chiến binh đi, đây là thánh giả nhân tộc. Không phải quân giặc vực ngoại. Phượng hoàng thiên nữ bay ra khỏi đá xanh, đứng dưới ngô đồng. Mắt phượng nhìn Phong Phi Vân dựa lưng vào thân cây, phượng hoàng thiên nữ nói. Ta không nhìn thấu tu vi của ngươi. Phượng hoàng thiên nữ đã bước vào minh nhật thánh cảnh, thân thánh linh. Nhưng Phong Phi Vân như biển sao, phượng hoàng thiên nữ không nhìn thấu hắn. Phong Phi Vân khoanh tay trước ngực, dựa vào ngô đồng, cười nói. Thì nàng cũng bước vào cảnh giới thánh linh, nàng đã chém lực lượng yêu hoàng kiếm, chiến thắng linh hồn của mình. Phượng hoàng thiên nữ đẹp như tranh, yểu điệu xinh đẹp. Phượng hoàng thiên nữ khẽ thở dài. Ở trong mắt người bình thường thì cảnh giới ta bây giờ xa không thể với tới, thông thánh thông huyền. Nhưng trước mặt đám cường giả vực ngoại thì không là gì. Phong Phi Vân nghiêm túc hỏi. Phượng hoàng yêu tộc còn bao nhiêu tộc nhân sống sót? Phượng hoàng thiên nữ lắc đầu, nói. Không biết, cường giả vực ngoại đến công kích Phượng Hoàng Sơn, bốn vị yêu hậu hợp sức mở một lối ra. Phượng hoàng yêu tộc chia bảy đường bỏ trốn, ta chỉ dẫn dắt một đội. Phong Phi Vân hỏi. Tại sao nàng không bỏ trốn? Phượng hoàng thiên nữ trả lời. Chỗ nguy hiểm nhất là an toàn nhất, tuy thiên hạ lớn nhưng chỉ có chỗ này là coi như an toàn. Phong Phi Vân khâm phục trí tuệ và gan góc của Phượng hoàng thiên nữ. Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới tuy lớn nhưng khó tìm ra một nơi an toàn. Ta hiểu rồi, nàng dẫn một đội Phượng Hoàng trốn trong đá xanh nên mới thoát một kiếp. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói. Nhưng đó không phải kết lâu dài, không lâu sau chắc chắn tu sĩ vực ngoại sẽ tìm tới những bí cảnh lớn nhỏ, khi ấy vẫn khó thoát chết. Bố ẩn vị yêu hậu bặt vô âm tín, chắc không chết mà bị nhốt. Phong Phi Vân nói. Đi theo ta. Theo ngươi. Phong Phi Vân nói cho Phượng Hoàng Thiên Nữ nghe về cấu tứ thiên quốc, lại bảo hắn đã tìm được truyền thừa thái cổ thần Phượng,
mảnh đất giam cầm. Phượng Hoàng Thiên Nữ nhìn thẳng vào mắt Phong Phi Vân, nàng không hỏi gì thêm, hoàn toàn tin tưởng hắn. Phượng Hoàng Thiên Nữ mang theo đá xanh cùng Phong Phi Vân rời khỏi Phượng Hoàng Sơn. Phong Phi Vân, Phượng Hoàng Thiên Nữ đến sơn cốc Tất Ninh Soái ẩn cư. Tất Thắng Thiên cực kỳ hưng phấn nâng hai mảnh lá cây bị xé. Sư tôn, ta đã xé lá cây tang ngô. Tất Thắng Thiên quỳ trước mặt Phong Phi Vân, mắt long lanh nhìn hắn. Tất Ninh Soái, Tà Hồng Liên đứng không xa nhìn Phong Phi Vân. Tất Ninh Soái liếc hướng Phượng Hoàng Thiên Nữ, mắng thầm. Bà nội nó, mỗi lần bên cạnh ngươi lại đổi một nữ nhân, tu vi cường đại có khác, hâm mộ chết được. Tà Hồng Liên đạp mũi giày Tất Ninh Soái, gã đau la làng. Phong Phi Vân nhìn Tất Thắng Thiên nâng hai mảnh lá cây, vừa lòng gật gù. Phong Phi Vân cười hỏi. Có lĩnh ngộ gì? Tất Thắng Thiên trả lời. Sư tôn không phải thử thách nghị lực, sức mạnh của ta mà là sự kiên nhẫn. Trong lá cây chứa kinh nghiệm cuộc đời trăm ức năm của một vị tiền bối, không phải đạo tắc thánh linh. Miễn ta cảm ngộ được kinh nghiệm cuộc đời trăm ức năm của tiền bối kia thì xé miếng lá cây này dễ như trở bàn tay. Phong Phi Vân nói, tang mộ tiền bối là lão tổ thụ tông, cổ thụ đứng trăm ức năm, chịu đựng cô đơn quạnh quẽ bao nhiêu. Ngươi cảm nhận được kinh nghiệm cuộc đời trăm ức năm của tang mô tiền bối chứng minh sự kiên nhẫn của ngươi vượt xa người bình thường, thành tựu tương lai hơn hẳn phụ thân ngươi gấp vạn lần. Tang mô tiền bối chết trận trên đường thông thiên, giờ coi như có người truyền thừa lại đạo pháp. Phong Phi Vân dẫn gia đình Tất Ninh Soái vào thiên quốc, mang đi thiên phong đại lục. Phong Khanh Khanh cười tủm tỉm chạy tới. Tất ca, chúc mừng ngươi con cháu đầy nhà. Cánh tay ngọc như sen, ống tay áo dài như tiên. Một con mèo trắng theo sau lưng Phong Khanh Khanh, là Đạm Đạm đã lâu không thấy. Tất Ninh Soái thấy tiểu tà ma thì dùng mình, gã từng bị nàng hành rất thảm. Tất Ninh Soái rất e ngại thiếu nữ đáng yêu mà hay nắng mưa thất thường, gã vội bỏ chạy. Sắp xếp chỗ ở cho gia đình Tất Ninh Soái xong, Phong Phi Vân lại đi sắp đặt chỗ cho Phượng Hoàng yêu tộc. Phượng Hoàng yêu tộc có nhiều cường giả, chỉ tính số bán thánh cũng khoảng ngàn bán thánh, một thế lực khổng lồ. Nếu vận dụng chính xác thì tương lai sẽ phát huy ra lực lượng không giống bình thường. Vì điều này Phong Phi Vân chuyên môn chia một đại lục cho Phượng Hoàng yêu tộc, đặt tên là Phượng Hoàng Đại Lục, làm chỗ cho Phượng Hoàng yêu tộc ẩn cư. Hôm nay tiểu linh tiên giới truyền đến dao động chiến đấu siêu kinh khủng, quấy nhiễu tu sĩ Tây Ngưu Hạ Châu không yên bình. Mọi người phập phồng lo sợ. Trên bầu trời sấm chớp đi đùng. Biển cả vô biên, sóng ngập trời. Đại ma long biến thành cự long đen giết vào Thái Cực Cung, nuốt ức vạn sinh linh vực ngoại, xé nát các thánh linh thân hình to lớn, gây chấn động lớn, ảnh hưởng ba giới. Mưa máu vần vũ, thiên địa biến sắc. Cuối cùng Điện Cực Dương Thiên Thần ra tay đánh mù 10 con mắt đại ma long. Điện Cực Dương Thiên Thần định giết luôn đại ma long nhưng bị phủ chủ mộ phủ cứu. Phủ chủ mộ phủ, đại ma long hợp tác trốn khỏi tay Điện Cực Dương Thiên Thần, nhưng hai người bị thương nặng. Không rõ sống chết thế nào. Phong Phi Vân ngồi trong thần cung thiên quốc, mở đôi mắt đại thánh theo dõi tình hình tiểu linh tiên giới. Phong Phi Vân định cứu phủ chủ mộ phủ, đại ma long nhưng bị Điện Cực Dương Thiên Thần phát hiện, chặt đứt ánh sáng đại thánh. May mắn Phong Phi Vân lùi kịp lúc, nếu không Điện Cực Dương Thiên Thần sẽ lần theo ánh sáng đại thánh tìm ra vị trí thiên quốc, khi ấy thiên quốc sẽ rơi vào tai nạn diệt tuyệt. Chiến đấu ở tiểu linh tiên giới bình ổn. Có người đến báo cáo tình huống hôm đó. Tu vi của Điện Cực Dương Thiên Thần tu vi đã vô pháp vô thiên, lại nắm giữ thuyền cổ đất vàng một trong 7 thuyền cổ. Đương thời hầu như không ai đánh lại Điện Cực Dương Thiên Thần được, Đại Ma Long và phủ chủ mộ phủ thua trận bị bão thời không cuốn đi, sợ là bây giờ giữ nhiều lành ít. Phong Phi Vân ngồi trên đỉnh điện vũ nghe thiên toán thư sinh báo cáo, lòng bi thương. Ngón tay Phong Phi Vân vuốt miểu quỷ ban chỉ đeo trên ngón cái. Mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đen. Ta muốn đấu với Điện Cực Dương Thiên Thần, phải lấy được bản thể thanh đồng cổ thuyền. Chỉ có lực lượng thanh đồng cổ thuyền mới đối kháng lại thuyền cổ đất vàng được. Trên miểu quỷ ban chỉ có 7 chữ cổ xưa đối ứng 7 bức tranh cổ, Long Mã Hà Đồ, Bát Quái Huyền Văn, Tứ Dương Cổ Đỉnh, U Minh Thần Tháp, Thần Vương Phi Thiên, Bách Quỷ Phó Yến, Vạn Gia Đăng Hỏa. Trong đó Long Mã Hà Đồ dung nhập thanh đồng cổ thuyền. Bách quỷ dự tiệc dung nhập tinh hồng quỷ thuyền trong tay nữ ma, vạn gia đăng hỏa dung nhập bạch ngọc cổ thuyền của Đông Phương Kính Nguyệt. Trên miểu quỷ ban chỉ còn lại 4 chữ cổ xưa. Mắt Phong Phi Vân lóe tia sáng, nói.
Chiếc miểu quỷ ban chỉ này chắc là thái cổ thần phượng để lại, phong ấn thần tuệ dụng cụ bảy thuyền cổ thần linh. Tức là chỉ khi tranh cổ trên miểu quỷ ban chỉ dung nhập vào khí linh thì thuyền cổ mới phát huy ra uy lực mạnh nhất. Điện cực dương thiên thần nắm giữ thuyền cổ đất vàng, chắc đối ứng là tứ dương cổ đỉnh. Thuyền cổ đất vàng không dung hợp tứ dương cổ đỉnh, không thể phát huy lực lượng mạnh nhất. Nếu ta tìm được bản thể thanh đồng cổ thuyền chắc chắn có thể đấu hòa với điện cực dương thiên thần. Rốt cuộc bản thể thanh đồng cổ thuyền nằm trong tay ai? Đang lúc Phong Phi Vân suy tư thì ngoài điện vũ vang tiếng một chuỗi tiếng bước chân, một nam nhân trẻ tuổi anh vũ đi vào trong, mặc áo giáp trắng. Phong Phi Vân kinh ngạc nhìn thanh niên, cười nói. Hạo Nguyệt huynh, đã lâu không gặp. Đông Phương Hạo Nguyệt nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, vẻ mặt bí hiểm nói. Nàng muốn gặp ngươi. Phong Phi Vân thu nụ cười, đứng bật dậy, mắt bắn ra hai tia hà quang sắc bén nhìn khắp thiên quốc, thánh khí hùng hồn không thể đỡ. Phong Phi Vân hu về tầm mắt, hắn không phát hiện hơi thở của Đông Phương Kính Nguyệt trong thiên quốc. Phong Phi Vân hỏi. Nàng ở đâu? Đông Phương Hạo Nguyệt trả lời. Nàng không đến thiên quốc mà ở thần Tấn Vương Triều, nàng tìm ta nhờ ta truyền lời. Phong Phi Vân mỉa mai. Lần trước nàng không thể giết ta, giờ muốn giết thêm lần nữa. Sợ là lần này sẽ không dễ vậy. Đông Phương Hạo Nguyệt nói. Nàng bảo nếu ngươi không có gan thì khỏi đi, nhưng nàng nhờ ta chuyển dùm một câu. Phong Phi Vân hỏi. Câu gì? Đông Phương Hạo Nguyệt đáp. Thanh đồng cổ thuyền ở trong tay nàng. Ánh mắt Phong Phi Vân sắc bén hỏi. Nàng ở đâu trong thần Tấn Vương Triều? Đông Phương Hạo Nguyệt nói. Dưới Sư Sơn. Bên bờ sông Tấn, tiếng tiêu chỉ đường, bẻ mai nhìn trăng. Đông lạnh trăng cô đơn, đóng băng ba thước, trên bầu trời rơi tuyết lông ngông. Ong 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 ong. Trên Sư Sơn vang tiếng chuông chùa, vương công quý tộc cưỡi linh thú, mặc áo sặc sỡ nối nhau đạp tuyết lên núi lễ Phật. Nguyên Tây Ngưu Hạ Châu chìm trong tai kiếp cực khổ, trốn nhỏ xa xôi ngược lại bình yên, không bị lan đến. Tiểu Sa Di trên Sư Sơn cưỡi con vịt to cỡ chó săn. Cổ đeo chuỗi Phật Châu Nam Mộc, tay bưng bình bát nhỏ gõ cửa nông trại trong thôn dưới núi, niệm kinh hóa duyên. Tiểu Sa Di nói mấy câu tốt lành với chủ nhà, tiếng cười vui rộn rà. Phong Phi Vân đạp tuyết đọng dày, một mình dọc theo sống Tấn rộng rãi đi tới. Mặt sông rộng không bị băng giá đông lại, vẫn có mấy chiếc thuyền to cờ đỏ lướt trên mặt sông. Trên thuyền có tướng sĩ thủ vệ tu vi cao cường mặc giáp, có nữ nhân xinh đẹp vừa múa vừa hát, đàn nhạc trong nắng ấm. Tu vi thấp có niềm vui của bọn họ, tu vi cao cũng có nỗi buồn phiền riêng. Phong Phi Vân tiếp tục đi tới, đến dưới Sư Sơn. Núi non phủ lớp trắng, trên cây treo dải băng. Bờ sông bên kia có tượng Thái Vi nữ thần đứng thẳng, cao ngất đâm mây. Tuyết trắng phủ lên như pho tượng bằng thủy tinh bạch ngọc. Bên tai nghe tiếng tiêu u nhã động lòng người, nhàn nhạt trang nhã, lúc ngừng lúc nối, tựa làn gió thổi qua. Phong Phi Vân nhẹ hơn cả gió. Bay lên cao tìm theo tiếng tiêu, đến rừng mai muôn hồng nghìn tía. Mùa đông lạnh, các hoa điêu tàn, chỉ có hoa mai là một mình ngạo nở rộ trong tuyết. Đi vào rừng mai nghe hương hoa, nơi hương hoa đậm nhất có một tòa đình. Trong đình có hai nữ nhân, một người mặc áo đỏ tay cầm ngọc tiêu. Nữ nhân áo đỏ thấy Phong Phi Vân đến ngoài đình thì dừng thổi tiêu, mắt chứa tình cảm. Nữ nhân khác mặc áo trắng, áo nhẹ như sương che thân ngọc mình nhà. Nữ nhân áo trắng đun bình trà, trong ấm trà đất đào tỏa hương hao mai. Nữ nhân áo trắng mảnh khảnh tựa huyền nguyệt, khí chất trang nhã như thanh hà. Nữ nhân áo trắng vươn tay ngọc bưng ấm trà đổ hai ly nước nóng hổi. Mời. Phong Phi Vân nhìn nữ nhân áo trắng, không chút sợ hãi đi vào trong đình, ngồi đối diện nàng, bưng ly trà lên. Gió lạnh thổi qua mang theo hạt tuyết và hoa mai bay qua tòa đình đỏ. Một cánh hao rơi vào ly trà, màu đỏ rực quyến rũ. Phong Phi Vân nhấp một ngụm, nhâm nhi, đặt ly trà xuống bàn. Phong Phi Vân nói, trước kia không ngờ nàng cũng biết nấu trà. Đông Phương Kính Nguyệt uống hớp trà, môi đỏ dính giọt trong suốt như giọt nước đọng lá cây đầu hè. Đông Phương Kính Nguyệt mỉm cười nói, ngươi cảm thấy trà như thế nào? Phong Phi Vân đáp, 7 phần ngọt, 3 phần đắng. Mắt Đông Phương Kính Nguyệt trong suốt như ngọc nước, khóe môi cong lên. Nếu trà không đắng thì không gọi là trà. Tiếc rằng trà này chỉ đắng miệng, không đắng lòng. Phong Phi Vân nhìn Đông Phương Kính Nguyệt, hỏi. Nàng tìm ta có chuyện gì? Đông Phương Kính Nguyệt đứng dậy đi xuống đình,
đạp trên đất tuyết, nhìn mai đỏ đầy sân. Đông Phương Kính Nguyệt nói, Thái Cổ Thần Phượng đã giao mảnh đất giam cầm cho ngươi đúng không? Đưa nó cho ta, ta sẽ giao Thanh Đồng Cổ Thuyền cho ngươi. Đông Phương Kính Nguyệt xòe tay, ổ thuyền cổ thần linh cổ xưa rách nát bay ra khỏi lòng bàn tay. 18 vải sắt thần buồm, thuyền cổ thần linh có hơi thở cổ xưa tang thương. Phong Phi Vân không nhìn Thanh Đồng Cổ Thuyền mà ngó Đông Phương Kính Nguyệt chân chân. Nàng đang giao dịch với ta. Đông Phương Kính Nguyệt xoay người lại nhìn Phong Phi Vân. Ngươi không thấy rằng đây là chuyện cả hai cùng có lợi. Mái tóc đen dính mấy mảnh bông tuyết, như mỹ nhân bước ra từ trong tranh. Phong Phi Vân nói. Đúng là đôi bên cùng có lợi, tiếc rằng ta sẽ không giao dịch với nàng. Muốn lấy Thanh Đồng Cổ Thuyền trong tay nàng thì ta sẽ có cách khác. Đông Phương Kính Nguyệt nhíu chặt mày, hít sâu, ngực phập phồng. Đông Phương Kính Nguyệt hỏi. Có biết tại sao ta không trực tiếp vào Thiên Quốc tìm ngươi không? Phong Phi Vân hỏi lại. Tại sao? Đông Phương Kính Nguyệt trả lời. Nếu ta vào Thiên Quốc, người muốn chiến với ta sẽ bó tay bó chân. Ta không muốn dùng những người trong Thiên Quốc uy hiếp ngươi, ta chỉ muốn giao dịch công bằng với ngươi, không muốn ỷ mạnh hiếp yếu. Phong Phi Vân cười nói. Ỷ mạnh hiếp yếu, Thủy Nguyệt Đình, nàng quá coi thường ta. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Ta đã quyết định tên là Đông Phương Kính Nguyệt. Ngươi không xứng tên Đông Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân rút bàn man phủ ra, áo nghĩa tổ thánh rồi rào khuếch tán. Cánh hao trong mai viên bay lên hình thành mưa hoa đỏ rực. Mưa hoa bay quanh người Phong Phi Vân hình thành vòng xoáy. Đông Phương Kính Nguyệt như không cảm nhận sát ý từ người Phong Phi Vân, nàng vẫn bình tĩnh đứng trong tuyết. Đông Phương Kính Nguyệt hỏi. Rốt cuộc ngươi có hận Thủy Nguyệt Đình không? Phong Phi Vân phớt lờ câu hỏi, nhát búa chém xuống kèm theo lực lượng khai thiên tích địa, đại giới cũng sẽ bị xẻ đôi. Nhưng khi bàn man phủ giáng xuống đầu Đông Phương Kính Nguyệt thì nàng không nhúc nhích, đôi mắt sáng nhìn Phong Phi Vân. Đột nhiên bộ dạng Đông Phương Kính Nguyệt thay đổi, biến thành nữ nhân áo đỏ cầm ngọc tiêu, da thịt như ngọc, đôi mắt trong suốt nhìn Phong Phi Vân. Đôi mắt khác hẳn với Đông Phương Kính Nguyệt, trong suốt, khí chất không ăn nhân gian khói lửa. Là Dạ Tiêu Tương. Dạ Tiêu Tương cười mỉm chi, không sợ hãi cái chết, như thể chết trong tay Phong Phi Vân là chuyện hạnh phúc. Phong Phi Vân vội rụt bàn man phủ về, kéo lại lực lượng khai thiên tích địa tự chém vào mình. Hơn một ư nả lực lượng bàn man phủ bị thu về nhưng vẫn có khá nhiều lực lượng đánh trúng người Dạ Tiêu Tương, đánh bay nàng ra ngoài, rơi vào biển hoa mai đỏ. Máu đỏ bay ra, tuyết đỏ còn hơn cánh mai. Phong Phi Vân bị lực lượng bàn man phủ phản phệ, để lại vệt máu sâu trước ngực, thánh cốt suýt đứt. Phong Phi Vân lắc người lao vào biển hoa mai, ôm Dạ Tiêu Tương về, nhẹ nhàng đặt dưới đất tuyết. Dạ Tiêu Tương chưa chết nhưng thánh hồn bị tổn hại, đã hôn mê. Mắt Dạ Tiêu Tương khép chặt, áo đỏ nhuộm máu thánh. Từ khi nào Đông Phương Kính Nguyệt ngồi trong đình, bưng ly trà phỉ thúy nhấp một ngụm. Ngắm mai đỏ lại ngắm tuyết đó, uống trà mai lại uống máu người. Phong Phi Vân, bây giờ ngươi còn cảm thấy mình rất mạnh không? Vết thương trên người Phong Phi Vân tự động khép lại, hắn chừng Đông Phương Kính Nguyệt. Bạch Ngọc Cổ Thuyền, lực lượng thời gian. Mới rồi ngươi sử dụng lực lượng thời gian tạm về quá khứ thay đổi vị trí giữa Dạ Tiêu Tương và ngươi. Nên khi ta giáng một búa xuống thì ngươi biến thành Dạ Tiêu Tương. Chỉ cần đến cảnh giới thánh linh là có thể tu luyện lực lượng thời gian, quay về quá khứ, đi tương lai. Nhưng không ai có thể thay đổi quá khứ và tương lai. Đông Phương Kính Nguyệt làm được điều đó, nàng không ra chiêu nào đã khiến Phong Phi Vân chém Dạ Tiêu Tương một búa, chém mình một búa. Loại lực lượng này dù là thần thánh cũng không đoán ra, không dám trêu vào Đông Phương Kính Nguyệt. Lỡ Đông Phương Kính Nguyệt quay về quá khứ, giết thần thánh lúc tuổi trẻ thì thần thánh sẽ chết. Phong Phi Vân nói, ta không tin ngươi có thể tùy ý trở về quá khứ, đến tương lai thay trời đổi đất. Ta muốn nhìn xem ngươi mạnh cỡ nào, có thật sự đã vô địch thiên hạ. Phong Phi Vân triệu hoán yêu hoàng kiếm cắm dưới đỉnh, đóng đinh thời gian và không gian. Thiên kiếp. Phong Phi Vân chỉ tay lên trời, mây đen kéo tới, sấm chớp đi đùng, điện vũ vô tận từ trên trời giáng xuống ầm ầm. Mai Viên là thế giới độc lập, nhìn như bên sông Tấn nhưng thật ra tự thành không gian, khác với thế giới bên ngoài. Ta là kiếm thần, các kiếm trong thiên hạ phải nghe theo lệnh ta. Đông Phương Kính Nguyệt phất tay, yêu hoàng kiếm đóng đinh thời không bỗng chốc bay vào tay Đông Phương Kính Nguyệt. Đông Phương Kính Nguyệt vung cánh tay,
muôn vàn bóng kiếm bay ra thành mưa kiếm, hình thành kiếm giới. Ầm, một cây búa to từ trên trời giáng xuống, phá mở kiếm giới. Búa đập xuống mang theo hung quang hỗn độn. Đông Phương Kính Nguyệt tiên tư như ngọc, ngự kiếm bay lên, lơ lửng giữa trời. Kiếm ý cửu thiên thập địa bay vào kiếm trong tay Đông Phương Kính Nguyệt, chém sông kiếm nghiêng chơi e lệch đất. Ầm, búa kiếm va nhau, thiên địa trao đảo, thời không tan vỡ. Phong Phi Vân, nếu ngươi có thể đánh bại ta thì ta sẽ giao thanh đồng cổ thuyền cho ngươi. Đông Phương Kính Nguyệt gọi Bạch Ngọc cổ thuyền ra, nàng đứng trên tiên thuyền. Tiên vũ che thân ngọc, Đông Phương Kính Nguyệt như nữ thần tiên giới giáng trần. Phong Phi Vân nói, nếu nàng có thể đánh bại ta thì ta đưa mảnh đất giam cầm cho nàng. Bạch Ngọc cổ thuyền chướng to gấp vạn lần, dài mấy ngàn dặm, tiên khí vân hà mông lung đụng vào Phong Phi Vân. Thời gian vặn vẹo, không gian tan vỡ. Chân lý tứ pháp, ba pháp chém đạo. Người Phong Phi Vân người ánh sáng tổ thánh bao bọc cơ thể hắn. Diều chiến chém ra, xé rách sương mù Bạch Ngọc cổ thuyền. Búa giáng xuống, muốn chém đạo pháp của Đông Phương Kính Nguyệt. Xẹt 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 xẹt. Đông Phương Kính Nguyệt giơ yêu hoàng kiếm chặn bàn man phủ, nhưng không ngăn nổi chân lý sát kình. Chân lý đại đạo lao vào cơ thể Đông Phương Kính Nguyệt. Nguyệt kiếm. Bản mệnh thần kiếm bay ra khỏi người Đông Phương Kính Nguyệt, đánh lui chân lý chém đạo. Bùm. Nguyệt kiếm, yêu hoàng kiếm, bàn man phủ cùng bị lực lượng kinh khủng đánh bay ra. Nguyệt kiếm xẹt qua eo Phong Phi Vân, xé thể tổ thánh để lại vệt kiếm dài, máu phun ra. Bàn man phủ cắt qua khuôn mặt tiên xinh đẹp của Đông Phương Kính Nguyệt, để lại vết máu mỏng cỡ sợi tóc, các giọt máu đỏ tràn ra. Cơ thể Phong Phi Vân chảy máu, một giọt máu chứa một thế giới đỏ, rơi vào không khí nở rộ ánh sáng rực rỡ hơn cả hằng tịnh. Vết máu trên gò má Đông Phương Kính Nguyệt tự động khép lại, trợn mịn như tuyết như ngọc. Chỉ tạm dừng một giây, Phong Phi Vân lại tấn công mau như tia chớp. Hai ngón tay Phong Phi Vân kẹp cổ một, như vuốt thần long. Cơ thể Phong Phi Vân mảnh mai như huyền nguyệt, biến thành đoàn xương trắng lướt qua ngón tay Phong Phi Vân. Sau lưng Phong Phi Vân ngưng tụ thân hình xinh đẹp, eo mỏng như liễu, tóc dài như thác, ngón tay như kiếm đâm vào lưng hắn. Kiếm của nàng đã đâm vào người ta hai lần, nàng nghĩ sẽ có lần thứ ba sao? Cơ thể Phong Phi Vân thành một vạn cái bóng, một vạn bóng người bay trên Bạch Ngọc cổ thuyền, mỗi bóng người giống nhau y như đúc, tuy hai mà mỗi. Mỗi bóng người như tổ thánh tự đến. Phập, ngón tay Đông Phương Kính Nguyệt đâm vào một Phong Phi Vân, cơ thể hắn tan ra như làn khói. Thân ngoại pháp tướng, Đông Phương Kính Nguyệt đứng thẳng, áo trắng như tuyết, mắt nhìn chằm chằm vô số bóng người xung quanh. Trong cơ thể Đông Phương Kính Nguyệt bay ra hàng vạn kiếm khí thánh ảnh như vạn thanh kiếm thần thánh đánh nát một vạn Phong Phi Vân, chỉ còn một chân thân. Chân thân đã đến sau lưng Đông Phương Kính Nguyệt, tốc độ mau như tia chớp, cũng chỉ tay một cái. Nhị pháp chém hồn. Đông Phương Kính Nguyệt cảm giác nguy hiểm lớn lao, linh hồn như bị đao cắt. Đông Phương Kính Nguyệt vỗ trưởng vừa lúc va chạm với ngón tay Phong Phi Vân. Bùm! Thần hồn và thánh hồn Đông Phương Kính Nguyệt bị thương. Môi đỏ phun ra búng máu rơi vào Bạch Ngọc cổ thuyền. Thấy Đông Phương Kính Nguyệt bị hương lòng Phong Phi Vân bất nhẫn, hắn không vội đánh ra ba chân lý thánh pháp khác. Phong Phi Vân nói, nàng thua, đưa thanh đồng cổ thuyền cho ta đi. Chân lý tứ pháp đánh ra thì thần thánh cũng bị tiêu diệt, nhưng cuối cùng Phong Phi Vân không xuống tay. Phong Phi Vân cứ thấy không chữ được thói nương tay trước mặt Đông Phương Kính Nguyệt. Thua, ta chỉ mới sử dụng ba phần lực lượng. Nếu ta muốn chém ngươi thì ngươi đã sớm chết. Trong người Đông Phương Kính Nguyệt phát ra thánh quang trắng tinh khiết như trăng treo trên bầu trời, khí thế tăng cao gấp mấy lần. Đông Phương Kính Nguyệt như biến thành thần nguyệt tinh hải, trưởng vỗ vào Phong Phi Vân. Bàn tay thần linh vươn ra từ vũ trụ. Phong Phi Vân đứng ở đuôi Bạch Ngọc cổ thuyền, không nhúc nhích, đỡ một trưởng của Đông Phương Kính Nguyệt. Ầm, trưởng đánh thủng thể tổ thánh của Phong Phi Vân. Thánh anh nứt ra khe hở nhưng hắn lại cười mỉm chi. Nụ cười làm Đông Phương Kính Nguyệt kinh ngạc. Khi Phong Phi Vân chịu đựng trưởng của Đông Phương Kính Nguyệt thì hắn vươn tay phải ra bắt chặt bàn tay nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích, kéo nàng vào người mình. Đông Phương Kính Nguyệt cảm thấy cơ thể Phong Phi Vân như vòng xoáy lớn lôi kéo người mình, không để nàng chống cự. Cuối cùng Đông Phương Kính Nguyệt bị kéo vào thế giới xa lạ. Trên thế giới này tràn đầy nước biển, sóng to vỗ trời. Đưa mắt không thấy giới hạn. Rào rào, rào rào. Phong Phi Vân đứng trên mặt biển, người đầy vết máu,
cơ thể rách nát, bị trưởng của Đông Phương Kính Nguyệt tổn hại nặng. Đông Phương Kính Nguyệt hỏi, đây là đâu? Đông Phương Kính Nguyệt nhìn trưởng ấn đỏ làm ngực Phong Phi Vân hõm sâu, bàn tay giấu sau lưng siết chặt, tim nàng đau nhói. Mặt ngoài Đông Phương Kính Nguyệt không lộ biểu tình. Phong Phi Vân trả lời, mảnh đất giam cầm. Bạch ngọc cổ thuyền lơ lửng trên mai viên, chiếc thuyền chỉ còn lại một hạt châu nho nhỏ tỏa ánh sáng nhạt. Phong Phi Vân, Đông Phương Kính Nguyệt đang ở trong thế giới hạt châu. Mảnh đất giam cầm. Nơi này là mảnh đất giam cầm. Đông Phương Kính Nguyệt nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở đạo tắc thế giới này, muốn tìm vị trí tiên giới Di Châu. Tiếc rằng tu vi của Đông Phương Kính Nguyệt là đẳng cấp thần thánh nhưng không cảm nhận được hơi thở liên quan tiên giới Di Châu. Không lẽ tiên giới Di Châu vốn không tồn tại? Đây là một hỗn nguyên đại thế giới khổng lồ, bao la mênh mông, tràn ngập quy tắc đặc biệt. Đồn rằng đây là một góc vân chi tiên giới, từ vân chi tiên giới rơi đến hạ giới. Phong Phi Vân hỏi, nàng biết tại sao ta đưa nàng đến đây không? Trong lòng Đông Phương Kính Nguyệt thất vọng, buồn bã nói. Ngươi muốn cho ta biết trên đời này vốn không có tiên giới Di Châu, khiến ta từ bỏ tìm kiếm tiên đạo. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Nàng cảm thấy ta còn là Phong Phi Vân ngày xưa sao? Khi một nam nhân bị cùng một nữ nhân tổn thương hai lần sẽ trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Ngươi muốn giết ta tại đây? Đông Phương Kính Nguyệt hỏi. Ngươi chỉ là tu vi tổ thánh, muốn chiến thắng ta khó như lên trời. Dù tu vi của ngươi bước vào cảnh giới đại thánh cũng không dễ giết được ta. Phong Phi Vân nói. Không giết nàng nhưng có thể trấn áp, sau khi đến chỗ này lực lượng của nàng sẽ bị áp chế, ta có thể trấn áp nàng. Không còn gì để nói, chiến đi. Đông Phương Kính Nguyệt đáp xuống mặt biển, nước biển dưới chân đông thành băng. Đông Phương Kính Nguyệt ngưng tụ ức vạn thanh thần kiếm cùng chém vào Phong Phi Vân. Mắt Phong Phi Vân bắn ra hai luồng ánh sáng đại thánh chứa sức mạnh hùng hồn đánh nát các thần kiếm. Phong Phi Vân từng bước áp sát Đông Phương Kính Nguyệt, vỗ trưởng vào ngực nàng, đánh bay nàng. Sao ngươi trở nên mạnh như vậy? Mặt Đông Phương Kính Nguyệt trắng bệch, cơ thể suýt bị Phong Phi Vân một trưởng đâm thủng, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Phong Phi Vân nói, nơi này được gọi là mảnh đất giam cầm người trong lòng có sát niệm. Người không có sát niệm sẽ không bị ức chế. Đông Phương Kính Nguyệt hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn giết ta? Phong Phi Vân không trả lời, đánh ra càn khôn hỗn nguyên trưởng ấn thiên địa. Muôn vạn Phật âm ngâm nga, ngưng tụ ức vạn Phật khí thần hoa, hóa thành một ngũ chỉ sơn đè xuống Đông Phương Kính Nguyệt. Đông Phương Kính Nguyệt bấm đốt ngón tay, bạch ngọc cổ thuyền đụng phá bình chướng mảnh đất giam cầm đi tới biển cả, lại đụng nát ngũ chỉ sơn. Đông Phương Kính Nguyệt đáp xuống bạch ngọc cổ thuyền, muốn chạy ra mảnh đất giam cầm. Cưỡng ép xé rách hư không. Phong Phi Vân triệu hoán bàn man phủ chém nứt hư không, lực lượng cường đại đánh vào đáy biển, xé biển cả cổ xưa ra. Như có bàn tay to rẽ nước biển sang hai bên. Lực lượng bạch ngọc cổ thuyền cực mạnh, tuy không chạy ra mảnh đất giam cầm nhưng bàn man phủ không làm gì được nó. Lực lượng Đông Phương Kính Nguyệt bị ức chế nhưng tu vi vẫn rất mạnh, lại có bạch ngọc cổ thuyền, đánh ngang tay với Phong Phi Vân. Đông Phương Kính Nguyệt vừa đánh vừa lui, điều khiển bạch ngọc cổ thuyền bay trên thần hải không có giới hạn. Hai người đánh nhau trời long đất lở, đại dương đôi khi hóa thành băng tinh, đôi khi bị thần hỏa luyện hóa, đôi khi sấm sét giao nhau, đôi khi ngôi sao đụng mặt biển. Lửa giận trong lòng Phong Phi Vân càng lúc càng rực cháy, thầm nghĩ. Nàng muốn giết ta, thật sự muốn giết ta. Nếu trong lòng nàng không có sát niệm thì dã không bị lực lượng mảnh đất giam cầm ức chế. Tuy Phong Phi Vân hận Đông Phương Kính Nguyệt nhưng hắn chưa từng nghĩ đến sẽ giết nàng. Chẳng lẽ nữ nhân trời sinh nhẫn tâm hơn nam nhân? Hai người đánh xuống đáy biển, leo lên khung trời. Phong Phi Vân, Đông Phương Kính Nguyệt đấu 4 tháng không chia thắng thua. Đáy biển bị xới tung, khe rãnh vực sâu đầy rẫy. Toàn thân Phong Phi Vân đẫm máu, cơ thể rất mệt mỏi. Phong Phi Vân chém xuống một búa đánh bay bạch ngọc cổ thuyền, đè sụp một ngọn thần sơn đen thui dưới đáy biển. Đông Phương Kính Nguyệt cũng không đỡ hơn Phong Phi Vân bao nhiêu, làn da đầy vết máu, áo trắng thành áo đỏ. Đông Phương Kính Nguyệt cùng bạch ngọc cổ thuyền bay ngược ra ngoài. Rào rào, rào rào. Thần sơn dưới đáy biển sụp đổ nhưng trong ngọn núi phát ra thần quang năm màu, năm ánh sáng thánh khiết cực độ đại biểu lực lượng thuần khiết của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mơ hồ thấy trong thần quang chìm nổi năm bức tranh cổ xưa. Long mã hà đồ,
Bách Quỷ Phó Yến, U Minh Thần Tháp, Thần Vương Phi Thiên vân vân. Không chỉ bảy bức thần đồ trên miểu quỷ ban chỉ hiện ra trong ánh sáng năm sắc, còn có nhiều bức tranh bay trong đó. Thần nữ luyện thạch, thiên địa sơ khai vân vân. Hình ảnh rung động hồn người, ánh sáng năm sắc không chỉ thổi quét thời không xung quanh, còn bao phủ chín vạn ức giảm, như tiên nhân gáng thế, vạn pháp quy tông. Phong Phi Vân, Đông Phương Kính Nguyệt bị rung động, vết thương được ánh sáng năm sắc chữa lành trong chớp mắt. Vẻ mặt Phong Phi Vân khó hiểu hỏi. Nhát búa chém chúng chỗ nào thế này? Chẳng lẽ là bảo địa vị đại thánh nào để lại? Không lẽ là tiên giới Di Châu? Đông Phương Kính Nguyệt điều khiển bạch ngọc cổ thuyền bay tới chỗ thần sơn nứt ra, nhưng bị Phong Phi Vân ngăn lại. Phong Phi Vân đứng trước bạch ngọc cổ thuyền, cầm diều chiến, khí thế vạn phu mạc khai. Vẻ mặt Đông Phương Kính Nguyệt dịu dàng năn nỉ. Phong Phi Vân, có được tiên giới Di Châu thì chúng ta có thể cùng nhau tham ngộ đại đạo tiên giới trong đó, không chừng cùng nhau thành tiên. Ta và nàng truy cầu không giống nhau. Phong Phi Vân nói, muốn vượt qua chỗ này phải đánh bại ta trước. Đông Phương Kính Nguyệt biết hạ gục Phong Phi Vân không dễ, biểu tình dịu dàng nói. Ngươi biết tại sao lúc ở Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ta đâm ngươi không? Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi nghe. Phong Phi Vân đứng yên lắng nghe. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Bởi vì ta sống dựa vào chấp niệm, nếu ở cùng ngươi thì chấp niệm tùy thời tan biến. Phong Phi Vân cười khẩy nói. Nên nàng muốn đâm chết ta. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Ta giết ngươi là vì hỗ trợ ngươi tu hành, giúp ngươi nhanh chóng trưởng thành lên, vậy thì ngươi mới có nhiều khả năng sống sót trong đại kiếp nạn. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta chuyển thế tu hành 99.999 kiếp chỉ vì đời này lại đâm ngươi một nhát sao? Phong Phi Vân nói. Vậy là ta còn phải cảm ơn nàng. Ta biết ngươi không tin nhưng không sao. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Đông Phương Kính Nguyệt chứa vui mừng, kích động nói. Hiện tại tiên giới Di Châu xuất thế. Chúng ta có thể mượn nó thành tiên. Sau khi thành tiên ta không còn bị chấp niệm trói buộc, chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau. Cùng nhau đi biển Bắc ngắm cảnh, không bị chuyện gì làm phiền nữa. Chỉ có ngươi, có ta, làm đôi thần tiên quyến lữ. Trên đời còn chuyện gì tuyệt vời hơn điều này? Đáp lại Đông Phương Kính Nguyệt là diều chiến vô tình, ánh sáng búa kéo dài thiên địa, mở sông ngòi, đánh bay bạch ngọc cổ thuyền đi. Bạch ngọc cổ thuyền bị búa chém bay. Đông Phương Kính Nguyệt đứng ở đầu thuyền không nhúc nhích, trong mắt ngấn lệ. Khi một nữ nhân tổn thương cùng một nam nhân hai lần, muốn thuyết phục hắn tin mình còn khó hơn mơ giữa ban ngày. Đông Phương Kính Nguyệt đã hiểu một đạo lý, dù vì lý do gì, nữ nhân không nên lừa dối người, không thì sau này ngươi nói cái gì hắn cũng không tin nữa. Mắt Đông Phương Kính Nguyệt lóe tia dứt khoát. Vậy chiến đi. Cơ thể Đông Phương Kính Nguyệt như trăng sáng treo chín tầng trời. Chiếu bạch ngọc cổ thuyền dưới thân càng sáng tẻ. Tay Đông Phương Kính Nguyệt cầm tâm kiếm, kiếm khí hóa thành cột sáng trắng chém xuống. Khí thế trên người Phong Phi Vân tăng cao, lòng càng căm hận. Phong Phi Vân thi triển chân lý tứ pháp. Nhất pháp trảm hồn. Búa chém xuống, đánh nát tâm kiếm, búa chặt đứt thanh hồn. Đông Phương Kính Nguyệt phun máu đỏ. Phụt. Mắt Đông Phương Kính Nguyệt buồn bã nhưng mặt chê ô nụ cười. Nhị pháp trảm mệnh. Búa thứ hai giáng xuống. Bàn tay Phong Phi Vân run, trái tim hắn cũng run, cuối cùng quyết tuyệt chém nhát thứ ba. Tam pháp chiến đạo. Uy lực bàn man phủ khủng bố mang theo chân lý tứ pháp đánh nát thời không, một búa chém phá kiếm vực tâm kiếm, chém vào người Đông Phương Kính Nguyệt. Bùm! Thân hình xinh đẹp như gốm sứ vỡ ra, thành cánh hoa trắng trong suốt, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Phong Phi Vân giơ bàn man phủ đứng trên bạch ngọc cổ thuyền. Nhìn người ngọc dần vỡ vụn, lòng đau nhói. Không muốn giết người nhưng cuối cùng vẫn chém nàng. Giữa các gốm sứ vỡ bay ra cái bóng trắng ngưng tụ thành bóng người nhạt nhòa, cơ thể nửa trong suốt. Đây là chấp niệm của Đông Phương Kính Nguyệt. Chấp niệm bất diệt. Cơ thể Đông Phương Kính Nguyệt trong suốt, tóc dài như nước lơ lửng trong nước biển, tựa bọt nước tùy thời bị sóng vỗ tan. Đẹp đến tận cùng lại như ảo ảnh trong mơ. Đông Phương Kính Nguyệt hỏi. Phong Phi Vân. Rốt cuộc ngươi có hận Thủy Nguyệt Đình không? Phong Phi Vân hít sâu, chua xót nói. Hận. Hiểu rồi. Bùm. Cơ thể Đông Phương Kính Nguyệt vỡ như bọt nước biến thành các đốm sáng, mỉm cười thỏa mãn, lệ đau khổ. Rất nhanh chấp niệm biến mất, Đông Phương Kính Nguyệt không nghe Phong Phi Vân nói nửa câu sau. Nhưng yêu nhiều hơn hận. Khi Phong Phi Vân nói xong,
ngước mắt đẫm lệ lên thì cơ thể Đông Phương Kính Nguyệt đã hoàn toàn tan biến, chấp niệm biến mất. Trong lòng Phong Phi Vân bỗng tràn ngập hối hận, lòng trống trơn, đầu óc trống rỗng, lệ không rơi được. Phương xa Hoa Sinh đạo trưởng lao nhanh đến, từ xa thấy cảnh này, hít sâu phát ra thanh âm sấm sét. Đừng trả lời nàng, ai, vẫn đến muộn một bước. Hoa Sinh đạo trưởng đã bay đến trước mặt Phong Phi Vân, dừng lại. Phong Phi Vân lẩm bẩm. Sao có thể như vậy? Sao có thể? Tại sao chấp niệm sẽ biến mất? Không nên, không nên. Hoa Sinh đạo trưởng thở dài thườn thượt. Chấp niệm của nàng là chờ một đáp án ngươi có hận nàng không? Từ xưa đến nay nàng luôn chờ đáp án này, là thứ đọng lại trong lòng nàng không thể buông. Có lẽ bình thường nàng không nói với ai, nhưng sau khi uống canh mạnh bà miệng luôn lẩm bẩm câu nói này. Canh mạnh bà có thể làm người ta quên tất cả nhưng không quên được chấp niệm. Phong Phi Vân nói, hèn gì nàng cứ hỏi ta vấn đề này, hèn gì, hèn gì. Nàng không sợ biết đáp án rồi sẽ mãi mãi biến mất. Hoa Sinh đạo trưởng nói, đối với nàng có lẽ đây là loại giải thoát. Phong Phi Vân túm vạt áo Hoa Sinh đạo trưởng, xách thân thể gầy nhỏ của lão lên. Phong Phi Vân hỏi, sao lão biết, tại sao lão ra khỏi địa ngục? Hoa Sinh đạo trưởng chậm rãi nói, đạo tổ báo mộng cho ta. Kêu ta đến ngăn cản các ngươi tàn sát, hóa giải công án thái cổ. Đáng tiếc địa ngục xảy ra biến động lớn, lão đạo đến muộn một bước. Ây, xin lỗi. Người Phong Phi Vân nổi gân xanh, gần như rít gào. Đạo tổ là ai, rốt cuộc đạo tổ là ai? Hoa Sinh đạo trưởng trả lời. Đạo tổ là thái tổ. Hoa hậu đại thánh nặn hai tượng đất, truyền thừa hai loại đạo của mình. Hai tượng đất này là nhân tổ, thái tổ. Hoa Sinh đạo trưởng là đệ tử của Thái Tổ, từng nghe Thái Tổ giảng đạo. Hoa Sinh đạo trưởng nói, ngày xưa linh hồn Thái Cổ Thần Phượng đến địa ngục từng thổ lộ hối hận trước mặt đạo tổ. Đạo tổ nói lỗi của Thái Cổ Thần Phượng là lỗi nhỏ, lỗi chúng sinh mới là lớn. Biết sai quay đầu lại chưa chắc không phải là anh hùng. Phong Phi Vân nhíu chặt mày, thả Hoa Sinh đạo trưởng xuống. Thái Cổ Thần Phượng đã làm sai chuyện gì? Tại sao sám hối trước đạo tổ? Hoa Sinh đạo trưởng nói, ngày xưa Thái Cổ Thần Phượng được mảnh đất giam cầm, thành đạo đại thánh tại đây. Nhưng vì Thái Cổ Thần Phượng sốt ruột chỉ nhìn cái lợi trước mặt, muốn giết hết quân địch vực ngoại nên trong người sinh tâm ma, tính tình thay đổi, lạm sát vô tội, gần như thành ma. Phong Phi Vân kiên quyết phủ nhận. Không thể nào. Đó là sự thật năm xưa. Thái Cổ Thần Phượng không chỉ giết tộc nhân, người thân của Thủy Nguyệt Đình, còn chém chết nhi tử ruột. Hoa Sinh đạo trưởng nói, đứa con duy nhất của Thái Cổ Thần Phượng và Thủy Nguyệt Đình chết trong tay phụ thân ruột. Phong Phi Vân kinh ngạc kêu lên, Thái Cổ Thần Phượng giết nhi tử ruột. Hoa Sinh đạo trưởng gật đầu, nói, ngày xưa Thái Cổ Thần Phượng vì thành tiên, vì chu sát tu sĩ vực ngoại nên mất hết lý trí, gần như điên dại. Người bị Thái Cổ Thần Phượng giết không thể dùng con số đếm, nguyên biển cả bị nhuộm đỏ, tràn đầy xác chết trôi. Địa ngục suýt bị oan hồn nhét đầy, cuối cùng Thái Cổ Thần Phượng chết dưới kiếm của Thủy Nguyệt Đình. Sau khi Thái Cổ Thần Phượng chết thì tâm ma tan biến, linh hồn đến địa ngục, sám hối trước mặt đạo tổ. Thái Cổ Thần Phượng nghe đạo tổ chỉ điểm thì bỏ lại búa giết chóc, dùng bản thân sửa lỗi. Phong Phi Vân siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào thịt. Đây là lý do Thủy Nguyệt Đình giết Thái Cổ Thần Phượng. Hoa Sinh đạo trưởng gật đầu, nói. Đây là lý do tại sao bàn man phủ khảm trên phong đô quỷ thành, vì Thái Cổ Thần Phượng buông đồ phủ, dùng thân sửa lỗi. Thái Cổ Thần Phượng không dám cầm cây búa đồ tể nữa, không muốn chém ai nữa. Phong Phi Vân hỏi. Vậy Thái Cổ Thần Phượng lấy đi luân hồi tri ấn, khai sáng luân hồi lộ khác, khu mộ vô biên trên luân hồi lộ thì sao? Hoa Sinh đạo trưởng nói. Đây là Thái Cổ Thần Phượng chuộc tội, người biết ai lập ước vạn ngôi mộ không? Người biết là ai từng khối điêu bắc bia mộ vô hạn dựng bên cạnh mộ chủng không? Giọng Phong Phi Vân run run. Toàn là Thái Cổ Thần Phượng. Là Thái Cổ Thần Phượng xây mộ, khắc bia. Sự thật rất tàn nhẫn lại làm người ta phải tin. Hoa Sinh đạo trưởng thở dài thườn thượt. Chỗ đó chôn người chết trong tay Thái Cổ Thần Phượng, vì chuộc tội nên Thái Cổ Thần Phượng bỏ ra 900 ước 9.000 vạn năm xây mộ dựng bia cho bọn họ. Lại dùng luân hồi tri ấn trợ giúp bọn họ luân hồi chuyển thế vào thần tấn vương triều, tất cả vì chuộc tội. Phong Phi Vân siết chặt nắm tay. Hoa Sinh đạo trưởng lại bảo.
Người biết mảnh đất giam cầm này giam cầm cái gì không? Thật ra Thái Cổ Thần Phượng dùng nơi này giam cầm mình, nhốt chính mình. Nên Thái Cổ Thần Phượng mới đặt tên là mảnh đất giam cầm. Người biết mảnh đất giam cầm tại sao áp chế người trong lòng có sát niệm không? Đó là ý chí của Thái Cổ Thần Phượng tồn tại trong thiên địa này, để áp chế bản thân. Thái Cổ Thần Phượng sợ lòng lại sinh sát niệm, hắn sợ tâm ma của mình lại xuất hiện. Hoa Sinh Đạo Trưởng tiếp tục bảo. Người biết chấp niệm trong lòng Thái Cổ Thần Phượng là gì không? Phong Phi Vân nói. Hắn bảo là chỉ muốn gặp mặt Thủy Nguyệt Đình, kết thúc tâm nguyện thì chấp niệm biến mất. Hoa Sinh Đạo Trưởng lắc đầu, nói. Chấp niệm trong lòng Thái Cổ Thần Phượng giống y như của Thủy Nguyệt Đình. Người Phong Phi Vân run bần bật. Thái Cổ Thần Phượng muốn biết Thủy Nguyệt Đình có hận hắn không? Hoa Sinh Đạo Trưởng gật đầu, nói. Ngày xưa trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đúng là Thủy Nguyệt Đình đã lừa ngươi, nhưng điều đó khiến Thái Cổ Thần Phượng biết đáp án trong lòng nàng. Thủy Nguyệt Đình không hận Thái Cổ Thần Phượng, vì vậy nàng không nói sự thật cho ngươi. Nếu nàng hận Thái Cổ Thần Phượng thì hôm đó đã nói hết sự thật kiếp trước. Thái Cổ Thần Phượng biết điều này nên mới cười ra đi. Phong Phi Vân cười tự giễu. Nếu ngày đó nàng nói cho ta biết sự thật e rằng ta sẽ không tin tưởng. Hoa Sinh Đạo Trưởng nói. Nhưng nếu người biết sự thật thì lòng sẽ sinh ra tâm ma, tu vi vĩnh viễn không đến cảnh giới bây giờ. Đôi khi sự thật làm người ta khó mà chấp nhận, khiến người bản năng bài xích, không muốn nhận. Phong Phi Vân đau đớn nát lòng. Chẳng lẽ lời cuối cùng nàng nói là lời thật lòng sao? Hoa Sinh Đạo Trưởng cảm giác bi thương từ người Phong Phi Vân, khuyên. Khi người yêu một người, lời nói dối nghe thật ngọt ngào. Khi người hận một người, lời thật lòng nghe rất chói tai. Thủy Nguyệt Đình cũng tốt, Đông Phương Kính Nguyệt cũng vậy, sống dựa vào chấp niệm. Nếu nàng ở cùng ngươi, sớm muộn gì chấp niệm sẽ mất, sẽ chết, vì trong lòng ngươi hận nàng. Chỉ khi nàng thành tiên mới thoát khỏi chấp niệm, không e ngại gì ở cùng ngươi. Có lẽ đây là giấc mơ mà nàng luôn theo đuổi, câu cuối cùng có lẽ là lời thật lòng. Phong Phi Vân luôn cho rằng người sai là Thủy Nguyệt Đình, nhưng không ngờ sẽ thật sự có lỗi chính là hắn. Thủy Nguyệt Đình luân hồi 99.999 kiếp chỉ muốn biết Phong Phi Vân có hận nàng không. Phong Phi Vân có tư cách gì hận nàng? Hắn là đồ tể giết cả con ruột, khi Thủy Nguyệt Đình đâm nhát kiếm kia chắc rất đau lòng. Một kiếm ra, tâm liền chết. Tại sao nàng không nói thật cho ta biết? Tại sao đến chết cũng không nói thật? Phong Phi Vân xách Hoa Sinh Đạo Trưởng lên cao, mặt vặn vẹo. Tại sao ngươi không đến sớm hơn? Sao không đến sớm hơn? Vẻ mặt Hoa Sinh Đạo Trưởng uất ức nói. Hắc ám hỗn nguyên đại thế giới công phá địa ngục. Địa ngục xảy ra biến đổi lớn, nên ta đến muộn một bước. Cho dù nàng nói sự thật thì ngươi có tin lời nàng không? Câu này đâm thấu tim gan, nói hết bất đắc dĩ trong lòng Đông Phương Kính Nguyệt, đâm tim Phong Phi Vân tan vỡ. Đại dương vĩnh hằng, nước biển dâng lên sóng vỗ, thần quang năm sắc rực rỡ. Phong Phi Vân mềm nhũn nằm trên bạch ngọc cổ thuyền, dựa lưng vào vách thuyền, tóc dài xóa tung. Khó ai biết hết đau buồn trong lòng Phong Phi Vân. Mắt Phong Phi Vân tràn ngập đau khổ. Sự thật luôn làm người ta khó chấp nhận, đau khổ mãnh liệt nhất. Nàng đã ra đi, để lại mình ta đau khổ sống trên đời, đây là sự trả thù của nàng sao? Đông Phương Kính Nguyệt chết làm Phong Phi Vân đau hơn Nam Cung Hồng Nhan chết, lòng hắn rất hối hận, vô cùng hối hận. Nam Cung Hồng Nhan chết còn hy vọng hồi sinh, nhưng Đông Phương Kính Nguyệt mất thì thật sự mất đi, không thể xuất hiện nữa. Trăng trong nước, hoa trong gương. Gần như một giấc mộng. Hoa Sinh Đạo Trưởng nói. Ta nói sự thật cho ngươi biết vì tin tưởng tâm trí của ngươi hiện tại chịu được áp lực này. Ngươi đã chết thì chết, chấp niệm bị diệt, không thể quay về nữa. Nhưng ngươi còn sống, còn rất nhiều chuyện cần ngươi làm. Phong Phi Vân đờ đẫn ngồi im, nhìn tay mình, lại nhìn bàn man phủ trong bàn tay. Phong Phi Vân có chung tâm tình với Thái Cổ Thần Phượng ngày xưa, muốn ném cây búa xuống địa ngục. Không bao giờ nhặt lên nữa. Đây là cây búa đồ tể. Búa đồ tể. Búa đồ tể. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Khi nàng đánh nhau với ta có lẽ trong lòng có sát niệm, nhưng sát niệm đó càng nhiều là với mình. Nàng muốn mượn tay ta giết nàng, nên mới hai lần hỏi ta có hận Thủy Nguyệt Đình không. Sao lúc ấy ta không nghĩ ra? Khi hiểu được người xưa đã không còn. Hoa Sinh Đạo Trưởng tiếp tục bảo. Ngươi đừng tự trách nữa. Đường tu tiên phải trải nghiệm cực khổ.
nếu không qua sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán lâu dài, cầu mà không được, lưu luyến không buông thì con ngươi sẽ không trưởng thành, cứng cỏi, ngoan cường, bất bại, đây đều là quá trình đời người phải trải qua. Đối với Đại Thánh, nhiều người không vượt qua được ải này. Tu vi của Đại Thánh đã tới trình độ không gì không làm được, kém một bước liền thành tiên, bước đó là tim mình. Tức là mỗi vị Đại Thánh phải trải qua tâm ma tẩy lễ. Mỗi Đại Thánh có ma chướng của mình, chỉ khi chặt bỏ tâm ma mới chính thức thành tiên đắc đạo. Đây là cửa cuối cùng để thành tiên, cũng là ải khó khăn nhất. Cửa tình đau khổ, cửa lòng càng khổ sở hơn. Thái cổ thần phượng thất bại trước cửa này, bị tâm ma khống chế thân mình, phạm sai lầm tìa trời. Nhưng không thể trách thái cổ thần phượng, từ xưa đến nay người thành Đại Thánh thì cũng được vài người, nhưng không ai chém đứt tâm ma được. Không chỉ thái cổ thần phượng thất bại, Địa Hoàng Đại Thánh, Cửu Tiễn Đại Thánh cũng vậy. Bọn họ là bá chủ tuyệt thế kinh thiên vĩ địa nhưng không qua khỏi ải này. Cửu Tiễn Đại Thánh không bị tâm ma khống chế bản thân, nhưng không chém đứt tâm ma, cuối cùng sống thọ chết tốt, thiên nhân ngũ suy, chết già. Đây đã là tồn tại rất lợi hại trong Đại Thánh. Còn Địa Hoàng Đại Thánh, Hoa Sinh Đạo Trưởng nhắc tới tên này thì im miệng. Phong Phi Vân nhạy bén phát hiện biểu tình Hoa Sinh Đạo Trưởng kỳ lạ, hỏi dồn. Địa Hoàng Đại Thánh thì sao? Hoa Sinh Đạo Trưởng mím môi. Không có gì, nhưng mà... Phong Phi Vân hỏi. Chẳng lẽ cái chết của Địa Hoàng Đại Thánh có gì bí ẩn? Hoa Sinh Đạo Trưởng thở dài thườn thượt. Người đời nói Địa Hoàng Đại Thánh ngủ say trong di tích Thái Cổ, nhưng không thấy thi thể Địa Hoàng Đại Thánh. Đạo Tổ cho rằng Địa Hoàng Đại Thánh chưa chết hẳn mà sống với cách nào đó, không chừng có ngày sẽ quay về. Phong Phi Vân bị Hoa Sinh Đạo Trưởng thổ lộ tin tức hấp dẫn, tạm kiềm nén lòng bi thương. Sao, sao có thể? Như Hoa Sinh Đạo Trưởng nói, lòng Phong Phi Vân qua nhiều đợt rèn luyện, nếu không vượt được cửa này thì hắn không thể nào tu luyện đến cảnh giới hiện tại. Hoa Sinh Đạo Trưởng tiếp tục bảo. Đạo Tổ lấy ngũ dịch thôi diễn xưa nay, dùng quẻ diễn biến thiên địa, thấy được nhiều thứ chúng ta không thấy. Địa Hoàng Đại Thánh có còn sống thật không thì Đạo Tổ cũng không rõ ràng, đây chỉ là suy đoán. Phong Phi Vân chợt nhớ đến Vô Đạo, Sắc Hiên Viên Đế Sư. Vô Đạo nói trên người gánh sứ mệnh nặng nề, không muốn Hiên Viên Nhất Nhất chịu gánh nặng y như mình. Không lẽ sứ mệnh của Vô Đạo liên quan đến Địa Hoàng Đại Thánh? Không thể trách Phong Phi Vân liên tưởng cả hai. Địa Hoàng Đại Thánh là lão tổ đế gia, Hiên Viên Đế Sư là nhân vật xuất sắc nhất đế gia, dù hai người này có mối liên quan gì thì cũng bình thường. Phong Phi Vân rất hận bản thân, đau lòng Đông Phương Kính Nguyệt chết trong tay mình, nhưng hắn chỉ có thể đè nén cảm xúc vào trong lòng. Bởi vì Phong Phi Vân có chuyện quan trọng hơn phải làm. Có lẽ đây cũng là một phần của số mệnh. Ngày xưa Thái Cổ Thần Phượng vì chuộc tội bỏ ra 900 ức chí ngàn vạn năm ây mộ dựng bia cho người vô tội bị mình giết, suốt kiếp nhốt mình trong mảnh đất giam cầm, đây là chuộc tội. Như Đạo Tổ nói, lỗi của Thái Cổ Thần Phượng là lỗi nhỏ, lỗi chúng sinh mới là lớn. Biết sai quay đầu lại chưa chắc không phải là anh hùng. Phong Phi Vân đứng trong nước biển, tay nâng thanh đồng cổ thuyền, tay kia nâng bạch ngọc cổ thuyền. Phong Phi Vân khẽ hôn bạch ngọc cổ thuyền, chua xót nói. Chờ ta đi, khi nào ta làm xong chuyện nên làm sẽ đến tìm nàng. Phong Phi Vân dung hợp bản thể và khí linh thanh đồng cổ thuyền thành một, hơi thở cổ xưa như thần linh khuếch tán, làm lòng người run rẩy. Két 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 két. Thuyền cổ rách nát phát ra ánh sáng cổ kính, hơi thở tang thương. Long mã hà đồ bên trên thuyền cổ như sống lại, phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang vọng trong mảnh đất giam cầm, Tây Ngưu Hạ Châu, tiểu linh tiên giới, địa ngục. Trong thiên địa, sáu thuyền cổ thần linh khác rung bần bật, tỏa ánh sáng chói mắt. Nếu đứng trong trời sao nhìn Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới sẽ thấy bảy ánh sáng chói lòa nhấp nháy như bảy ngọn đèn thần linh. Tiểu linh tiên giới, Thái Cực Cung. Thầm đá ngọc cao cao kéo dài lên tầng mây. Nóc ngọc thềm dựng một cung điện nguy nga màu đen, cung tường xanh thẫm, cửa sổ đỏ chói. Ầm, gió mạnh thổi mở cánh cửa gỗ hoa văn, trong cửa tràn ra ánh sáng vàng rực rỡ. Sâu trong ánh sáng, một lão nhân tóc bạc phơ ngồi yên, trán lơ lửng thần ấn liệt nhật điện cực dương. Lực lượng thần thuyền mạnh quá, chứa lực lượng không thuộc về thế giới này. Trong mắt điện cực dương thiên thần sinh ra hai ấn ký thái cực nhìn xuyên tu di. Thuyền cổ đất vàng trong lòng bàn tay điện cực dương thiên thần tỏa ánh sáng mờ nhạt như sắp bay khỏi tay gã.
Văn Tổ, Võ Tổ, tám thánh vương của Thái Cực Cung bay vào thần điện, phát ra thần uy chấn động trời cao. Thần thánh, ta tự mình dẫn người đi giết Phong Phi Vân, lấy lại thanh đồng cổ thuyền. Võ Tổ có 1.800 bàn tay vàng rực, làn da toàn là vảy, nhìn là biết không giống nhân loại. Võ Tổ vốn con rết, nhờ tu vi rất mạnh, sau khi Phong Tổ thì biến thành hình người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thái Cực Cung nhân tài đông đúc, có nhiều cường giả. Võ Tổ, Văn Tổ đại biểu trong số đó. Điện Cực Dương Thiên Thần biểu tình trầm trọng đứng bật dậy. Không đúng, bên cạnh thanh đồng cổ thuyền còn một lực lượng nữa. Thần quang năm sắc, chẳng lẽ là tiên giới Di Châu? Ánh sáng trên người Điện Cực Dương Thiên Thần rực rỡ gấp vạn lần, chiếu sáng Na Kiên tiểu linh tiên giới, như mặt trời phương Bắc từ đường chân trời dâng lên. Ta phải đích thân đi. Khổng Cát Thánh Vương, Tế Vấn Thánh Vương, các ngươi đi theo. Những người khác canh giữ Thái Cực Cung, thần ngục. Điện Cực Dương Thiên Thần lấy ra thuyền cổ đất vàng, hai vị thánh vương bay lên thuyền cổ cùng rời khỏi Thái Cực Cung. Trên hồng hoang cổ hải Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới, một chiếc quỷ thuyền đỏ rực lênh đênh trên mặt biển. Các tinh khí đỏ tụ tập thành ác quỷ dữ tợn không ngừng gầm rú thương hải. Đầu thuyền dựng một khối bia to đầy tử khí, bia khắc chi chít chữ. Một nữ ma tóc dài như cành liễu ngồi xếp bằng dưới bia văn, thân thể yêu kiều ẩn chứa ma tính cường đại, khí lạnh xoay quanh người nàng, không chỉ đóng băng khu vực biển còn có thời không. Bốp! Giữa hư không vang tiếng vỡ vụn như khối băng nứt ra. Nữ ma mở mắt toát ra ánh sáng chết chóc. Thần quang năm sắc trong mảnh đất giam cầm, chẳng lẽ tiên giới Di Châu xuất thế? Vù 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 vù. Băng xuyên xung quanh tinh hồng quỷ thuyền tan vỡ, phát ra tiếng thuyền vận chuyển đinh tai nhức óc. Tinh hồng quỷ thuyền thành cái bóng đỏ u minh bay trong hư không hỗn độn hướng tới tiên giới Di Châu. Các cường giả vực ngoại cảm nhận được dao động mãnh liệt, suy tính ra vị trí mảnh đất giam cầm, cùng bay hướng thần tấn vương triều. Đám hung ma thái cổ Thâm Uyên ma quân, Vũ Hóa Thiên Tôn, một số cường giả không thua gì Điện Cực Dương Thiên Thần cũng chạy đến. Ví dụ Tịch Diệt Hoàng Hắc Ám Hỗn Nguyên đại thế giới, Cửu Đại Cốc Thần của Cốc Thần Hỗn Nguyên đại thế giới, Bố Y Chiến Thần của Chiến Vương Hỗn Nguyên đại thế giới, Thông Tuệ Linh Vượn của Thần Thư Hỗn Nguyên đại thế giới vân vân. Tất cả là đại nhân vật kinh thiên vĩ địa của bảy Hỗn Nguyên đại thế giới, tuy không phải nhân vật sống từ thời kỳ thái cổ nhưng sức chiến đấu không thua gì bảy hung ma thái cổ. Có người mạnh còn hơn cả bảy hung ma thái cổ. Ví dụ chủ Hắc Ám Hỗn Nguyên đại thế giới, Tịch Diệt Hoàng, gã luyện hóa hỗn loạn cổ đế một trong bảy hung ma thái cổ, là vô thượng ma quân đương thời, Tịch Diệt Thần Hoàng. Mảnh đất giam cầm lơ lửng bên trên mai viên, Dạ Tiêu Tương vốn ở gần hiện trường sớm được Nam Cung Hồng Nhan chạy tới kịp lúc dẫn về thiên quốc, chỉ còn hạt châu cỡ viên pha lê lơ lửng trong không trung. Quả nhiên là thế giới độc lập, sánh bằng Hỗn Nguyên đại thế giới. Thái cổ thần phượng đã ngộ đạo thành đại thánh tại đây. Điện Cực Dương Thiên Thần dẫn hai thánh vương chạy tới mai viên trước, mạnh mẽ không gì sánh bằng xé vách tường thế giới mảnh đất giam cầm ra, ba người bay vào trong. Sau khi Phong Phi Vân dung hợp thanh đồng cổ thuyền thì hoàn toàn trấn áp Cảnh Thụy Thánh Vương, Thiên Đô giáo chủ bị nhốt trong thanh đồng cổ thuyền. Hai thánh vương không ngăn nổi lực lượng của thanh đồng cổ thuyền. Thanh đồng cổ thuyền mạnh hơn gấp vạn lần, quanh thuyền cổ chảy xuôi sáu loại lực lượng khác nhau. Lực lượng thời gian, không gian, tử vong, sự sống, ngũ hành. Còn có một loại lực lượng huyền hư khó lường, Phong Phi Vân cảm giác lực lượng này vượt qua tất cả lực lượng khác. Không lẽ đó là lực lượng tiên giới trong truyền thuyết, tiên lực? Trong khi Phong Phi Vân nghiên cứu thanh đồng cổ thuyền thì Hoa Sinh đạo trưởng bay qua một thần sơn đáy biển, cơ thể bị thần quang năm sắc nuốt mất. Càng lặn sâu xuống đáy biển thần sơn Hoa Sinh đạo trưởng càng cảm giác áp lực lớn. Hoa Sinh đạo trưởng hô tay hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, mau lại đây xem, ngươi nhìn coi đây là cái gì? Phong Phi Vân cất thanh đồng cổ thuyền, ngón tay đụng vào bạch ngọc cổ thuyền, tim đau nhói. Phong Phi Vân đè nén nỗi đau, đi hướng Hoa Sinh đạo trưởng. Hoa Sinh đạo trưởng túm một nắm bùn từ dưới đáy biển lên. Bùn có 5 màu, xanh, trắng, đỏ, vàng đen. 5 màu giao nhau chất chứa lực lượng bí ẩn đặc biệt. Phong Phi Vân lòng máy động, chợt nghĩ đến nhiều truyền thuyết thần thoại. Đây là bùn năm sắc. Hoa Sinh đạo trưởng gật đầu, nói. Tiểu tử bùn năm sắc chỉ tồn tại ở tiên giới, được gọi là bùn tiên. Hoa hậu đại thánh từng dùng loại đất bùn này nặn nhân tổ, thái tổ.
truyền thuyết đạo của Hoa hậu Đại Thánh liên quan rất lớn đến bùn năm sắc. Loại bùn tiên này rất có lợi cho bán yêu tu hành. Thời kỳ Thái Cổ có truyền thuyết thần thoại bán yêu phun bùn thành thánh, tu ngũ sắc không phá thân, dung luyện nhân lực và yêu lực trong người. Phong Phi Vân có nghe nói về truyền thuyết này, nhưng hắn chưa tèng xem nó là thật. Nếu trên đời có bùn tiên thật mới là kỳ. Thế nhưng sự thật bày ngay trước mặt Phong Phi Vân, hắn hơi tin vào chuyện cổ tích. Phong Phi Vân bóc một nhúm bùn năm sắc lên, chỉ to cỡ hạt cát nhưng đủ năm màu, nặng 9.000 cân, chứa lực lượng ngũ hành tinh khiết nhất. Vô hình chung nó toát ra hơi thở tương tự với thanh đồng cổ thuyền. Không lẽ là bùn năm sắc, bùn tiên thật sự? Trên đời có tiên giới thật sao? Phong Phi Vân hấp thu hết lực lượng một hạt bùn năm sắc, làn da hắn tỏa ánh sáng năm màu nhạt rồi hút vào lỗ chân lông. Phong Phi Vân cảm giác chân lý thánh tắc trong cơ thể cô đọng thêm vài phần. Với tu vi hiện giờ của Phong Phi Vân muốn mạnh hơn một phần là vô vàn khó khăn, nhưng một hạt bùn năm sắc khiến tu vi của hắn tiến bộ chút ít, quá khó tin. Nếu có thể luyện hóa đủ số lượng bùn năm sắc, Phong Phi Vân tự tin có thể ngưng tụ thần ấn, đạt đến cảnh giới thần thánh. Cất hết bùn năm sắc mang về thiên quốc sẽ có ích. Phong Phi Vân bắt đầu góp nhặt bùn năm sắc, một phương, hai phương, ba phương, mười phương. Phong Phi Vân gom góp 1.000 phương bùn năm sắc nhưng mới chỉ là một góc nhỏ thần sơn đáy biển. Nguy rồi! Phong Phi Vân cất 1.000 phương bùn năm sắc, con người co rút, cảm giác có người xông vào mảnh đất giam cầm. Phong Phi Vân mới cảnh giác thì ba người đã đứng trong tầm mắt hắn, cách ngàn trượng. Quá mau! Điện cực dương thiên thần! Phong Phi Vân đứng thẳng người, nhận ra lão nhân tỏa ánh sáng trắng là kẻ địch đáng sợ. Tuy tóc điện cực dương thiên thần bạc phơ nhưng tinh thần rất dồi dào, người mang theo khí kình kiên cường, huyết khí cường đại như mặt trời ban trưa. Điện cực dương thiên thần không thèm nhìn Phong Phi Vân, mắt đăm đăm ngó bùn năm sắc dưới đất. Trong mắt điện cực dương thiên thần tràn ngập kích động nói. Bùn tiên, chắc chắn tiên giới Di Châu ở đây rồi. Phong Phi Vân chố mắt nhìn, cảm giác nhiều khí thế cường đại đến bên ngoài mảnh đất giam cầm. Mỗi khí thế đều cao hơn Phong Phi Vân, lòng hắn trùng xuống. Phong Phi Vân lấy kim tàm kinh ra giao cho Hoa Sinh đạo trưởng, truyền âm. Nơi này sắp xảy ra đại chiến kinh thiên động địa, đây là đường hầm thiên quốc, chút nữa lão thừa dịp loạn chạy ra mảnh đất giam cầm, đi thiên quốc nói cho quỷ thị Tôn Hoàng, Phong Tiểu Long, Nam Cung Hồng Nhan. Kêu bọn họ mang theo thiên quốc nhanh chóng rời khỏi Di Châu hỗn nguyên đại thế giới, trốn vào trời sao, càng nhanh càng tốt. Hoa Sinh đạo trưởng cất kim Phật vào áo đạo rách dưới, truyền âm hỏi. Vậy còn ngươi? Phong Phi Vân trả lời. Trung tâm thần quang năm sắc này liên quan bí mật lớn về tiên giới, tuyệt đối không thể rơi vào tay đám người vực ngoại. Ta sẽ ở lại tử chiến đến cùng với bọn họ, nếu qua trận này ta còn sống thì sẽ đi tìm các người. Trong lòng Phong Phi Vân có dự cảm thần quang năm sắc xuất thế chỉ là khởi đầu. Đại kiếp nạn lớn lao thật sự sắp thổi quét toàn Di Châu hỗn nguyên đại thế giới, nếu không trốn đi thì khó sống sót. Cuối cùng điện cực dương thiên thần đưa mắt nhìn Phong Phi Vân, mỉm cười nói. Chuyển thế của Thái Cổ Thần Phượng, giao khí linh thần đồ thuyền cổ đất vàng cho ta đi. Làm đệ tử của Thái Cực Cung ta, nếu ta thành tiên thì ngươi sẽ được nhiều ích lợi. Trên miểu quỷ ban chỉ nổi một chữ cổ nhưng bị Phong Phi Vân dùng lực lượng cưỡng ép ức chế. Phong Phi Vân nói. Muốn phục hồi lực lượng khí linh thuyền cổ đất vàng thì phải chiến thắng ta đã. Phong Phi Vân triệu hoán bàn man phủ ra, trong cơ thể sinh ra lực lượng sắc bén. Dù đối diện điện cực dương thiên thần trong truyền thuyết thì Phong Phi Vân không chút sợ hãi. Điện cực dương thiên thần vẫn mỉm cười nói. Tổ của nhân tộc các ngươi còn thua, ngươi cảm thấy mình mạnh hơn nhân tổ sao? Phong Phi Vân nói. Nhân tổ tiền bối sẽ không thua dễ dàng. Cho dù thua cũng không phải trong tay ngươi mà là lực lượng thuyền cổ thần linh. Điện cực dương thiên thần cảm nhận mấy lực lượng cường đại đến bên ngoài mảnh đất giam cầm, gã không tốn nước miếng với Phong Phi Vân nữa. Điện cực dương thiên thần vươn bàn tay ra biến thành bàn tay khổng lồ lửa minh mông bao la, lực lượng tràn đầy đạo tắc đan sen trên trường ấn. Đây là bàn tay thái cực, chứa càn khôn, đầu ngón tay chống thế giới, khí lưu luân phiên âm dương. Phong Phi Vân cũng đánh ra một Phật thủ ấn to lớn, vô biên vô hạn. Lòng bàn tay gom càn khôn, thiên địa lớn cỡ nào là bàn tay to bấy nhiêu. Càn khôn trưởng ấn thiên địa. Bùm 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 bùm. Bàn tay va nhau, đánh ra vô số đạo văn và Phật lý,
thời không tan vỡ. Điện cực dương thiên thần nhíu mày, gã cảm giác tu vi bị lực lượng vô hình ức chế, không thể phất tay một cái chân áp Phong Phi Vân, chuyện này vượt qua lẽ thường. Điện cực dương thiên thần vốn khinh thường đánh với Phong Phi Vân, tu vi cỡ như hắn thì gã đè tay một cái là bẹp dí. Nhưng điện cực dương thiên thần càng đấu càng thấy không ổn. Lực lượng bị áp chế. Phong Phi Vân biết lý do, hắn không nói ra. Nếu điện cực dương thiên thần biết bí quyết sẽ biết điều khiển sát nghiệp, vậy thì với tu vi hiện tại Phong Phi Vân không đỡ nổi điện cực dương thiên thần công kích. Hoa Sinh đạo trưởng thừa dịp bỏ chạy. Hai thánh vương sau lưng điện cực dương thiên thần cười gằn, công kích Hoa Sinh đạo trưởng. Phong Phi Vân chỉ ầm hoán cảnh Thụy Thánh Vương, Thiên Đô giáo chủ ra. Hai người biến thành hai thần quang bay lên trời chặn giết hai thánh vương Thái Cực Cung. Cảnh Thụy Thánh Vương, Thiên Đô giáo chủ sau khi bị Phong Phi Vân trấn áp thì luyện thành thánh vương con rối. Cỡ thánh vương không thể nô dịch, chỉ có thể giết bọn họ rồi luyện hóa thành con rối. Cảnh Thụy Thánh Vương, Thiên Đô giáo chủ chặn hai thánh vương Thái Cực Cung lại. Hoa Sinh đạo trưởng úp nồi sắt chạy trốn đến mặt biển, rạch hư không định bỏ chạy. Nhưng Hoa Sinh đạo trưởng mới lao vào hư không, chui vào thời không hỗn loạn thì đụng phải một chiếc quỷ thuyền đỏ thẫm. Trên quỷ thuyền vạn quỷ loạn vũ, ma khí đằng đằng, lực lượng lạnh thấu tâm hồn. Hoa Sinh đạo trưởng tát tai mình. Tiêu đời. Trốn hướng nào không tốt lại chạy hướng này, đời tàn, lão tự đưa lên cửa, có muốn trốn cũng không hy vọng. Nữ ma đứng trên tinh hồng quỷ thuyền, tà khí lẫm lẫm, tóc dài bay bay nhìn lão đạo đội nồi sắt bên dưới. Nữ ma nói. Ngươi từng hỗ trợ ta chạy ra địa ngục, hôm nay ta tha cho ngươi con đường sống, coi như trả lại nhân tình năm xưa. Nhân quả của chúng ta đến đây là hết, sau này nếu lại đụng vào thuyền của ta thì ta sẽ không nương tay. Hoa Sinh đạo trưởng liếc nữ ma, thầm chửi. Ngày xưa ai muốn giúp ngươi chạy ra địa ngục là con rùa. Hoa Sinh đạo trưởng không dám nói ra tiếng, xám xịt bỏ chạy. Long Thương Nguyệt đứng trên tinh hồng quỷ thuyền, sau lưng nữ ma, tà khí mạnh mẽ. Sư tôn, trên người lão có hơi thở kim tàm kinh. Lúc ở thần tấn vương triều Long Thương Nguyệt và nữ ma có duyên sư đồ nhưng không chính thức. Hiện tại nữ ma chính thức nhận Long Thương Nguyệt làm đồ đệ, truyền diệt thế đạo cho nàng, thành truyền nhân diệt thế đạo đời tiếp theo. Mặc kệ hắn, chỉ là con tôm nhỏ. Phong Phi Vân lỡ tay giết Thủy Nguyệt Đình, khiến hắn mang kim tàm kinh đi vì muốn chuộc tội, cứu nhiều người hơn. Phong Phi Vân làm như vậy là đang đối địch với chúng ta. Nữ ma chắp hai tay sau lưng, trong lòng rất có thành kiến với Phong Phi Vân. Nữ ma cảm thấy con người Phong Phi Vân quá trình cảm, nếu không thì hắn càng thích hợp làm truyền nhân diệt thế đạo hơn Long Thương Nguyệt. Sau khi Phong Phi Vân uống ma huyết của nữ ma thì nàng luôn xem trọng hắn, cảm thấy hắn là truyền nhân diệt thế đạo mà nàng muốn tìm, có duyên với diệt thế đạo nhất. Nhưng sau này xảy ra nhiều chuyện, cuối cùng Phong Phi Vân phong yêu ma chi thể vào yêu hoàng kiếm, đi con đường chân lý đại đạo khác. Nữ ma đành lùi một bước chọn Long Thương Nguyệt làm truyền nhân diệt thế đạo. Tư chất của Long Thương Nguyệt không bằng Phong Phi Vân nhưng tâm tính càng thích hợp. Nữ ma nói, làm truyền nhân diệt thế đạo thì sẽ đứng ở phía đối lập hắn, ngươi có hối hận không? Không hối hận. Long Thương Nguyệt dứt khoát nói, không thể làm người hắn yêu nhất vậy sẽ làm người hắn ghét nhất. Hắn cứu người trong thiên hạ thì ta sẽ giết hết mọi người. Mảnh đất giam cầm, đáy biển. Trời long đất lở, sóng nước bắn tung lên ngàn thước, đôi khi đông thành băng cứng, đôi khi bị lửa hòa tan thành đốm lửa. Bùm! Chính giữa biển nổ tung như có thanh đao vô hình chém chúng rẽ sang hai bên. Điện cực dương thiên thần, Phong Phi Vân đứng hai bên, hai đại thủ ấn giao nhau trong không trung chính giữa, phát ra thanh âm đinh tai. Chỉ một giây hai bóng người đã biến thành hai luồng sáng như sao băng khuếch tán, lực lượng cường đại nuốt không gian và thời gian. Bên ngoài mảnh đất giam cầm, Vũ Hóa Thiên Tôn đứng trong không trung, mắt bắn ra hai luồng thần quang nhìn cuộc chiến trong thế giới kia. Vũ Hóa Thiên Tôn lẩm bẩm. Sao tu vi của Phong Phi Vân đột nhiên biến mạnh như thế? Có thể đấu với Điện Cực Dương Thiên Thần. Nhiều đại nhân vật vực ngoại không tùy tiện xông vào mảnh đất giam cầm, bọn họ đứng bên ngoài thế giới, mắt bắn ra ánh sáng thần thánh. Trong lòng bọn họ rất khó hiểu. Tu vi vô tượng của Điện Cực Dương Thiên Thần muốn trấn áp một tổ thánh không tốn chút sức nào. Nhưng bây giờ Điện Cực Dương Thiên Thần và Phong Phi Vân đã chiến một ngày một đêm vẫn chưa dứt, làm người ta không thể tưởng tượng. Mọi người rất là thắc mắc.
Càng như thế càng không ai dám tùy tiện xâm nhập mảnh đất giam cầm, sợ gặp phải nguy hiểm không biết. Một lỗ đen loại nhỏ lơ lửng trên bầu trời, nuốt hết mọi thứ trong thiên địa xung quanh. Các sợi xích thần màu vàng thọ ưng tinh thần bay ra từ lỗ đen nối với 18 hành tinh to lớn, hình thành tuần hoàn trời sao rất quái dị. Cắn nuốt tất cả lực lượng, ánh sáng đến gần lỗ đen cũng bị nuốt. Đây là nơi tịch diệt hoàng chủ hắc ám di châu hỗn nguyên đại thế giới ngộ đạo. Tu vi của tịch diệt hoàng siêu khủng bố, trốn vào lỗ đen ngộ đạo, nhiều thần tha thay nhánh linh đệ bát trọng cũng không dám làm điều này. Sơ sẩy một cái là suốt đời sẽ bị nhốt chết trong lỗ đen. Nhiều cường giả trí tôn có mặt né lỗ đen thật xa, sợ bị lực lượng lỗ đen nuốt mất. Trong lỗ đen, một thần niệm của tịch diệt hoàng dọc theo xích sắt bay ra, kèm theo thần uy không thể chống cự. Vạn tuyệt thánh tổ đi mảnh đất giam cầm, nhìn xem có gì lạ không. Vạn tuyệt thánh tổ đứng trên một hành tinh bên cạnh lỗ đen, tu vi đẳng cấp vô lượng chân thánh cảnh, cơ thể cao to vạm vỡ, cơ bắp như bằng đá, cao 700 thước, nhìn là biết không phải nhân loại mà là dị chủng sinh vật biến hóa. Vạn tuyệt thánh tổ như người khổng lồ cầm thần côn lửa tựa cột chống trời kèm theo sát khí hùng hổ bay vào mảnh đất giam cầm. Vạn tuyệt thánh tổ mới lao vào mảnh đất giam cầm thì có một lực lượng vô hình đè ép, ức chế tu vi của gã. Vạn tuyệt thánh tổ biến sắc mặt, cuối cùng đã hiểu tại sao điện cực dương thiên thần không trấn áp được Phong Phi Vân. Không đợi vạn tuyệt thánh tổ trở về báo cáo cho tịch diệt hoàng thì một cây búa thần to chặt xuống đầu vạn tuyệt thánh tổ. Chém hồn. Bàn man phủ chém thánh hồn của vạn tuyệt thánh tổ. Chém mệnh. Ánh sáng búa giáng xuống. Vạn tuyệt thánh tổ phun máu thánh. Phụt. Máu nhuộm đỏ khu vực biển, toàn bộ vùng biển như thần lô cổ hải bốc cháy. Vạn tuyệt thánh tổ chưa tu luyện ra thánh anh, Phong Phi Vân không cần sử dụng tam pháp trảm đạo thì đã thân chết đạo tiêu. Vạn tuyệt thánh tổ chết hẳn, đây là lực lượng cường đại của chân lý tứ pháp. Cường giả số một chiến vương hỗn nguyên đại thế giới, bố y chiến thần đứng trong không trung, mặc áo vải sạch sẽ, trán ngưng tụ thần ấn hình kiếm biểu hiện gã có tu vi đẳng cấp thần thánh. Bố y chiến thần là tồn tại mạnh nhất dưới đại thánh. Bố y chiến thần nói. Mạnh quá. Hai búa đánh chết một vị vô lượng chân thánh, dù là ta cũng không làm được. Thật là rung động, sức sống của vô lượng chân thánh cảnh rất mạnh mẽ, tổ thánh, thần thánh muốn giết bọn họ cũng khó khăn. Nhưng Phong Phi Vân hai nhát búa đánh chết một vị vô lượng chân thánh. Vũ Hóa Thiên Tôn nhìn hướng tinh hồng quỷ thuyền. Chỉ có người tu luyện diệt thế đạo mới có năng lực diệt tuyệt khủng bố như thế, có thể dễ dàng chém thánh. Vũ Hóa Thiên Tôn biết diệt thế ma nữ và Phong Phi Vân có nhân quả dây dưa, gã nghi ngờ nữ ma lén giúp đỡ hắn. Thâm Uyên Ma Quân từng thấy Phong Phi Vân ra tay, lên tiếng. Là do Phong Phi Vân sáng tạo đạo Pháp Thánh Tổ Cường Đại, chân lý tứ Pháp. Phong Phi Vân từng ba búa giết phạn diệt giáo hoàng, tổ thánh cũng khó thoát khỏi cái chết. Đây là thần thông pháp quyết đã định trước sẽ uy chấn hoàn vũ, vượt qua thiên ma sách đạo Pháp Thánh Tổ của ta. Thâm Uyên Ma Quân là tu vi tổ thánh, nhưng có thể cùng đám người Vũ Hóa Thiên Tôn xưng là bảy hung ma thái cổ toàn nhờ đạo Pháp Thánh Tổ trí cao vô thượng thiên ma sách. Hiện tại Thâm Uyên Ma Quân nói chân lý tứ pháp vượt qua thiên ma sách, điều này làm nhiều người cảm thấy bất an. Lại có một đẳng cấp trí tôn phái thánh giả xông vào mảnh đất giam cầm điều tra tình huống. Thánh giả vừa vào mảnh đất giam cầm liền chết dưới bàn man phủ, không ai ngoại lệ. Trên mặt biển nằm năm thánh thi hơi thở khổng lồ. Tu vi thấp nhất đại chân thánh cảnh, tu vi tối cao thì đến thánh vương cảnh. Giết thánh như đồ chó, nhiều thánh linh vực ngoại run sợ, cảm thấy Phong Phi Vân là kẻ hung dữ vô địch, sánh bằng thái cổ thần phượng ngày xưa. Trong mảnh đất giam cầm, điện cực dương thiên thần càng đánh càng thấy nhục, gã gọi thuyền cổ đất vàng ra. Thân tàu khổng lồ nằm ngang trên mặt biển, tràn ngập ánh sáng hỗn độn, phát ra sức mạnh to lớn khiếp hồn người. Đây là thuyền cổ thần linh trong truyền thuyết, có thể đụng vỡ lục địa, đánh chết thánh linh. Điện cực dương thiên thần đứng trên đầu thuyền cổ đất vàng, tóc dài bị gió thổi bay thẳng tắp, mang theo thần lực thuyền cổ đụng vào Phong Phi Vân, để lại bóng đen to đê trên mặt biển. Phong Phi Vân nói, điện cực dương thiên thần, khí linh thuyền cổ thần linh của ngươi không kích hoạt, không thể phát huy hết lực lượng mạnh nhất của thuyền cổ thần linh. Đã đủ diệt ngươi. Vậy sao? Phong Phi Vân gọi thanh đồng cổ thuyền ra, thanh đồng cổ thuyền biến thành ra kích cỡ bằng thuyền cổ đất vàng, bên trên thân tàu lơ lửng bức long mã hà đồ. Sáu loại lực lượng chảy xuôi trên thanh đồng cổ thuyền, sinh mệnh, tử vong, thời gian, không gian,
ngũ hành, tiên lực. Phong Phi Vân không biết lực lượng bí ẩn kia là gì nên tạm gọi là tiên lực. Chỉ khi có tranh cổ trên miểu quỷ ban chỉ thì lực lượng thuyền cổ thần linh mới được kích phát ra, nếu không thuyền cổ thần linh chỉ là thánh linh dụng cụ sức chiến đấu cường đại. Như tinh hồng quỷ thuyền dung hợp bách quỷ dự yến đồ, có lực lượng chết chóc. Bạch ngọc cổ thuyền dung hợp vạn gia đăng hỏa đồ, được lực lượng thời gian. Thuyền cổ đất vàng dưới chân điện cực dương thiên thần đối ứng tử dương cổ đỉnh đỏ, khi nào có bức tranh đó thì thuyền cổ đất vàng mới được sức sống, nếu không lực lượng của thuyền cổ đất vàng chẳng hoàn chỉnh. Thuyền cổ đất vàng và thanh đồng cổ thuyền chạm vào nhau, giống như hai tinh cầu va đụng. Hỏa hoa tung tú, lực lượng hỗn loạn đếm không xuể. Phong Phi Vân điều động lực lượng tử vong trên thanh đồng cổ thuyền, tụ tập lại đánh vào người điện cực dương thiên thần. Thể thần thánh của điện cực dương thiên thần bị đâm thủng, văng ra ngoài, đập vào vách thuyền cổ đất vàng, phun ra máu thánh. Khí thế Phong Phi Vân hùng hổ, tóc dài bay ngược gió. Phong Phi Vân bay lên thuyền cổ đất vàng, giơ búa chém xuống điện cực dương thiên thần. Nhất pháp trảm hồn. Điện cực dương thiên thần nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ bị Phong Phi Vân đê nhá bị thương. Búa to đầy tia điện đè xuống, lực lượng khổng lồ đè ép linh hồn. Linh hồn của ta bất hủ, ngươi không thể chém. Vẻ mặt điện cực dương thiên thần vặn vẹp, trong thần ấn, liệt dương, trên trán bay ra một ảo ảnh lão nhân mặc áo đạo thái cực. Lão nhân tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt, tay cầm phất trần màu trắng. Lão nhân hô tay công kích bàn man phủ. Phong Phi Vân nhìn lão nhân mặc áo đạo thái cực, cảm giác ảo ảnh này cứ lực lượng linh hồn khiếp hồn người, như vị thần cổ xưa. Tu vi của Phong Phi Vân đến cảnh giới tổ thánh nhưng hắn cảm giác sẽ bị lão nhân mặc áo đạo thái cực búng tay một cái tiêu diệt. Bên ngoài mảnh đất giam cầm, nhiều chí tôn vực ngoại kinh ngạc kêu lên. Thái cực đạo nhân, chẳng lẽ điện cực dương thiên thần thật sự là dương khí của thái cực đạo nhân biến ra? Có cảm nhận mạnh mẽ trong ảo ảnh kia, làm người ta nghẹt thở. Đây chính là đại thánh, rất có thể là cảnh giới thứ tiên, thần thánh đều sẽ run rẩy. Bùm! Chân lý tứ pháp trên diều chiến của Phong Phi Vân bị ảo ảnh thái cực đạo nhân đánh nát. Bùm! Ảo ảnh thái cực đạo nhân cũng bị bàn man phủ chém nát. Lần đầu tiên có người ngăn cản được lực lượng chân lý tứ pháp, đây chỉ là một ảo ảnh. Lòng Phong Phi Vân rất rung động, nhưng điện cực dương thiên thần, chí tôn vực ngoại càng hết hồn, cảm thấy khó tin. Một tổ thánh bình thường mà đánh bại ảo ảnh linh hồn đại thánh, chuyện thật khó tin. Mắt điện cực dương thiên thần tràn ngập sát ý, bây giờ gã quyết tâm giết Phong Phi Vân còn nhiều hơn là lấy tiên giới Di Châu. Điện cực dương thiên thần cảm thấy Phong Phi Vân là kẻ thù lớn trên đường tiên của gã. Điện cực dương thiên thần thu thuyền cổ đất vàng về tay. Dám đi ra mảnh đất giam cầm chiến đấu với ta không? Giây lát sau điện cực dương thiên thần đã chạy ra mảnh đất giam cầm. Phong Phi Vân muốn giữ điện cực dương thiên thần lại nhưng tu vi của điện cực dương thiên thần quá cao, cuối cùng gã vẫn trốn thoát. Phong Phi Vân sẽ không đi ra ngoài đánh với điện cực dương thiên thần, hắn đứng trên biển cả sặc sỡ năm màu, ngước nhìn, sao, đầy trời. Mỗi ngôi sao là mắt một chí tôn vực ngoại. Phong Phi Vân nói, muốn lấy tiên giới Di Châu phải qua cửa của ta. Bên ngoài mảnh đất giam cầm đã gây xôn xao. Điện cực dương thiên thần đánh thua. Trong mảnh đất giam cầm chắc chắn có điều kỳ lạ, không ai dám tùy tiện tấn công. Phong Phi Vân mặc kệ bọn họ, hắn ngồi khoanh chân ở chỗ thần quang năm sắc đậm đặc nhất trên biển. Phong Phi Vân nuốt bùn năm sắc vào người, bắt đầu tu luyện. Lực lượng bùn năm sắc nhanh chóng phát tán, đoàn thần quang năm sắc bao phủ Phong Phi Vân, tu vi tiến bộ vùn vụt. Bùn năm sắc như đất tiên, phàm phu tục tử nuốt vào có thể lập địa thành tiên. Nhiều người cảm giác rõ ràng tu vi của Phong Phi Vân biến mạnh. Phải giết tiểu tử này, không thể để hắn đến cảnh giới cao hơn. Lại có chí tôn vực ngoại chuẩn bị hành động, nhưng đang tính nhẩm phần thắng cỡ bao nhiêu, dù sao điện cực dương thiên thần còn thua. Vũ Hóa Thiên Tôn mở miệng nói. Tiểu tử này được bùn tiên, mỗi giây mỗi phút tu vi tăng mạnh. Bây giờ tu vi của hắn đã có thể đánh bại điện cực dương thiên thần, nếu để hắn đến cảnh giới thần thánh thì còn ai chế ngự được. Vũ Hóa Thiên Tôn có thù với Phong Phi Vân, không chấp nhận việc tu vi của hắn tiến bộ. Vũ Hóa Thiên Tôn chỉ một cái đánh vỡ bình chướng mảnh đất giam cầm, triệu hoán một khối vũ hóa đài màu xanh như một tòa thông thiên thánh bia đè xuống Phong Phi Vân. Thì ra Vũ Hóa Thiên Tôn lại luyện chế ra vũ hóa đài khác, hèn gì tu vi phục hồi. Phong Phi Vân nhảy lên,
hai tay cầm bàn man phủ, đầu búa chém vào Vũ Hóa Thiên Tôn. Chém mạnh, bùm, Vũ Hóa đài nát, một góc thánh bào của Vũ Hóa Thiên Tôn rách. May mắn Vũ Hóa Thiên Tôn sớm tính đường lui cho mình, thấy tình hình không ổn liền co giò chạy ra mảnh đất giam cầm, nếu không thanh búa này không đơn giản là chém rách một góc áo Vũ Hóa Thiên Tôn. Phong Phi Vân đứng trên mặt biển nhìn mọi người. Còn ai muốn đánh? Vũ Hóa Thiên Tôn hợp tác với hai hung ma thái cổ khác là Trấn Nguyên Thần Mộc, Thâm Uyên Ma Quân. Ba cường giả cùng lao vào mảnh đất giam cầm, muốn hợp sức giết Phong Phi Vân. Đây là ba hung ma thái cổ, đại thánh cũng không tiêu diệt được. Trấn Nguyên Thần Mộc là một gốc hồng mông trấn nguyên thụ thành đạo, sinh ra trong vũ trụ, cắm rễ trên một khối tinh cầu. Trong ngàn năm cây hấp thu năng lượng tinh cầu gần cạn sạch sau đó bay đi tinh cầu khác. Trấn Nguyên Thần Mộc tồn tại năm tháng vô tận, có thể gọi là gốc cây vũ trụ. Gốc hồng mông trấn nguyên thụ trực tiếp cắm rễ đáy biển, sinh trưởng khỏe mạnh, cao 9.000 vạn dặm, cành lá sum suê, mộc khí thần lực chảy xuôi. Bùm! Nhánh cây vùng chém rách không gian, giấy lên óng búa. Phong Phi Vân chém nhát búa chặt gãy nhánh cây thô 8.000 thước. Phong Phi Vân bay lên ngọn Trấn Nguyên Thần Mộc. Thâm Uyên Ma Quân, Vũ Hóa Thiên Tôn cùng công kích Phong Phi Vân, toàn là thần thông cổ pháp chấn thiên động địa. Ma khí hóa thành vô số bàn tay to đè xuống Phong Phi Vân. Vũ Hóa Thiên Tôn đánh ra các thần ấn như ngôi sao đè Phong Phi Vân. Trấn Nguyên Thần Mộc kéo dài ngà vạn nhánh cây như roi thần quất. Phong Phi Vân hét to một tiếng. Thiên kiếp! Trên bầu trời mây cuồn cuộn. Vô số thần lôi ngưng tụ giáng xuống các tia chớp hình dạng kỳ lạ như thần binh thiên tướng, cung vũ lầu các vân vân. Ba người một cây đánh nhau trong tia chớp. Phập, bàn man phủ chém Thâm Uyên Ma Quân đứt hai khúc, ma khí vô biên bị xé rách. Mấy giọt máu ma chảy ra từ người Thâm Uyên Ma Quân. Thâm Uyên Ma Quân quát to. Ta có chấp niệm, đại thánh cũng không chém ta được. Không ai có thể giết ta. Ma khí tuôn trào trong người Thâm Uyên Ma Quân. Cơ thể bị chém hai khúc khép lại hóa thành ma thần, vỗ trưởng vào ngực Phong Phi Vân. Thanh đồng cổ thuyền bay ra từ ngực Phong Phi Vân, đánh nát cánh tay Thâm Uyên Ma Quân. Phong Phi Vân nói, có chấp niệm thì sao, cho rằng mình bất tử bất diệt. Phong Phi Vân chém nhát búa đánh Trấn Nguyên Thần Mộc bị thương nặng, thân cây suýt bị bàn man phủ chém đứt. Trong mảnh đất giam cầm, khí thế Phong Phi Vân mạnh mẽ càn quét bát phương, không ai địch lại. Đúng vậy. Ta là bất tử bất diệt. Thâm Uyên Ma Quân thi triển thiên ma sách, một thiên ma ảnh khổng lồ bay ra từ sau lưng gã. Thiên ma ảnh đầu bò màu đen, toàn thân trói xiềng xích, tỏa ánh lửa thần quang, tay cầm chiến nhẫn chém xuống. Đây là khí thế siêu khủng bố, rất giống ma thần vô địch thiên hạ. Hèn gì Thâm Uyên Ma Quân được gọi là bảy hung ma thái cổ, thiên ma sách thật sự rất cường đại, hơn hẳn thần long biến của Đại Ma Long. Phong Phi Vân nói. Dù mạnh cách mấy chỉ là nô lệ của chấp niệm. Thâm Uyên Ma Quân phản bác. Ít nhất trong thiên hạ không ai có thể giết được ta. Thâm Uyên Ma Quân đứng trên vai thiên ma nhìn xuống dưới, ma khí càng lúc càng mạnh mẽ. Nếu ngươi đã tự phụ như thế thì để ta chém ngươi. Chân lý tứ pháp, nhất pháp chiến hồn. Phong Phi Vân lấy thanh đồng cổ thuyền ra, hắn đứng trên vải sắt thần buồm cao ngang thiên ma. Cây búa rất giống vầng trăng lạnh xẹt qua không trung. Thâm Uyên Ma Quân cảm nhận được khí tử vong trên bàn man phủ, gã vội bay ra khỏi vai thiên ma, chạy trốn mất dép. Bùm! Thiên ma bị đánh nát. Chân lý đệ tứ pháp, chảm chấp niệm. Phong Phi Vân điều động lực lượng thời gian thanh đồng cổ thuyền xuất hiện trước mặt Thâm Uyên Ma Quân, búa xẻ từ đỉnh đầu gã lộ ra nửa hộp sọ. Thâm Uyên Ma Quân phát ra tiếng gào rú thê lương, đau đớn còn hơn linh hồn bị chém. Chấp niệm của Thâm Uyên Ma Quân đã bị chém 1%. Chấp niệm là biểu hiện cực độ nhất của ý niệm thánh linh, tương tự như tinh thần siêu thánh của thứ tiên, bất tử bất diệt. Nhưng chấp niệm yếu hơn tinh thần siêu thánh, vì vậy thánh giả có chấp niệm tuy rằng có thể trường tồn bất tử nhưng không là thứ tiên, chỉ có thể xem như nô lệ của chấp niệm. Phong Phi Vân sáng tạo chân lý đệ tứ pháp để chém chấp niệm, chịu uy lực mạnh nhất, tu luyện đến mức tận cùng thậm chí có thể chém tinh thần của thứ tiên. Cảnh tượng này càng rung động hồn người. Phong Phi Vân sáng tạo chân lý tứ pháp có thể chém chấp niệm, điều này khiến người tự cho mình bất tử bất diệt thấy sợ hãi. Đại Thánh cũng không thể chém chấp niệm của người khác nhưng Phong Phi Vân làm được. Chân lý tứ pháp ra, từ nay trên đời không còn người vĩnh hằng.
Tuy Phong Phi Vân chém một nhát chỉ chặt được 1% chấp niệm của Thâm Uyên Ma Quân nhưng đã chứng minh chân lý tứ pháp cường đại, có năng lực chém hết mọi thứ trên đời. Trên Tinh Hồng Quỷ Thuyền, biểu tình nữ ma liên tục thay đổi, lẩm bẩm như ma ám. Ta hiểu, hiểu rồi. Đạo cuối cùng của bản thánh là diệt chấp niệm đạo. Tu vi của ta mạnh vì diệt thế đạo mà sinh ra chấp niệm, muốn tu thành diệt thế đại thánh, dung hội quán thông 3000 kiếp diệt đạo thì phải chém chấp niệm, thành đạo quả. Nữ ma hiểu ra, không còn chịu chấp niệm trói buộc mới chân chính thành đạo. Phong Phi Vân đúng là có duyên với ta, muốn tu thành đại thánh, cuối cùng nhân quả của ta ở trên người Phong Phi Vân. Tu luyện ức vạn năm rốt cuộc tìm ra cách tu thành đại thánh, còn có thể chặt đứt chấp niệm, nữ ma khó thể giữ bình tĩnh. Mảnh đất giam cầm, Thâm Uyên Ma Quân bị Phong Phi Vân chém 35 nhát búa, 35 phần chấp niệm bị chặt đứt. Thâm Uyên Ma Quân sắp tan vỡ, tùy thời sẽ chết. Không cần chém hết chấp niệm, vì khi chấp niệm thấp đến trình độ nhất định sẽ tan vỡ. Chỉ cần một điểm giới hạn là Thâm Uyên Ma Quân sẽ thân chết đạo tiêu. Bản quân liều mạng với ngươi, Ground. Thâm Uyên Ma Quân lại triệu hoán thiên ma, chân thân cùng thiên ma dung hợp, gầm giống thiên địa, hô chiến đao công kích Phong Phi Vân. Phong Phi Vân mạnh mẽ chém nhát búa 36, búa xuyên mây qua trăng. Bùm! Phong Phi Vân xuyên qua thân thể thiên ma. Chiến đao chém vết thương ma không thể khép lại hầu như chém xuyên ngực Phong Phi Vân. Các giọt máu thánh chảy ra. Bùm! Thiên ma tan vỡ thành từng làn khói đen. Giọng Thâm Uyên Ma Quân vang lên trong sương mù màu đen. Ta, không, cam, lòng. Thanh âm tràn ngập không cam lòng nhưng âm điệu thấp dần rồi ngừng hẳn. Phong Phi Vân tô ỏi nhẹ, ma vân bay trên mặt biển tán đi, hoàn toàn biến mất. Một hung ma thái cổ đã chết như thế. Thiên địa tĩnh lặng, gió ngừng thổi. Phong Phi Vân lại nuốt một phương bùn năm sắc, người tỏa thần quang năm sắc, tu vi càng lúc càng mạnh. Phong Phi Vân ngạo nghễ nhìn Vũ Hóa Thiên Tôn, trấn nguyên thần mộc, siết chặt bàn man phủ. Tuy Phong Phi Vân giết người nhưng hắn ức chế sát nghiệp, không bị mảnh đất giam cầm áp chế. Đám người Vũ Hóa Thiên Tôn, trấn nguyên thần mộc không biết lực lượng áp chế trong mảnh đất giam cầm là gì, nên bọn họ không giấu sát nghiệp. Phong Phi Vân làm bộ ngông đốt sát niệm trong lòng bọn họ mãnh liệt hơn, bị mảnh đất giam cầm ức chế càng chặt chẽ. Vũ Hóa Thiên Tôn tức giận nghiến răng ken két. Đáng ghét, hắn thậm chí có thể chém chấp niệm. Vũ Hóa Thiên Tôn sống nhiều năm chưa bao giờ hận ai như vậy. Trấn Nguyên Thần Mộc nói. Quan trọng là hắn không bị mảnh đất giam cầm ức chế, tại đây Phong Phi Vân hầu như vô địch. Trừ phi đại thánh tại thế. Nếu không thì chẳng có ai chấn được Phong Phi Vân trong mảnh đất giam cầm. Phải nghĩ kế sách vẹn toàn rồi mới giết hắn. Thâm Uyên Ma Quân bị Phong Phi Vân chém chết khiến Vũ Hóa Thiên Tôn, Trấn Nguyên Thần Mộc thấy nguy cơ bị giết. Hai người không dám ở lâu trong mảnh đất giam cầm, vội chạy ra ngoài. Tuy tiên giới Di Châu tốt nhưng phải có mạng cầm mới được. Bên ngoài mảnh đất giam cầm tụ tập nhiều chí tôn vực ngoại nhưng chỉ có một tiên giới Di Châu. Mỗi người đều hy vọng Phong Phi Vân giết người khác còn mình thì ngư ông đắc lợi lấy tiên giới Di Châu. Vì ý nghĩ đó nên lúc này không ai ra tay trước. Phong Phi Vân đang ngầm ong tình hình này, hắn bắt đầu nuốt bùn năm sắc, dốc sứ tu luyện, trùng kích cảnh giới thần thánh. Không biết qua bao lâu, toàn thân Phong Phi Vân tỏa thần quang năm sắc, trán sinh ra thần ấn nhàn nhạt. Hình dạng thần ấn giống ngũ thải thần thạch lơ lửng trên trán hắn. Viên ngũ thải thần thạch này giống với ảo ảnh ngũ thải thần thạch đã thấy trên luyện thạch đài trong Hỗn Độn Thiên Thành. Nhưng trong ảo ảnh ngũ thải thần thạch có một bóng người mờ nhạt, giống Hoa Hậu Đại Thánh trong truyền thuyết. Vũ Hóa Thiên Tôn luôn chờ thời cơ này. Phong Phi Vân bắt đầu ngưng tụ thần ấn, sắp đột phá cảnh giới thần thánh. Giây phút Phong Phi Vân ngưng tụ thần ấn cũng là lúc hắn yếu ớt nhất, là thời cơ giết hắn tốt nhất. Giờ phút này, thời cơ đã đến. Giết Phong Phi Vân, cướp tiên giới Di Châu. Đám cường giả vực ngoại nín thở, không ai quấy rầy Phong Phi Vân ngưng tụ thần ấn. Bọn họ chờ đợi ra tay vào giây phút Phong Phi Vân ngưng tụ thần ấn yếu ớt nhất, giết chết hắn. Phong Phi Vân nuốt nhiều bùn năm sắc, hắn đã nuốt 300 phương. Mỗi hạt bùn năm sắc nặng 9000 cân, một phương bùn năm sắc là 10000 ức viên, tức là 9 ức ức cân. 300 phương bùn năm sắc nặng 2700 ức ức cân. Phong Phi Vân nuốt nhiều bùn năm sắc, như dùng đất bùn luyện thạch, luyện nguyên khối ngũ thải thần thạch. Dùng thân thể luyện ngũ thải thạch, hoặc nên nói là tiên thạch.
khối ngũ thải thạch sắp ngưng tụ thành hình, ngưng tụ trên trán Phong Phi Vân, sắp hóa thành thần ấn của hắn. Tiên thạch thần ấn. Vù 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 vù. Thần quang năm sắc tụ tập ngay trên trán Phong Phi Vân, thần ấn sắp thành hình. Ầm. Đám cường giả vực ngoại đánh vỡ bình chướng mảnh đất giam cầm, có khoảng 10 cường giả tu vi tổ thánh trở lên xông hướng Phong Phi Vân. Có người tung thánh linh dụng cụ, có người điểm thần thông diệu pháp. Có người lặn xuống đáy biển thần sơn, lao vào nơi thần quang năm sắc đậm đặc nhất, đi cướp tiên giới Di Châu. Thần ấn sắp ngưng tụ thành hình, cũng là lúc Phong Phi Vân yếu ớt nhất. Trong khi mọi người cho rằng Phong Phi Vân chết chắc, bên ngoài hư không bỗng vang tiếng xé gió sắc nhọn. Giống như mảnh trời rơi xuống, đè mọi người ngộp thở. Một chiếc tinh hồng quỷ thuyền siêu khổng lồ bay đến. Nó đụng chạm vào mảnh đất giam cầm, chứa lực lượng tử vong hủy thiên diệt địa. Ầm. Dám cường giả vực ngoại bị tinh hồng quỷ thuyền đụng bay, tất cả lực lượng thánh linh dụng cụ, thần thông đạo pháp bị tinh hồng quỷ thuyền triệu tiêu hết. Có bị cản trở lại, có bị đánh tan. Điện cực dương thiên thần tức điên. Diệt thế ma nữ, người muốn làm gì? Suýt chút nữa là giết được Phong Phi Vân, ai ngờ phút cuối điện cực dương thiên thần bị tinh hồng quỷ thuyền đụng ra xa ngàn dặm, không đánh trúng Phong Phi Vân. Tinh hồng quỷ thuyền bay trên đầu Phong Phi Vân, chiếu xuống ánh sáng đỏ rực. Nữ ma đứng trên diệt thế thần bia, vóc dáng yểu điệu, tóc dài như cành liễu, sát khí khuếch tán ba ức dặm. Nữ ma nói, ta và hắn có duyên, định bảo vệ hắn sống. Vũ Hóa Thiên Tôn tức giận nói. Nhiều cường giả có mặt nơi đây, bằng vào ngươi có thể bảo vệ hắn sao? Lần trước cũng y như vậy, Vũ Hóa Thiên Tôn còn bị nữ ma đánh mặt xám mày cho, mất hết mặt mũi. Hiện giờ nữ ma lại đến, Vũ Hóa Thiên Tôn không nhịn được nữa. Nữ ma lạnh lùng liếc Vũ Hóa Thiên Tôn, xắn tay áo lộ cánh tay trắng tuyết. Nữ ma lạnh nhạt nói. Kẻ thua cuộc cũng dám nói câu đó. Vũ Hóa Thiên Tôn có kiêu ngạo của mình, gã rất hận diệt thế ma nữ, cảm thấy nàng lắm chuyện. Vũ Hóa Thiên Tôn nói. Lần này chỉ tại bản Thiên Tôn vừa mới phá phong, tu vi chưa hoàn toàn phục hồi nên mới bị ngươi hơi lấn lướt chút. Hiện tại tu vi của bản Thiên Tôn đã hoàn toàn phục hồi, người nghĩ có thể đánh bại được bản Thiên Tôn sao? Lấn lướt một chút, thật là không biết tự lượng sức mình. Nữ ma bia lên cao, ống tay áo như múa, một tay đẩy diệt thế thần bia ra. Khí diệt thế, có năng lực trấn áp cửu thiên thập địa, chỉ một kích đã đánh bay đạo tâm chủng thần. Thể thần thánh của Vũ Hóa Thiên Tôn bị đánh nát thành mấy mảnh rơi xuống biển. Điện cực dương thiên thần nheo mắt nói. Nàng đã tu luyện ra 2999 loại diệt thế đạo, chỉ kém một bước là đến cảnh giới đại thánh. Đám chí tôn vực ngoại giật nảy mình, đạo của diệt thế ma nữ là diệt thế, không thuộc về phe nào. Nữ ma có thể giết tu sĩ Di Châu hỗn nguyên đại thế giới, cũng có thể giết bọn họ. Mới rồi nhìn như diệt thế ma nữ tùy tay một kích nhưng đã dung hợp 2999 loại diệt thế đạo thành một, nên một kích đánh nát thể thần thánh của Vũ Hóa Thiên Tôn. Dù hiện tại Vũ Hóa Thiên Tôn ngưng tụ lại thân thể cũng sẽ bị tổn hại nặng, trong một lúc khó mà phục hồi nguyên khí. Bùm! Vũ Hóa Thiên Tôn ngưng tụ thân thể, ngơ ngác nhìn nữ ma. Mới rồi lực lượng kia làm tim Vũ Hóa Thiên Tôn đập nhanh, đó là lực lượng rất gần với đại thánh. Điện cực dương thiên thần lên tiếng. Nếu diệt thế ma nữ muốn trợ giúp người Di Châu hỗn nguyên đại thế giới vậy tất cả chúng ta cùng hành động, giết nàng đi. Điện cực dương thiên thần có uy vọng rất cao, có sức hiệu triệu. Mọi người toát ra sát ý đậm đặc. Điện cực dương thiên thần lấy thuyền cổ đất vàng ra, thuyền đáp xuống biển, tỏa ánh sáng vàng nhạt. Bố y chiến thần lấy thần thuyền màu tím ra, cũng giáp xuống hướng khác gần tinh hồng quỷ thuyền, hùng hổ công kích. Thần thuyền màu tím này là bản thể, khí linh thì trong người Phong Tiểu Long. Cho nên lực lượng thần thuyền màu tím thua cả thuyền cổ đất vàng. Ầm 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 ầm. Hơn 10 cường giả đẳng cấp chí tôn cùng công kích, dù là đại thánh thật sự cũng sẽ sợ hãi. Biểu tình nữ ma nghiêm túc, chân đạp tinh hồng quỷ thuyền, diệt thế thần bia bay trên đầu. Tinh hồng quỷ thuyền xoay tít, bách quỷ phó yến thần đồ tỏa sáng chói lòa, hình thành thiên địa tranh quỷ bảo vệ thời không này kín không kẽ hở. Nhưng đây là hơn 10 cường giả đẳng cấp chí tôn cùng hành động, dù tu vi của nữ ma thông thiên triệt địa cũng không thể đối kháng với nhiều người cùng lúc. Phòng ngự tinh hồng quỷ thuyền sắp bị công phá. Lúc này một pho tượng đất bay trên mặt biển, đơn giản mộc mạc, như tượng đất cung phụng trong miếu thổ địa.
Nhưng đôi mắt tượng đất lóe thần quang năm sắc, tay cầm cây phát trần bạc dài 9.000 dặm, truy vân đạp nguyệt, trực tiếp lao vào vòng vây chí tôn vực ngoại. Một thánh vương canh giữ vòng ngoài phát hiện tượng đất. Là ai? Thánh vương đánh ra một tòa thần tháp màu đen trấn áp tượng đất. Tượng đất ung dung hành lễ. Vô lượng thiên tôn. Tượng đất phung phất trần cuốn thánh vương kia ném vào trời sao khác. Trời sao kia cách nơi này mấy ngàn vạn ức dặm, thánh vương phải mây mấy chục năm mới bay về được. Tượng đất bay hương tinh hồng quỷ thuyền, phất trần đánh vào trấn nguyên thần mộc, nhổ thần thụ thông thiên khỏi đáy biển, kéo ra vòng chiến. Trấn nguyên thần mộc hết hồn nhìn tượng đất. Ngươi là nhân tổ. Vô lượng thiên tôn, danh hiệu của ta là Thái Tổ. Sau lưng tượng đất ngưng tụ pháp ân đạo pháp to lớn, phất trần xuyên thấu hư không lại cuốn trấn nguyên thần mộc ném bay ra khỏi mảnh đất giam cầm. Thái Tổ lại cuốn vũ hóa thiên tôn ném ra mảnh đất giam cầm. Bố y chiến thần cũng bị phất trấn quấn, bị Thái Tổ ném ra mảnh đất giam cầm. Đám người này là chí tôn xưng hùng một hỗn nguyên đại thế giới, được vô số người kính ngưỡng, tu vi càng vô địch đương thời. Nhưng bọn họ bị một pho tượng đất ném bay như ném cục đá. Đám chí tôn vực ngoại tức giận ngứa răng. Mọi người hợp tác định giết diệt thế ma nữ, sau đó xóa sổ tai họa Phong Phi Vân. Không ngờ giữa đường lao ra một pho tượng đất. Điện cực dương thiên thần không hề sợ hãi, cười khẩy nói. Nhân tổ là kẻ thua cuộc trong tay bản thiên thần, Thái Tổ cũng dám đến chịu chết. Tuy Thái Tổ là tượng đất nhưng không sợ nước, đứng trên mặt biển gợn sóng, nửa chân chìm trong nước. Thái Tổ nói, vô lượng thiên tôn, đầu của nhân tổ đã biến thành nguồn trí tuệ nhân tộc, nhân tổ chỉ là thân thể không đầu, sức chiến đấu kém xa thời kỳ đỉnh cao. Người có thể đánh bại hắn là vì nhờ vào thuyền cổ đất vàng trời sinh áp chế tượng đất. Thế này mà cũng thấy tự hào được sao? Điện cực dương thiên thần hỏi, ý của ngươi là ngươi mạnh hơn nhân tổ, có thể đánh lại bản thiên thần. Phong Phi Vân lên tiếng, không cần Thái Tổ ra tay, để ta chém ngươi. Mắt thường có thể thấy các ánh sáng năm màu tụ tập vào người Phong Phi Vân, lực lượng làm thiên địa run rẩy liên tục dâng lên. Ánh sáng càng rực rỡ hơn tuôn ra từ trán Phong Phi Vân. Ấn ký như ngũ thải thần thạch đã ngưng tụ thành hình trên trán Phong Phi Vân, hóa thành thiên thạch thần ấn. Phong Phi Vân bước vào thánh linh đệ bát trọng, cảnh giới thần thánh. Trên biển dậy sóng lớn, tất cả nước biển giạt ra bốn phương tám hướng. Xẹt 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 xẹt. Một cột sáng bay lên, bên trong bao bọc một bóng người cầm bàn man phủ, búa chém vào điện cực dương thiên thần. Lực lượng nhát búa mạnh hơn trước kia gấp chục lần, như vượt qua cảnh giới thần thánh, nhát búa có thể xẻ lục địa. Bùm! Điện cực dương thiên thần bị lực lượng nhát búa chém bay, từ vai phải xuống bụng rách một đường ghê người. Điện cực dương thiên thần cực kỳ hãi hùng, Phong Phi Vân mới đột phá cảnh giới thần thánh mà đã mạnh như vậy. Dù không có mảnh đất giam cầm ức chế, ở bên ngoài thì lực lượng của Phong Phi Vân sắp bắt kịp điện cực dương thiên thần. Lại một thanh búa, lực lượng càng khổng lồ hơn, rời núi lấp biển. Điện cực dương thiên thần cắn chặt răng, cuối cùng không liều mạng với Phong Phi Vân. Điện cực dương thiên thần bay ra khỏi mảnh đất giam cầm, dứt khoát bỏ chạy. Phong Phi Vân không đuổi theo, dù gì tu vi của điện cực dương thiên thần gần như vô địch dưới đại thánh. Tuy bây giờ Phong Phi Vân đến cảnh giới thần thánh nhưng không có mảnh đất giam cầm ức chế mà đối đầu với điện cực dương thiên thần thì thua nhiều thắng ít. Đám cường giả chí tôn biết Phong Phi Vân ở trong mảnh đất giam cầm rất mạnh, không dám ngay mặt đụng độ với hắn. Cả đám bỏ chạy ra khỏi mảnh đất giam cầm. Phải nói đối với đẳng cấp như bọn họ bị một tiểu bối hù sợ chạy trốn là chuyện rất mất mặt. Phong Phi Vân chân thành nói. Đa tạ Thái Tổ, nữ ma đại nhân ra tay giúp đỡ. Phong Phi Vân vô cùng cảm kích. Phong Phi Vân liếc hướng tinh hồng quỷ thuyền. Long Thương Nguyệt trốn đi, nàng không muốn bị hắn thấy. Nữ ma vuốt sợi tóc, nói. Ngươi đừng vội cảm ơn, ta cứu ngươi không phải tốt bụng gì. Truyền chân lý tứ pháp cho ta đi, ta cảm thấy đạo pháp thánh tổ này có duyên với mạch diệt thế đạo của ta. Chỉ có truyền nhân diệt thế đạo của ta mới phát dương quang đại thần pháp tối cao này. Ta đã thu Long Thương Nguyệt làm đồ đệ. Nàng sẽ là tuyển nhân diệt thế đạo đời tiếp theo, ta sẽ truyền chân lý tứ pháp cho nàng. Long Thương Nguyệt thấy nữ ma đã nói toạc ra thì không trốn nữa. Phong Phi Vân nhướng mí mắt, nữ ma mà nói thứ gì có duyên với nàng thì không chuyện tốt xảy ra, hóa ra nàng muốn chân lý tứ pháp. Cái này, diệt thế đạo tuyển thừa cổ xưa,
xem như một trong các đạo thống mạnh nhất thiên địa, Thương Nguyệt có thể bái nữ ma đại nhân làm sư phụ, thành truyền nhân diệt thế đạo là duyên pháp của nàng ấy. Thương Nguyệt, nàng đi theo bên nữ ma đại nhân hãy chăm chỉ tu luyện, học tập, cố gắng nghe theo nữ ma đại nhân dạy bảo. Tu vi của nữ ma đại nhân thông thiên triệt địa, vô pháp vô lượng, nàng học được 1/10 bản lĩnh của nữ ma đại nhân đủ để hưởng thụ suốt đời. Phong Phi Vân không nhắc gì đến chân lý tứ pháp mà hết sức khuyên nhủ Long Thương Nguyệt chăm chỉ tu luyện, nắm chắc cơ hội đời người, khắc khổ chăm học, chăm chỉ thì sau này mới gầy dạng sự nghiệp trong tu tiên giới được, trở thành cường giả người đời tôn trọng, thế này thế kia. Biểu tình Long Thương Nguyệt kỳ dị, nàng cứ nghĩ Phong Phi Vân sẽ hết sức phản đối nàng tu luyện diệt thế đạo, không ngờ hắn khích lệ nàng. Thật khó đoán trong lòng Phong Phi Vân nghĩ gì. Mí mắt nữ ma giật giật, biết nàng đang đánh trống lảng. Nữ ma xắn tay áo định cướp. Đáy biển thần sơn truyền đến dao động mãnh liệt, thần quang năm sắc quá chói lòa, từng đợt sóng ập đến. Là đám người Tịch Diệt Hoàng, Thông Tuệ Linh Vượn. Mắt Phong Phi Vân xa sầm, không đợi nữ ma nổi khủng hắn đã vác bàn man phủ trốn vào đáy biển, lặn xuống đáy biển thần sơn bị gãy. Phong Phi Vân có chút áy náy với Long Thương Nguyệt. Nhưng Phong Phi Vân hiểu cá tính Long Thương Nguyệt, nàng tu luyện diệt thế đạo là lựa chọn tốt nhất. Tâm tính, thể chất, ý chí, khó có người bình thường nào so sánh được với Long Thương Nguyệt. Hơn nữa Long Thương Nguyệt đi theo bên nữ ma thì Phong Phi Vân không lo cho an toàn của nàng. Diệt thế đạo tồn tại thì có lý do của nó. Phong Phi Vân không hy vọng Long Thương Nguyệt trở thành nữ ma đầu chỉ biết sát phạt, nhưng hắn tin tưởng Long Thương Nguyệt. Nữ ma mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là thành tiên đắc đạo chứ không phải giết chóc không có lý do. Giết chóc không lý do là đồ điên, giết chóc có lý do mới là diệt thế đạo thật sự. Long Thương Nguyệt và nữ ma khác nhau. Nữ ma sinh ra chấp niệm diệt thế, còn Long Thương Nguyệt thì chưa có. Long Thương Nguyệt chỉ bước trên con đường tu luyện khác biệt, bởi vậy Phong Phi Vân không ngăn cản. Bọn họ cho rằng Phong Phi Vân sẽ căm hận diệt thế đạo nhưng không biết rằng hắn chưa từng có thành kiến với diệt thế đạo. Diệt thế đạo không đơn giản là diệt thế, nó có đạo lý và giáo riêng biệt, có ý nghĩa tồn tại của nó. Đối với người tu luyện diệt thế đạo, thế giới này dơ bẩn, giả dối, sợ hãi, gian nghịch, xấu xa. Bọn họ vững tin, nhân chi sơ, tính bản ác, chỉ có sau khi diệt thế thì thế giới mới trọn vẹn, tràn ngập lương thiện, chân thật, dũng cảm. Đây là giáo lý của diệt thế đạo. Nhìn nữ ma là biết, mặc dù diệt thế là chấp niệm. Nhưng không đơn giản diệt thế, nàng có phép tắc làm việc của mình. Nữ ma đáng yêu hơn đám ngụy thánh nhân hô hào cứu thế rất nhiều. Đây là một trong những nguyên nhân Phong Phi Vân không phản đối Long Thương Nguyệt tu luyện diệt thế đạo. Bùm! Thái Tổ chìm xuống đáy biển, những bùn năm sắc tụ tập vào thân đất của Thái Tổ, cô đọng lại, khiến lực lượng Thái Tổ càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Thái Tổ từng bước tới gần thần sơn. Phong Phi Vân đã vào đáy biển thần sơn trước. Cách nguồn sáng thần quang năm sắc càng gần thì áp lực trên người càng tăng lớn. Cuối cùng thần quang năm sắc hóa lỏng, lực lượng đậm đặc mênh mông. Đằng trước xuất hiện một con vượn khỉ lông trắng, ba mắt sau tay, cầm súa cây gậy giống y như đúc, đều là thánh linh dụng cụ, hoa văn ấn ký cổ xưa. Thông Tuệ Linh Vượn. Khi Phong Phi Vân phát hiện Thông Tuệ Linh Vượn thì đối phương cũng thấy hắn. Thông Tuệ Linh Vượn là đại trí giả của thần thư Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Càng là đệ nhất cường giả thần thư Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Truyền thuyết Thông Tuệ Linh Vượn tu luyện đắp tạo từ một quyển sách tiên, sau đó bay ra khỏi sách tiên hóa thành Linh Vượn. Thông Tuệ Linh Vượn nói, trong đó không phải tiên giới Di Châu, rất có thể là đất chết. Phong Phi Vân tiệu hoán bản man phủ, từng bước áp sát. Dù là đất chết thì tu sĩ vực ngoại các ngươi không được quyền xông vào. Thông Tuệ Linh Vượn biến mất tại chỗ. Khi lại xuất hiện thì đã biến thành 6 bóng mọi người xuất hiện trên đầu Phong Phi Vân, đập một gậy xuống. 6 cây gậy là thánh linh dụng cụ, hình thành một vòng tròn, mang theo dao động thánh linh cổ trận. Tốc độ Phong Phi Vân siêu mau, cánh tay liên tục chém ra ánh sáng búa va chạm với 6 cây gậy phát ra tiếng thần thạch va chạm. Ánh sáng đại thánh. Đôi mắt Phong Phi Vân bắn ra 2 cột sáng oanh kích vào người Thông Tuệ Linh Vượn, đánh thủng thân thể Thông Tuệ Linh Vượn bay ra ngoài. Ánh sáng đại thánh liên tục bắn ra, đánh bay Thông Tuệ Linh Vượn đi. Vù 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 vù. Trong không trung xuất hiện Thông Tuệ Linh Vượn thứ 7, vươn chân to đạp người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đánh ra Phật thủ ấn giơ chân khổng lồ lên, lực lượng phản chất đẩy lùi Thông Tuệ Linh Vượn.
6 thông tuệ linh vượn bị ánh sáng đại thánh đánh bị thương hóa thành cánh tay bay vào thân thể thông tuệ linh vượn chính giữa. 6 cánh tay tàn tạ, loang lổ vết máu. Lợi hại, đây là lực lượng đại thánh đúng không? Cơ thể thông tuệ linh vượn tỏa ánh sáng nhạt, vết thương khép lại, trán nứt ra. Ánh sáng vàng rực rỡ phát ra từ vết nứt trên trán, hơi thở bao la hùng vĩ, rất giống mắt đại thánh. Phong Phi Vân cảm giác áp lực to lớn, khí thế thông tuệ linh vượn trở nên rất siêu phàm, có chút bộ dáng đại thánh vĩ đại. Phong Phi Vân mở miệng nói. Chẳng lẽ, ngươi luyện một con mắt đại thánh vào mắt mình? Ngũ thải thần thạch trên trán Phong Phi Vân lấp lánh phát ra thần quang năm sắc, ánh sáng rực rỡ hơn cả ngôi sao. Thông tuệ linh vượn nói. Ngươi sai rồi, đây là mắt đại thánh do ta tự mình tu luyện ra, uy lực mạnh hơn luyện mắt đại thánh khác vào mắt mình. Thông tuệ linh vượn đứng trên đá cổ vuông, tựa như lão nhân mãi mãi không nhúc nhích nhưng khí thế cường đại làm người ta nghẹt thở. Thông tuệ linh vượn rất ghê gớm, vượt qua đa số thần thánh. Thông tuệ linh vượn tu luyện một con mắt thành mắt đại thánh, tức là khi em sát mở sẽ phát huy lực lượng một con mắt đại thánh. Mắt đại thánh trên trán thông tuệ linh vượn mở ra, bắn ra thánh hà đầy trời. Có uy lực đại thánh cường đại toát ra, cùng với lời núi lấp biển. Ngũ thải thần thạch trên trán Phong Phi Vân cũng bắn ra thần quang năm sắc như tiên hà đối kháng với ánh sáng đại thánh từ thông tuệ linh vượn. Hai bên va chạm kịch liệt, sắp đánh nát đáy biển thần sơn. Bùm 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 bùm. Ngũ thải thần thạch chặn lại mắt đại thánh của thông tuệ linh vượn, hai người không chia cao thấp, liên tục công kích. Không gian không ngừng sụp đổ. Thái tổ đi tới. Vô lượng thiên tôn. Sau khi hấp thu bùn năm sắc thì người thái tổ tỏa thần quang năm sắc. Pháp ấn đạo pháp sau lưng càng ngưng tụ hơn, như vị thần giá lâm. Thông tuệ linh vượn cực kỳ thông minh, thấy thái tổ đến liền bỏ chạy, không dám ở đây lâu. Chỉ mình Phong Phi Vân đã có tu vi ngang ngửa với nó, giờ thêm thái tổ, thông tuệ linh vượn không đánh lại được. Phong Phi Vân triệu hoán thanh đồng cổ thuyền đụng mạnh vào lưng thông tuệ linh vượn, đánh nát thể thần thánh suýt tan vỡ. Nhưng tu vi thông tuệ linh vượn không tầm thường, cuối cùng nó bỏ chạy. Thanh đồng cổ thuyền không giữ lại được. Phong Phi Vân tiếc nuối nói. Thông tuệ linh vượn đã tu luyện ra một con mắt đại thánh, tu vi không yếu hơn điện cực dương thiên thần. Nếu ở bên ngoài mảnh đất giam cầm e rằng tiên thạch thần ấn của ta không ngăn được mắt đại thánh của nó, tiếc rằng nó đã trốn thoát. Thái tổ nói. Thông tuệ linh vượn là kỳ sinh trời sinh, truyền thuyết là vượn khỉ đi ra từ quyển sách tiên, lực lượng bình thường không giết chết nó được. Phong Phi Vân hỏi. Thái tổ tiền bối có biết trong đáy biển thần sơn ẩn giấu bí mật gì không? Thái tổ không trả lời câu hỏi. Đi, đi liền biết, tịch diệt hoàng đã đến sâu trong đáy biển thần sơn, phải ngăn hắn lại. Phong Phi Vân, thái tổ bay sâu vào đáy biển thần sơn. Một lúc sau tinh hồng quỷ thuyền bay đến, tạm dừng rồi trực tiếp lao vào đáy biển thần sơn. Trung tâm đáy biển thần sơn có một vòng xoáy lớn, thần quang năm sắc bắn ra từ vòng xoáy này. Lực lượng vòng xoáy cực kỳ khổng lồ, dù là thánh linh cũng sẽ bị cắt nát người. Tiên giới Di Châu. Tịch Diệt Hoàng đáp xuống cạnh vòng xoáy. Tịch Diệt Hoàng mặc thần y màu đen, chân mày rậm, mắt tràn ngập thánh quang rực rỡ, người phát ra khí hoàng đạo nguy nga hùng hồn. Mắt Tịch Diệt Hoàng sáng trong như sằng tinh, vươn bàn tay to định thò vào vòng xoáy năm sắc. Vù 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 vù. Một luồng sáng búa từ trên trời giáng xuống phá mở thiên địa. Chặt đứt đại thủ ấn Tịch Diệt Hoàng đánh ra. Phong Phi Vân đáp xuống, đứng trước mặt Tịch Diệt Hoàng. Tịch Diệt Hoàng chậm rãi rụt tay về, đánh giá Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười nhạt. Lực lượng không tệ, đáng tiếc thời gian tu luyện ngắn ngủi, nội tình không đủ. Phong Phi Vân cười nói. Nghe bảo Tịch Diệt Hoàng là một trong cá bá chủ vĩ đại nhất vực ngoại, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ tiếc hơi tự phụ. Thái tổ chậm rãi đến gần đứng hướng khác hình thành thế song song với Phong Phi Vân, chặn đường lui của Tịch Diệt Hoàng. Tịch Diệt Hoàng không chút hoảng hốt, nói. Người có thể đánh bại được đám người điện cực dương thiên thần, vũ hóa thiên tôn là nhờ vào lực lượng ức chế của mảnh đất giam cầm. Nếu không có nó chưa chắc người đánh lại bọn họ. Phong Phi Vân công nhận. Cái này đúng. Tiếc rằng mảnh đất giam cầm không áp chế ta được. Tịch Diệt Hoàng nói. Mảnh đất giam cầm áp chế lòng người có sát nghiệp, ta thì giấu đi sát nghiệp, nên ta không bị mảnh đất giam cầm ức chế. Ngươi cảm thấy sẽ đánh lại ta sao? Tịch Diệt Hoàng đúng là thông minh tuyệt đỉnh, thấy rõ cấm ngọn nguồn lực lượng áp chế của mảnh đất giam cầm,
hèn gì hỗn loạn cổ đế, một trong bảy hung ma thái cổ bị gã luyện hóa. Trí tuệ của Tịch Diệt Hoàng không thể đo lường. Ngay khi Tịch Diệt Hoàng nói câu đó liền vỗ trưởng công kích Phong Phi Vân, tốc độ mau còn hơn ánh sáng, chớp mắt đã gần ngực. Phong Phi Vân vội vàng vận dụng thanh đồng cổ thuyền trốn vào thời không, nhanh chóng thụt lùi. Mắt Tịch Diệt Hoàng lộ ý cười, 70 đôi cánh đen dương sau lưng, xuyên thấu thời không truy kích Phong Phi Vân, tốc độ bắt kịp thanh đồng cổ thuyền. Tịch Diệt Hoàng truyền thừa đạo của Thất Thập Nhị Dược Đại Thánh, hiện tại đã tu luyện ra 70 cánh chim, chỉ thiếu một bước là tu ra 72 cánh, trở thành đẳng cấp Đại Thánh. Ánh sáng Đại Thánh. Mắt Phong Phi Vân bắn ra đồng quang như xương, hai luồng thần hào đánh nát bình chướng thời không công kích Tịch Diệt Hoàng. Đại Thánh Bảo Bình. Tịch Diệt Hoàng lấy một chiếc ma bình màu đen ra, hình dạng như hồ lô, miệng bình như hoa sen, thân bình khắc nhiều cánh chim lấp lánh văn lý huyền diệu vô song thu ánh sáng đại thánh bắn từ mắt Phong Phi Vân vào trong ma bình. Ma bình này đúng là lỗ đen. Đây là thu thiên ma bình mà Thất Thập Nhị Dược Đại Thánh đã luyện chế ra, nghe đồn có thể thu trời, chứa đất, chôn trời sao. Thái Tổ đứng ở đáy biển thần sơn nhìn sâu trong thời không, đột nhiên ra tay. Cây phất trần đánh ra xuyên suốt thời không đánh vào lưng Tịch Diệt Hoàng. 70 đôi cánh đen trên lưng Tịch Diệt Hoàng như 70 thanh thần đao chặt đứt phất trần thành mây khúc rơi rụng giữa hư không. Thái Tổ, người chỉ là tượng đất do Hoa Hậu Đại Thánh nặn ra, vốn không có sinh mệnh, tu vi liên tục giảm thấp chứ không tăng lên được. Từ Thái Cổ đến bây giờ người còn mấy tầng tu vi? Người Tịch Diệt Hoàng phát ra thần uy đế hoàng, trừ Đại Thánh ra trong thiên hạ không ai lọt vào mắt gã. Là chí tôn giả, tổ có thể chém. Còn giữ lại vài tầng, chuyên môn chém ngươi. Thái Tổ biểu hiện rất bình tĩnh, ném phất trần đi, thân đất tỏa thần quang năm sắc. Cơ thể Thái Tổ như cột sáng bay vào thời không, tay công kích Tịch Diệt Hoàng. Bùm 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 bùm. Đạo ấn và ma khí va chạm, khắc chế, chấn áp nhau, hình thành các vòng xoáy lớn. Tuy Thái Tổ là thân đất nhưng được Hoa Hậu Đại Thánh dùng bùn năm sắc nặn ra thân thể. Chứa đạo của Hoa Hậu Đại Thánh, độ mạnh cơ thể vượt qua những người thân thể thành thánh. Lực lượng cơ thể Thái Tổ mạnh mẽ như nộ long. Mỗi bàn tay đất vỗ ra, lòng bàn tay chứa đạo ấn, lực lượng có thể vỡ trời át đất. Tịch Diệt Hoàng không uổng là nhân vật tu luyện trong lỗ đen, tu vi siêu cường đại, gần bằng Đại Thánh. Phong Phi Vân, Thái Tổ hợp sức lại chỉ miễn cưỡng đánh tương đương với Tịch Diệt Hoàng. Hỗn độn Tịch Diệt. Hai tay Tịch Diệt Hoàng chắp vào nhau. Lòng bàn tay sinh ra một đoàn thần hỏa, có thể đốt trời nấu biển, đốt cháy hư không. Tịch Diệt Hoàng vỗ trưởng vào Phong Phi Vân, Thái Tổ. Càn Khôn Hỗn Nguyên trưởng ấn thiên địa. Phong Phi Vân điều động hết sức mạnh đánh ra một Phật thủ ấn vào bàn tay phải của Tịch Diệt Hoàng. Đạo Pháp Hội Nguyên. Thái Tổ cũng vỗ trưởng ấn, đạo ấn cực kỳ cường đại va chạm với tay trái Tịch Diệt Hoàng. Tịch Diệt Hoàng đứng chính giữa, hai bên trái phải, một Phật một đạo. Lực lượng khổng lồ liên tục trùng kích cơ thể muốn xé gã thành hai nửa. Tịch Diệt Hoàng đánh ra hỗn độn Tịch Diệt chẳng những không tịch diệt điệu hỗn độn ngược lại bị Phật thủ, đạo ấn áp chế. Phong Phi Vân biến thành kim Phật, hóa thành một thế giới. Vạn Phật tụng kinh, miếu thờ Phật điện, cái mỏ bồ đoàn, Phật ý ngưng tụ thành Phật khí thực thể quay quanh người hắn, bí hiểm khó lường. Cơ thể Thái Tổ diễn hóa thành các thiên địa đạo gia, vô số đạo tháp nhô lên cao, hồn nhiên thành một tòa đạo thành. Trong khi ba cao thủ tranh chấp trong thời không thì sâu trong đáy biển thần sơn, nữ ma bước xuống từ tinh hồng quỷ thuyền, ánh mắt tò mò thò tay vào vòng xoáy năm sắc. Nữ ma muốn nhìn xem trong vòng xoáy năm sắc có thứ gì. Ngũ thải bị đánh nát, bộc phát ra lực lượng hung mãnh khai thiên tích địa đánh tan bốn phương. Nguyên mảnh đất giam cầm dậy sóng, mọi người bị đánh bay đi, bao gồm nữ ma, Phong Phi Vân, Thái Tổ, Tịch Diệt Hoàng. Lực lượng cuộn trào vô biên đánh bay tất cả. Đây là lực lượng mà thần thánh cũng không ngăn được. Nỗi lòng mọi người khó thể bình tĩnh, bay ngược ra sau mấy ngàn vạn dặm. Trời, đây là lực lượng đại thánh hay tiên vậy? Tịch Diệt Hoàng dương 70 cánh đen biến thành thần quang bay ngược, lại hướng về đáy biển thần sơn, nỗi lòng kích động khó thể bình tĩnh. Phong Phi Vân xoay người đứng dậy, chân đạp luân hồi, lưng mọc cánh phượng hoàng. Phong Phi Vân là người thứ hai bay đến đáy biển thần sơn. Thái Tổ. Nữ ma cũng chạy về. Mọi người ngây ngẩn nhìn cảnh tượng trước mặt, bất cứ câu nói gì cũng khó miêu tả nỗi lòng rung động lúc này của họ. Một khối tiên thạch năm sắc to cỡ ngọn đồi lơ lửng trong không trung, tỏa ánh sáng đỏ, đen, trắng,
xanh, vàng, trong suốt lấp lánh, tiên quang lượn lờ, tựa như một tòa thần thánh tiên sơn lơ lửng trước mặt. Trung tâm tiên thạch năm sắc đứng một nữ nhân thân hình yêu kiều, thánh khiết tiên linh. Tóc dài như thác, cơ thể như tiên ngọc điêu khắc, thướt tha yêu kiều, đẹp không sao tả nổi. Nữ nhân có thân thể nhân loại nhưng đuôi rắn, mỗi khối vảy tỏa thần quang năm sắc, khí lưu huyền diệu vô song. Mỗi chỗ trên người nàng hoàn mỹ vô khuyết, không tìm ra chút tì vết. Mỗi đường cong yêu nhã nhất thế gian, phù hợp đạo lý nào đó, khiến người nhìn ngộ đạo. Nữ nhân tĩnh như xử nữ, mắt nhắm chặt, người không phát ra hơi thở gì. Nàng dã chết lâu thật lâu, thân hình bị phong trong ngũ thải thần thạch. Hoa hậu đại thánh. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm nữ nhân trong ngũ thải thần thạch, trong tràn đầy tôn kính. Cảnh tượng này rất giống với cảnh hắn đã thấy trên luyện thạch đài Hoa hậu miếu. Tịch Diệt Hoàng kinh ngạc ngây người, trong lòng tràn đầy kích động. Ta cảm thấy Hoa hậu không chỉ là tu vi đại thánh, rất có thể nàng đã thành tiên. Đây là tiên thi, nếu có được tiên thể của Hoa hậu không chừng sẽ mượn đó tham ngộ chân lý thành tiên. Phong Phi Vân tức giận nói. Ngươi dám đoạt xá Hoa hậu đại thánh. Chỉ bằng vào ngươi chưa ngăn được ta. Tịch Diệt Hoàng bay hướng ngũ thải thần thạch, mọi người không kịp phản ứng, tay gã ấn vào tiên thạch năm sắc. Xẹt 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 xẹt. Trên tiên thạch năm sắc chảy xuôi năm loại lực lượng tinh thuần biến thành tia chớp chém xuống Tịch Diệt Hoàng, sấm sét đánh người gã thành bột phấn. Tịch Diệt Hoàng đã chết. Mới rồi tiên thạch năm sắc phát ra lực lượng không thuộc về thế giới này, làm nhóm người có mặt kiêng dè, cảm giác linh hồn bị đánh tan. Thái Tổ chậm rãi nói. Đây là kết cuộc của tham lam. Hoa hậu là tiên nhân, dù chỉ để lại một hơi thở cũng đủ làm hắn hình thần đều diệt. Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi. Hoa hậu thật sự thành tiên, trên đời này có tiên nhân sao? Thái Tổ gật đầu, khẳng định nói. Hoa hậu là người của Vân Chi tiên giới. Được Thái Tổ khẳng định, Phong Phi Vân và nữ ma giật mình. Vân Chi tiên giới hư vọ ồm mịt trong truyền thuyết thật sự tồn tại, có người từ Vân Chi tiên giới hạ giới. Nếu tin này đồn ra sẽ làm người đời giật mình, vô số người cuồng nhiệt. Tiên không phải mơ, tiên thật sự tồn tại. Phong Phi Vân ngắm nghía Hoa hậu đại thánh, cúi gập đầu. Đây có lẽ là vị tiên nhân duy nhất trong vũ trụ, dù đã chết nhưng đáng để người ta tôn sùng, tôn kính. Trong hư không truyền đến thanh âm mơ hồ. Tịch Diệt trọng sinh. Một đoàn sáng sinh ra trong không trung, Tịch Diệt Hoàng bước ra từ ánh sáng, khí thế càng cường đại hơn. Phát ra thần uy tuyệt thế kinh thiên động địa. Lưng Tịch Diệt Hoàng mọc đôi cánh ánh sáng nhạt mới, như một đoàn ảo ảnh. Nhưng ảo ảnh không ngừng ngưng tụ, rất nhanh sắp thành đôi cánh. Lưng Tịch Diệt Hoàng có 70 cánh, hai cánh ánh sáng, giống như thất thập nhị dược đại thánh tái sinh, tu vi của gã nhanh chóng tăng tiến. Tịch Diệt Hoàng cười to bảo. Ha 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 ha, quả nhiên là lực lượng tiên giới. Hoa hậu nương nương cũng không giết ta được. Ngược lại trợ giúp ta phá vỡ trói buộc đại thánh, phá rồi lập, đột phá cảnh giới cuối cùng. Ngày ta thành đại thánh, trong thiên hạ còn ai có thể đấu với ta? Cả vũ trụ thần phục dưới chân ta, ước vạn chúng sinh quỳ lại ta. Thái Tổ nghiêm túc nói. Tuyệt đối không thể để hắn đột phá đại thánh cảnh, nếu không trong thiên hạ chẳng còn ai khống chế được hắn. Tất cả chúng ta sẽ chết trong tay hắn. Mắt Phong Phi Vân xa sầm. Hắn vừa mới tịch diệt trọng sinh. Nguyên lực sinh mệnh chưa ổn định. Cùng tấn công đi. Chân lý tứ pháp, trảm mệnh. Trên bàn man phủ lấp lánh tia chớp, thiên địa biến sắc mặt, lực lượng chém hết mọi thứ trên đời công kích. Tịch Diệt Hoàng khinh thường triệu hoán thu thiên ma bình chặn lại bàn man phủ, lực lượng đại thánh đánh ra đẩy lùi Phong Phi Vân xa 900 vạn dặm. Ầm 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 ầm. Nữ ma cưỡi tinh hồng quỷ thuyền, vung tay áo đẩy diệt thế thần bia ra đập vào đôi cánh chưa thành hình trên lưng Tịch Diệt Hoàng. Tịch Diệt Hoàng gào rú, miệng hộc máu. Diệt thế ma nữ, bản hoàng muốn ngươi chết. Hiện giờ điểm yếu duy nhất của Tịch Diệt Hoàng là đôi cánh chưa hình thành, tuyệt đối không cho phép diệt thế ma nữ công kích lần hai. Tịch Diệt Hoàng lấy thu thiên ma bình ra chụp xuống đầu nữ ma, muốn thu nàng vào ma bình. Vù 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 vù. Phong Phi Vân bay về, chém nhát búa xuống đánh vào tay Tịch Diệt Hoàng, chặt một cánh tay của gã xuống. Xương và máu thịt Tịch Diệt Hoàng bị chém đứt. Nữ ma lại công kích, diệt thế thần bia đập vào lưng Tịch Diệt Hoàng. Răng rắc, đôi cánh ảo ảnh trên lưng Tịch Diệt Hoàng bị diệt thế thần bia đập nứt một cái khe, suýt tan vỡ. Tim Tịch Diệt Hoàng rớt cái bịch, lại hộc máu.
Thái Tổ hóa thân đạo ấn từ trên trời giáng xuống, dùng bản thân trấn áp, như một tòa đạo pháp thiên địa. Tuy Tịch Diệt Hoàng diễn sinh ra đôi cánh cuối cùng nhưng dù gì chưa chính thức trở thành đại thánh. Phong Phi Vân, nữ ma, Thái Tổ là nhân vật số một số hai trong thiên địa, hợp tác với nhau đánh Tịch Diệt Hoàng mình đầy vết thương, có nguy cơ sẽ chết. Tịch Diệt Hoàng liếc qua hậu đại thánh trong tiên thạch năm sắc, cuối cùng thu tầm mắt về, thầm nghĩ. Ta đột phá cảnh giới đại thánh chỉ là vấn đề thời gian, không cần vì giành tiên thi liều mạng với bọn họ. Chờ ta đột phá cảnh giới đại thánh rồi tất cả sẽ phải chết, tiên thi của Hoa Hậu là vật trong túi ta. Nghĩ thông điều này Tịch Diệt Hoàng không ở lại lâu, đập cánh đụng thủng hư không, chạy ra mảnh đất giam cầm. Chờ ngày bản hoàng đột phá là lúc tất cả các ngươi cúi đầu. Tịch Diệt Hoàng đã tu ra 70 cánh chim, có thể gọi là chuẩn đại thánh, tốc độ mau đến nỗi không bắt kịp. Chớp mắt Tịch Diệt Hoàng biến mất trong hoàn vũ. Phong Phi Vân, nữ ma cưỡi thanh đồng cổ thuyền, tinh hồng quỷ thuyền đuổi theo nhưng không kịp. Tịch Diệt Hoàng đã trốn thoát. Lòng Phong Phi Vân, nữ ma chìm xuống. Một kẻ thù mạnh đã sinh ra, không ai ngăn cản được Tịch Diệt Hoàng tu thành đại thánh. Từ nay thiên địa sẽ càng náo động, không ai dự đoán được tương lai. Phong Phi Vân cảm giác đến áp lực khổng lồ như ngọn núi lớn đè ngực. Nguy rồi, tối đa trăm năm là Tịch Diệt Hoàng sẽ tu thành đại thánh, đây đã là chuyện không thể ngăn cản. Đại thánh xuất thế, ai cùng tranh phong? Đối địch với đại thánh làm người ta tuyệt vọng, áp lực đè người ta ngộp thở, không sinh hy vọng nào nổi. Nữ ma đứng trên tinh hồng quỷ thuyền, ma khí ngút trời, lực lượng mỗi sợi tóc có thể xé nát thời không? Nữ ma nói, Phong Phi Vân, truyền chân lý tứ pháp cho ta đi, ta chém hắn giúp ngươi, trừ bỏ tai họa ngầm cho ngươi, sao? Phong Phi Vân liếc nữ ma, muốn nhìn thấu suy nghĩ thật sự trong lòng nàng. Nữ ma không hề né tránh, nhìn thẳng mắt Phong Phi Vân, mặt hoa da phấn, răng trắng mắt sáng, trong mắt không có chút cảm xúc dao động. Phong Phi Vân nói, nữ ma đại nhân muốn chân lý tứ pháp chém chấp niệm của mình. Phong Phi Vân bị nữ ma cướp rất nhiều thứ. Khi nàng đòi Phong Phi Vân truyền chân lý tứ pháp, trong lòng hắn bản năng mâu thuẫn, cảm thấy nàng lại bắt đầu cướp. Vì đây là bản tính của nữ ma. Nữ ma không chút giấu giếm. 3.000 diệt thế đạo ta đã tu luyện thành 2.999 loại, bây giờ chỉ thiếu loại cuối cùng diệt chấp niệm đạo. Tu thành đạo cuối cùng là ta sẽ trở thành diệt thế đại thánh, không còn chịu chấp niệm khống chế. Nếu ngươi truyền chân lý tứ pháp cho ta thì ta sẽ giết Tịch Diệt Hoàng, đây là giao dịch vô cùng công bằng. Nếu nữ ma trở thành diệt thế đại thánh đúng là có thể khắc chế Tịch Diệt Hoàng, Phong Phi Vân rất động tâm. Một núi không chứa hai cọp. Nữ ma và Tịch Diệt Hoàng nếu thành đại thánh thì giữa hai bên sẽ là kẻ thù lớn, để bọn họ kiềm chế nhau là cách hay. Phong Phi Vân nhìn nữ ma chân chân, lắc đầu. Không đủ, giao dịch này không chút công bình. Đầu tiên, nữ ma đại nhân đột phá đại thánh rồi có chém chết Tịch Diệt Hoàng được không thì chưa biết. Thứ hai, lỡ khi nữ ma đột phá cảnh giới đại thánh chém ta trước rồi sao? Tu vi của Phong Phi Vân bây giờ là đẳng cấp thần thánh, ngang ngửa với nữ ma. Nên hắn không sợ nàng, muốn nói điều kiện. Tính cách nữ ma vui buồn thất thường, giết người không nương tay. Phong Phi Vân biết nữ ma không thiếu thứ gì, không ai dám bảo đảm sau khi nàng tu thành nữ ma có giết Phong Phi Vân đầu tiên không. Nữ ma nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, đáp xuống thanh đồng cổ thuyền. Nữ ma từng bước đến gần Phong Phi Vân, ma khí hùng hồn áp sát. Phong Phi Vân triệu hoán bàn man phủ ra, tay siết chặt cán búa, chiến ý hừng hực. Mắt nữ ma chớp chớp, mắt nàng đen láy, môi đỏ mọng. Nữ ma nhón mũi chân hôn mặt Phong Phi Vân. Nụ hôn đột nhiên làm Phong Phi Vân bất ngờ. Nữ ma quay người đi ngay, đưa lưng hướng Phong Phi Vân. Lần này giao dịch công bình rồi đi. Tâm trí Phong Phi Vân vốn kiên định nhưng bị nụ hôn làm ngây người, Phong Phi Vân nuốt nước miếng ửng ực nhìn bóng lưng mảnh mai. Phong Phi Vân cho rằng hắn nhận sai người, bàn man phủ suýt rớt xuống đất. Nàng thật sự là nữ ma sao? Thật lâu sau Phong Phi Vân hít sâu, cảm giác dấu hôn trên mặt còn cảm xúc hơi lạnh. Phong Phi Vân lẩm bẩm. Nữ nhân vì thành tiên cái gì đều lấy ra giao dịch. Nghe vậy nữ ma nổi giận, lạnh lùng nói. Chết đi. Tóc dài dựng đứng biến thành ức vạn ma đao chém hướng Phong Phi Vân, muốn xé xác hắn ra. Không biết là do quê quá hóa khủng hay xấu hổ quá giận dữ. Phong Phi Vân biết mình lỡ mồm. Chân đạp luân hồi tật tốc xuyên toa giữa mấy cọng tóc ma,
vội phân bua. Ta không có ý đó, nữ ma đại nhân hãy nhịn ta giải thích. Ta chỉ thấy rất bất ngờ. Rồi rồi, ta chỉ muốn biết đây là nụ hôn đầu tiên của nữ ma đại nhân. Nữ ma đột nhiên phun ngụm máu thánh. Phụt, nữ ma ngã trên tinh hồng quỷ thuyền, tóc dài rũ xuống, đen nhánh vấn vương. Phong Phi Vân vội đáp xuống, ngón tay ấn trán nữ ma, ánh mắt ngạc nhiên. Chấp niệm yếu đi, suýt tan vỡ, chuyện gì đây? Phong Phi Vân biết nữ ma sống nhờ vào chấp niệm, một khi chấp niệm tan vỡ thì nàng sẽ thân chết đạo tiêu, thành cho bụi. Một tượng đất xé gió bay tới, đáp xuống tinh hồng quỷ thuyền. Thái Tổ suy tư thật lâu, nói. Chấp niệm của nàng là diệt thế, không thể có tình cảm gì, không được suy nghĩ. Ta đoán nàng hôn ngươi một cái, nỗi lòng rối loạn nên chấp niệm mới biến yếu, suýt chết. Phong Phi Vân nhíu mày hỏi. Vậy chẳng phải là nàng không thể hôn ai, chỉ hôn một cái sẽ hộc máu. Không chừng còn chết, Thái Tổ nói. Nhưng tu vi của diệt thế ma nữ cao, sẽ không chết dễ dàng. Mang nàng đi ngũ thải thần thạch, lực lượng của tiên thạch sẽ trợ giúp nàng nhanh chóng tỉnh lại. Khó tin, thật khó tin. Thái Tổ nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Phong Phi Vân nhìn nữ ma, chẳng lẽ nữ ma cũng biết động tình. Phong Phi Vân lắc đầu ngay, cảm thấy chuyện này không tưởng tượng nổi. Có lẽ nữ ma tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma, không thì đã chẳng làm chuyện ngu ngốc như vậy. Mảnh đất giam cầm, đáy biển thần sơn. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng bên cạnh tiên thạch năm sắc, nhìn thân thể thần tiên của Hoa hậu nương nương, lĩnh ngộ tiên đạo. Phong Phi Vân từng xem ảo ảnh Hoa hậu nương nương lĩnh ngộ thánh đạo, hiện giờ thân thể thần tiên của Hoa hậu nương nương phong trong tiên thạch năm sắc, đạo lý càng thêm rõ ràng, tiên khí bàng bạc mênh mông. Phong Phi Vân không ngừng hấp thu khí ngũ sắc trong tiên thạch năm sắc, thần ấn trên trán càng lúc càng mạnh mẽ, khí thế càng cường đại. Hiện giờ Phong Phi Vân mới đến cảnh giới thần thánh, còn kém xa mới đến đỉnh thần thánh. Lực lượng tiên thạch năm sắc trợ giúp Phong Phi Vân nhanh chóng tăng tốc tu vi. Phương xa, nữ ma nằm trên tinh hồng quỷ thuyền, mí mắt nhẹ nhàng mở ra, thần thức trở về, đôi mắt đen láy bắn ra hai luồng ma quang. Vù 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 vù. Nữ ma đứng dậy, tay xoa đầu. Nữ ma chợt nhớ điều gì, khuôn mặt trắng bỗng chốc đỏ hồng. May mắn nữ ma nhanh chóng đè lại suy nghĩ lung tung, nếu không sẽ lại hộc máu té xỉu. Ầm. Nữ ma lắc người đáp xuống sau lưng Phong Phi Vân, trưởng vỗ đầu hắn. Phong Phi Vân sớm phát hiện, hắn cảm giác nguy hiểm vội đỡ. Hai tay Phong Phi Vân giơ lên cao tạo ra sen thần năm sắc đỡ một trưởng sóng cuộn biển gầm của nữ ma. Ánh mắt Phong Phi Vân âm trầm. Nữ ma đại nhân làm gì? Tính giết người diệt khẩu sao? Là nữ ma đại nhân cưỡng ép hôn ta chứ không phải ta hôn nữ ma đại nhân. Phong Phi Vân bay lên, lướt ngang trăm dặm, kéo giãn khoảng cách với nữ ma. Nghe câu này mắt nữ ma càng lạnh, giơ diệt thế thần biên ném hướng Phong Phi Vân, nàng thật sự muốn giết hắn, không giống đang đùa. Phong Phi Vân nóng máu, hắn cảm thấy mình chịu thiệt. Phong Phi Vân triệu hoán bàn man phủ chém vào diệt thế thần bia. Hai người đánh nhau trời sụp đất nứt, bóng người đan xen. Thái Tổ ngồi xếp bằng bên cạnh tiên thạch năm sắc, hé mắt nhìn. Thái Tổ lắc đầu thở dài. Cuối cùng Phong Phi Vân, nữ ma dừng lại, không ai làm gì được ai. Nữ ma nói, truyền chân lý tứ pháp cho ta, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Phong Phi Vân không chịu. Đùa, xem thái độ nữ ma đại nhân bây giờ nếu nữ ma đại nhân thật sự chém chấp niệm, thành đại thánh thì người bị giết đầu tiên sẽ là ta. Mắt nữ ma xa sầm. Vậy chờ tịch diệt hoàng thành tựu đại thánh, mọi người cùng chết. Phong Phi Vân nhíu mày nói. Được rồi, nếu nữ ma đại nhân trả lời một vấn đề thì ta truyền nữ ma đại nhân ngay, trợ giúp nữ ma đại nhân thành đạo. Tại sao nữ ma đại nhân cường hôn ta? Nữ ma ngây người tại chỗ, trợn to mắt hồi tưởng. Đột nhiên, phụt, nữ ma phun ngụm máu thánh, té ngửa ra sau, đã xỉu. Mí mắt Phong Phi Vân giật giật, gì đây? Hay câu nói này trở thành tuyệt chiêu đối phó nữ ma? Cái này còn hữu dụng hơn tánh pháp hàng ma, nói một câu là nữ ma hộc máu ngã xuống đất. Phong Phi Vân biết nữ ma không chết được, hắn lại khoanh chân ngồi dưới tiên thạch năm sắc, bắt đầu ngộ đạo. Áp lực từ tịch diệt hoàng quá lớn. Phong Phi Vân hấp thu tiên khí ngũ sắc ngày càng nhiều, thần ấn ngũ thải thần thạch trên trán hắn càng ngưng tụ, sắp nhảy ra khỏi trán.
Trong đầu Phong Phi Vân truyền đến dao động đặc biệt, là dao động sinh mệnh, nhưng rất yếu, gần như không có. Tia dao động đặc biệt truyền ra từ tiên thạch năm sắc trước mặt, dường như đến từ thân thể Hoa hậu nương nương. Phong Phi Vân mở mừng mắt, lòng rất rung động. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm Hoa hậu nương nương trong tiên thạch năm sắc, thở hắt ra. Chẳng lẽ Hoa hậu nương nương không chết? Thái Tổ hỏi. Ngươi cảm giác được gì? Phong Phi Vân nói. Dao động sinh mệnh, rất yếu ớt nhưng chắc chắn tồn tại. Thái Tổ gật đầu, nói. Lực lượng của tiên quá khổng lồ, không thể tồn tại trên thế giới này. Hơi thở tiên có thể đè sụp nguyên không gian vũ trụ. Ngày xưa Hoa hậu nương nương và Tiếp Dẫn đạo nhân đánh nhau, đánh sụp một góc Vân Chi tiên giới, rơi xuống thế giới này này. Khi ấy thủng một lỗ chỉ là cỡ cột sáng Vân Chi tiên giới chiếu xuống đã suýt phá nát vũ trụ này. Hoa hậu nương nương đánh nhau với Tiếp Dẫn đạo nhân, vì tiêu hao quá nhiều tiên lực, Hoa hậu nương nương biết không có hy vọng quay về Vân Chi tiên giới nữa. Hoa hậu nương nương dùng sức lực cuối cùng chám lại lỗ hổng tiên giới. Hoa hậu nương nương lại dùng tiên thạch năm sắc phong tiên thể, rơi xuống trời sau này, tích lũy ngày tháng, hấp thu mảnh nhỏ sao xung quanh, cuối cùng biến thành một tòa hỗn nguyên đại thế giới. Đây là câu chuyện về tiên giới Di Châu, bởi vì thời gian quá lâu biến thành truyền kỳ thành thần thoại. Thần thoại và sự thật luôn lệch nhau. Phong Phi Vân hỏi. Tức là người đời truy cầu tiên giới Di Châu chính là tiên thạch năm sắc phong lại Hoa hậu nương nương. Thái Tổ đáp. Ha ha ha, cũng có thể hiểu như vậy. Phong Phi Vân nói. Vậy còn Tiếp Dẫn đạo nhân đánh nhau với Hoa hậu nương nương thì sao? Cũng là tiên nhân Vân Chi tiên giới. Còn bảy thuyền cổ thần linh là sao? Phong Phi Vân rất muốn biết sự thật viễn cổ. Thái Tổ như pho tượng đất trong thần miếu, cổ xưa giản dị, có chỗ đã khô nứt. Thái Tổ kể, sau khi Hoa hậu nương nương đến thế giới này, ban đầu giấu mình trong thanh đồng cổ thuyền, ức chế lực lượng bản thân. Hoa hậu nương nương chém Tiếp Dẫn đạo nhân xong dùng bùn ngũ sắc nặn ra ta và nhân tổ, lại dùng tiên thạch năm sắc phong bản thân, nên người không nói nhiều về huyện Vân Chi tiên giới cho chúng ta. Theo lời Hoa hậu nương nương nói mấy câu thì bảy thuyền cổ thần linh có liên quan Tiếp Dẫn đạo nhân, liên quan Vân Chi tiên giới. Cụ thể thế nào thì không rõ. Hơi thở tiên nhân quá cường đại, một khi xuất hiện ở hạ giới sẽ đè nát cả vũ trụ. Cường đại như Hoa hậu đại thánh buộc phải núp trong thanh đồng cổ thuyền, ức chế tiên lực lại. Nếu không vũ trụ sớm bị hủy diệt. Phong Phi Vân rất hiểu cảm giác đó, giống như hắn bây giờ đến thánh linh đệ bát trọng, cảnh giới thần thánh, giơ tay nhấc chân phá nát không gian. Tu vi đến cảnh giới đại thánh thở ra một hơi có thể chấn phá không gian. Hơi thở tiên nhân có lẽ thật sự khiến vũ trụ sụp đổ. Phong Phi Vân hỏi, vậy Hoa hậu nương nương nặn ra Thái Tổ tiền bối, nhân tổ để làm gì? Thái Tổ hỏi ngược lại, đại thánh dễ bị giết không? Phong Phi Vân không chút do dự nói, chỉ có đại thánh mới giết được mình, đương nhiên nếu tiên có thật thì lực lượng của tiên chắc sẽ giết được đại thánh. Sức sống của đại thánh rất mạnh chứ nói chi là tiên. Ngày xưa Hoa hậu nương nương đã giết Tiếp Dẫn đạo nhân. Tiên thể rách mấy mảnh giải rác trong vũ trụ nhưng không dám bảo đảm Tiếp Dẫn đạo nhân chết hẳn. Hoa hậu nương nương tạo ra ta và nhân tổ vì tìm di cốt tiên thể của Tiếp Dẫn đạo nhân, không cho Tiếp Dẫn đạo nhân có cơ hội sống lại. Phong Phi Vân hỏi. Kết quả thế nào? Thái Tổ lắc đầu, nói. Ta và nhân tổ đi khắp thiên hạ, tiêu phí 12 lượng kiếp pháp lực, lần tìm hết 3.000 hỗn nguyên đại thế giới trong vũ trụ nhưng không có tiên thể di vật gì liên quan đến Tiếp Dẫn đạo nhân. Cuối cùng chúng ta bỏ cuộc, quay về Di Châu hỗn nguyên đại thế giới, định chờ cửa tiên giới mở thì đưa Hoa hậu nương nương trở lại tiên giới. Lực lượng của tiên giới chắc chắn sẽ giúp Hoa hậu nương nương thức tỉnh. Phong Phi Vân rung động hỏi. Chẳng lẽ tiên thi di hài của Tiếp Dẫn đạo nhân bị người ta lấy trước một bước? Thái Tổ nói. Có lẽ ngày xưa Hoa hậu nương nương đã đánh Tiếp Dẫn đạo nhân hình thần đều diệt, không chừa một mẩu xương, hoàn toàn hóa thành hư vô. Phong Phi Vân nghe bí ẩn Thái Cổ xong lòng càng nặng nề, hắn cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Hoa hậu nương nương đã lo lắng chuyện này chứng minh Tiếp Dẫn đạo nhân không dễ chết. Phong Phi Vân lại hỏi. Truyền thuyết nói mỗi cách 3 lượng kiếp pháp lực thì cửa tiên giới sẽ mở ra, chuyện này có thật không? Thái Tổ gật đầu, lại lắc đầu nói. Đây là ngạn ngữ lưu truyền từ xưa, thời gian xuất hiện còn xa xôi hơn cả lúc Hoa hậu nương nương hạ giới.
Hoa hậu nương nương từng nói đến việc này thì chắc là thật, nhưng chưa từng có ai gặp cửa tiên giới. Phong Phi Vân hỏi. Tiền bối và nhân tổ tiền bối cũng chưa từng gặp. Thái tổ lắc đầu. Cửa tiên giới tồn tại, nhưng không ai thấy nó, có lẽ vấn đề quan trọng nhất là vì không ai biết cửa tiên giới nằm ở đâu. Hừ, nữ ma đã tinh, sắc mặt càng khó xem, trắng bệch như tờ giấy, không còn sự lạnh lùng kiêu ngạo, tà dị nữa. Hai lần bị tổn hại nặng báo hại nữ ma bị thương không nhẹ, phải viện tường mới đi nổi. Thân nhẹ thể yếu dễ đẩy ngã. Bây giờ Phong Phi Vân một tay dư sức đẩy ngã nữ ma. Phong Phi Vân, ta cho ngươi biết, ta sẽ tính sổ món nợ này với ngươi, chắc chắn. Nữ ma chưa từng bị thương nặng như vậy, thở hổn hển không đứng thẳng được. Nữ ma không dám đòi Phong Phi Vân dư chân lý tứ pháp nữa, nàng định bỏ đi dưỡng thương, chờ lành vết thương rồi mới tính sổ thù mới hận cũ với Phong Phi Vân. Nữ ma cảm thấy hôn Phong Phi Vân là chuyện ngu ngốc nhất đời nàng từng làm. Vì sửa đổi sự ngu ngốc này, nữ ma quyết định giết chết Phong Phi Vân, vậy là không ai biết chuyện này. Nữ ma cho rằng Phong Phi Vân có lỗi, nàng không hề sai. Phong Phi Vân đứng dậy chắn trước mặt nữ ma, cười thủm tỉm. Chờ đã. Lần đầu tiên thấy bộ dạng nữ ma chật vật yếu ớt, khiến tâm tình Phong Phi Vân rất sung sướng, rất muốn đùa giỡn nàng. Đương nhiên Phong Phi Vân chỉ dám nghĩ không dám làm. Nữ ma ngước lên, ánh mắt lạnh lùng nói. Phong Phi Vân, chẳng lẽ ngươi muốn giết người diệt khẩu? Từ đầu đến cuối toàn là nàng muốn giết người diệt khẩu mới đúng. Phong Phi Vân rất muốn anh hùng nói câu đó, nhưng lời đến bên môi bị nuốt ngược về. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Chúng ta vốn có thể làm bằng hữu, cần gì chĩa gươm giáo vào nhau? Nữ ma nói. Bằng hữu, diệt thế ma nữ lấy diệt thế làm chấp niệm, bất cứ ai ở trong mắt ta đều có thể chém, bao gồm chính ta. Ngươi cảm thấy ta cần bằng hữu sao? Phong Phi Vân nói. Ta có thể giúp nữ ma đại nhân chém chấp niệm. Trong mắt nữ ma tràn ngập kinh ngạc nói. Ngươi! Phong Phi Vân chân thành. Nữ ma đại nhân vì cứu ta đã đắc tội đám người Điện Cực Dương Thiên Thần, Vũ Hóa Thiên Tôn. Bây giờ nữ ma đại nhân bị thương nặng, nếu rời khỏi mảnh đất giam cầm bọn họ tuyệt đối sẽ không tha cho người. Hãy ở lại đây, ta sẽ bảo vệ nữ ma đại nhân. Cũng sẽ truyền cho chân lý tứ pháp, giúp người thu thành diệt thế đạo. Nữ ma ngây người nhìn Phong Phi Vân, mắt lóe tia dịu dàng. Đột nhiên, phụt, nữ ma lại hộc ngụm máu thánh, té xỉu dưới đất. Phong Phi Vân ngây người, quái quỷ gì đây? Sao dạo này nữ ma hay thích hộc máu thế? Chấp niệm lại yếu đi. Quả nhiên dù có tu thành thần thánh cũng không hiểu nổi sinh vật tên là nữ nhân. Khi nữ ma tỉnh lại lần thứ ba nàng càng yếu ớt. Kiệt sức. Nữ ma co ro, không có sức ngồi thẳng. Phong Phi Vân định dìu nữ ma ngồi dậy nhưng nàng nhắm tịt mắt không dám nhìn hắn. Người đi, tránh xa ta ra, thêm chút nữa, chút nữa. Phong Phi Vân liên tục thụt lùi đến cuối cùng đứng dưới tinh hồng quỷ thuyền. Phong Phi Vân hỏi. Nữ ma đại nhân bị gì vậy? Có cần ta đưa hai chén bùn năm sắc không? Ăn rồi sẽ bớt nóng này. Nữ ma co ro, nhắm tịt mắt, nức nở nói. Ta kêu ngươi tránh xa ta ra, đừng để ta nghe giọng của ngươi. Biến đi. Phong Phi Vân liếm môi, cười nói. Được rồi, vậy nữ ma đại nhân hãy một mình yên tĩnh. Nói xong Phong Phi Vân trở về bên cạnh tiên thạch năm sắc, nói với Thái Tổ. Cảm xúc dao động rất lớn, có lẽ nàng luyện công xảy ra vấn đề. Tu vi của nàng càng lúc càng gần đại thánh, có lẽ xảy ra sinh ra tâm ma. Ai mà ngờ nữ ma luôn mạnh mẽ cứng rắn cũng có lúc yếu đuối như thế. Thái Tổ mỉm cười nói. Mỗi vị đại thánh đều có tâm ma, đây là cửa cuối cùng để thành tiên. Độ qua thì trường sinh bất tử, không độ qua liền một niệm thành ma. Phong Phi Vân nhíu mày nói. Tiền bối nói xem chúng ta biết nhiều bí mật của nàng, sau khi nàng tu thành đại thánh có khi nào sẽ giết chúng ta diệt khẩu không? Thái Tổ cười bí hiểm. Ta không biết nàng có giết ta không? Nhưng ta biết nàng không giết ngươi. Phong Phi Vân và Thái Tổ bốn mắt nhìn nhau, hắn cảm thấy lão già này bộ dáng không giống tiền bối đức cao vọng trọng, rất hiểu ôn hân tình thế thái. Phong Phi Vân lên tiếng. Thái Tổ tiền bối, ta luôn có một nghi vấn trong lòng. Trong đạo tổ cổ kinh có một thiên, âm dương song tu đại pháp, loại thiên địa kỳ công này thật sự là tiền bối sáng tạo ra. Cái này. Ngón tay Thái Tổ gõ mặt đất,
đột nhiên biến sắc mặt nói. Nguy rồi, Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới có đại kiếp nạn. Phong Phi Vân bấm đốt suy tính, biến sắc mặt. Phong Phi Vân đứng bật dậy. Bọn họ quá đáng, muốn luyện hóa nguyên Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới sao? Đôi mắt Phong Phi Vân nhìn thấu tầng tầng không gian, thấy cảnh tượng xung quanh Di Châu đại lục. Tu sĩ vực ngoại hút muôn vàn hằng tinh từ ngôi sao 74 phía Di Châu đại lục, đặt ra ngân hà luyện giới trận. Bọn họ muốn dùng lực lượng ngàn vạn hằng tinh tế luyện nguyên Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới. Đây là đại trận cấm kỵ, có thể khiến thánh linh Hỗn Nguyên đại thế giới diệt tuyệt. Trận pháp chưa hoàn thành nhưng đã có quy mô ban đầu. Nhiều chỗ trong Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới bốc cháy lửa, cảnh tượng tận thế hiện ra mỗi góc. Thái Tổ giận run người, thanh âm vọng khắp khung trời. Khốn kiếp, quá khốn nạn. Bọn họ muốn tế luyện Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới rồi tìm ra cửa tiên giới. Không kịp ngăn bọn họ lại nữa rồi, cố gắng cứu người nào hay người nấy. Phong Phi Vân khắc chân lý tứ pháp trong không trung thành quyển sách hư không, nhét vào ngực nữ ma rồi cùng Thái Tổ bay ra mảnh đất giam cầm. Phong Phi Vân thu mảnh đất giam cầm vào người, nó rơi vào tay Thánh Anh. Thần Tấn Vương Triều. Trên bầu trời mặt trời nóng cháy, nhiệt độ cao hơn bình thường gấp mấy chục lần. Nước sôi sùng sục, cây cối bốc cháy. Thần Tấn Vương Triều từng phồn hoa hưng thịnh bây giờ không có một bóng người. Phong Phi Vân lại suy tính. Thì ra người trong Thần Tấn Vương Triều đã được thu vào Thiên Quốc, chắc nhóm Hoa Sinh đạo trưởng mang Thiên Quốc rời khỏi Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới rồi. Phong Phi Vân có rất nhiều cố nhân trong Thần Tấn Vương Triều. Diệp Ti Loan, Bạch Như Tuyết, Lục Ly Vi, Đông Phương Kính Thủy, Đại Phật Di Lặc vân vân. Nhiều ít gì cả đám có chút tình cảm, bây giờ bọn họ đi Thiên Quốc, ít ra không bị luyện chết. Thái Tổ nói, không cứu hết người được, đã không thể ngăn cản cường giả vực ngoại. Đây là bi ca cho Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới, thừa dịp bày ngân hà luyện giới đại trận, chúng ta nên đi cứu những cường giả bị nhốt trong thần ngục, đây là lúc giải cứu tốt nhất. Phong Phi Vân gật đầu, nói, khoảng 3 ngày nữa ngân hà luyện giới đại trận mới xong, chúng ta chia nhau hành động. Cố gắng cứu nạn. Hai ngày sau lúc hoàng hôn hẹn gặp lại ở ngoài thần ngục, cùng nhau tấn công vào trong. Mặc kệ thành công hay thất bại, sống hoặc chết đều nằm ở lúc này. Xem như khúc hát tận thế đi. Phong Phi Vân chia tay Thái Tổ, hắn đi Nam Thiệm Bộ Châu. Nguyên Di Châu đại lục bị ngân hà luyện giới đại trận bao bọc, Nam Thiệm Bộ Châu cũng không ngoại lệ. Mảnh đất mới nổi lên mặt biển mấy ngàn năm nay lại chịu kiếp nạn. Cây cối đốt cháy. Dãy núi thành rồng lửa đỏ rực, sông nước như cái nồi sôi sục. Phong Phi Vân đi chân lý thánh điện, nơi này đã người đi lầu trống. Các chí cường, lão tổ bán yêu đều vào Thiên Quốc, rời khỏi Di Châu đại lục. Chỉ có một số bán yêu tu vi thấp là kéo nhau đến đây, muốn nương chân lý thánh điện che chở. Đại kiếp nạn đã đến, bán yêu chi thần và các lão tổ chân lý thánh điện đều bỏ trốn. Chúng ta chết chắc rồi. Bọn họ vô cùng thất vọng. Vốn đến tìm che chở nhưng cường giả trong chân lý thánh điện đều trốn đi hết, còn ai bảo vệ bọn họ đây? Một nam nhân từ cuối trời bước đến, mặc áo trắng tinh khiết, phiêu nhiên xuất trần thánh quang rực rỡ. Mỗi bước vượt xa trăm vạn dặm, như vị thần bước đi. Một thiếu nữ có đuôi hồ ly trắng mềm mại mắt sáng nhìn nam nhân từ trên trời đi tới. Thiếu nữ kêu lên, đó là chân lý đại đế kìa, chân lý đại đế hiển thánh. Tiểu Ly, đừng la nữa. Chân lý đại đế đã đi, sao có thể hiển thánh? Là chân lý đại đế. Lão nhân run rẩy nhìn nam nhân đứng trên nóc chân lý thánh điện, quỳ rạp xuống đất. Nam nhân bộ dạng giống thánh tượng trong chân lý thánh điện y như đúc, đó là thánh tượng chân lý thánh điện. Chân lý thánh điện hiển thánh. Chân lý thánh điện trở về. Chân lý thánh điện chưa từng bỏ chúng ta. Tất cả bán yêu đứng bên ngoài chân lý thánh điện xôi trào. Bọn họ quỳ dưới đất, vái lạy Phong Phi Vân đứng bên trên chân lý thánh điện, ai nấy cực kỳ kích động. Nam Thiệm Bộ Châu, khác với Tây Ngưu Hạ Châu. Tây Ngưu Hạ Châu có nhiều cường giả vực ngoại trông chừng, trấn áp, nếu Phong Phi Vân công khai lộ mặt trong Tây Ngưu Hạ Châu thì chắc chắn cường giả vực ngoại sẽ kéo đến công kích. Ngay sau đó Phong Phi Vân thông qua thiên cực cổ trận đài đi tới ngoài biển Nam Thiệm Bộ Châu. Phong Phi Vân nhìn đất đai mênh mông. Hắn rất muốn thu Nam Thiệm Bộ Châu vào mảnh đất giam cầm. Thật không biết thời kỳ thái cổ các tiên hiền làm cách gì mà nâng lên cả một lục địa đưa vào trời sao. Thử xem.
Phong Phi Vân đánh ra càn khôn hỗn nguyên trưởng ấn thiên địa, bàn tay vàng rực rỡ biến to vô cùng, tràn ngập áo nghĩa Phật Pháp. Phong Phi Vân muốn dùng sức mình nâng lên Nam Thiệm Bộ Châu. Ầm 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 ầm. Sóng biển dồn dập. Nam Thiệm Bộ Châu rung bần bật, sơn mạch lắc lư, sông nước lao nhanh. Mỗi tấc đất rung rinh, cả lục địa bị lay động. Đây là lực lượng kinh khủng vượt qua người bình thường, dù là thánh linh cũng chỉ có thể ngước nhìn. Một bàn tay lay động nguyên lục địa. Nhưng cuối cùng Phong Phi Vân thất bại, lục địa quá khổng lồ, quá nặng. Lực lượng đẳng cấp thần thánh của Phong Phi Vân không đủ sức nâng lục địa lên. Lực lượng thần thánh có lẽ có thể chém lục địa thành hai nửa, nhưng không đủ sức âng lục địa lên. Phong Phi Vân buồn bã thầm nghĩ. Lực lượng đại thánh chắc chắn có thể chống lục địa, tiếc rằng cảnh giới đại thánh nhìn được mà không thể với tới. Tuy hiện tại Phong Phi Vân đến cảnh giới thần thánh, nhìn như chỉ cách đại thánh một bước nhưng thật ra hắn xa đại thánh 108.000 dặm. Nếu Phong Phi Vân có tu vi đại thánh thì dư sức một đấm đánh nát ngân hà luyện giới đại trận do tu sĩ vực ngoại bày ra, càn quét bát ư ơng không sợ gì. Phong Phi Vân đột nhiên nghĩ tới một điều, hắn lấy thanh đồng cổ thuyền ra. Sức mình ta có lẽ không đủ để chống lục địa nhưng thanh đồng cổ thuyền từng có thể ức chế sức mạnh hoa hậu nương nương, vậy chống lục địa không khó khăn gì. Long mã hà đồ, duỗi ra. Long mã hà đồ trên thanh đồng cổ thuyền xoay tròn, càng lúc càng khổng lồ, như bức thần đồ tiên giới. Long mã hà đồ lơ lửng trên bầu trời Nam Thiệm Bộ Châu, tỏa ánh sáng bí ẩn. Phong Phi Vân xuất thế. Trong trời sao, một đôi mắt âm trầm nhìn đoàn sấm thần tính trên Di Châu Đại Lục, nhìn bức tranh long mã to lớn bao trùm Nam Thiệm Bộ Châu lại. Động tĩnh lớn như vậy muốn không bị phát hiện cũng khó. Bản thân hắn còn khó giữ mạng vậy mà muốn cứu người. Buồn cười. Mấy chục chí cường vực ngoại lao vào Nam Thiệm Bộ Châu. Bọn họ từng bị Phong Phi Vân đánh bại trong mảnh đất giam cầm, bụng ôm cục tức. Bọn họ muốn dùng máu của Phong Phi Vân tẩy sạch nhục nhã. Phong Phi Vân cảm giác sát ý khổng lồ từ bên ngoài hư không xa xôi, vội dốc hết sức vận chuyển Long Mã Hà Đồ. Phong Phi Vân hét to một tiếng. Thu. Miệng Phong Phi Vân phun ra ức vạn thần hà. Ầm 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 ầm. Nguyên Nam Thiệm Bộ Châu bị lực lượng Long Mã Hà Đồ thu vào thế giới trong thanh đồng cổ thuyền. Thế giới trong thanh đồng cổ thuyền vô cùng mênh mông, như vũ trụ cô quạnh tan vỡ, đủ để chứa Nam Thiệm Bộ Châu. Phong Phi Vân từng điều tra thế giới trong thanh đồng cổ thuyền, hắn chỉ biết đây là hoàn vũ tan vỡ, để lại nhiều hơi thở siêu cường giả. Ví dụ, Cửu Tiễn Đại Thánh, Thái Cổ Thần Phượng, còn có hơi thở diệt thế thần bia. Hiển nhiên sau khi Hoa Hậu nương nương tự phong mình thì thanh đồng cổ thuyền từng rơi vào tay nhiều siêu cường giả. Cửu Tiễn Đại Thánh, Thái Cổ Thần Phượng, Tổ Tiên Diệt Thế Đạo đều từng là chủ nhân thanh đồng cổ thuyền, để lại hơi thở vĩnh hằng bất diệt. Còn về thế giới trong đó làm sao sinh ra thì chắc chỉ có Hoa Hậu nương nương mới biết. Ầm 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 ầm. Đám cường giả vực ngoại Vũ Hóa Thiên Tôn, Thông Tuệ Linh Vượn chạy tới bên trên Nam Thiệm Bộ Châu thì đất đai phía dưới đã bị thanh đồng cổ thuyền lấy mất. Chỉ còn biển cả dậy sóng, các sinh linh trong biển bị khí thế của bọn họ hù sợ run rẩy. Thông Tuệ Linh Vượn mở mắt đại thánh trên trán tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích Phong Phi Vân đâu. Hắn trốn rồi. Vũ Hóa Thiên Tôn trầm giọng nói. Đi khí thánh linh, Phong Phi Vân và sinh linh trong biển không có quan hệ gì nhưng chắc chắn hắn sẽ quan tâm sinh linh Tây Ngưu Hạ Châu. Khi Phong Phi Vân lộ mặt cũng là lúc hắn phải chết. Đúng là Phong Phi Vân đã trở lại Tây Ngưu Hạ Châu, muốn lấy luôn Tây Ngưu Hạ Châu đi. Nhưng khi Phong Phi Vân đứng bên giáp danh lục địa liền từ bỏ suy nghĩ này. Phong Phi Vân cảm nhận nhiều hơi thở thánh linh vực ngoại trong Tây Ngưu Hạ Châu, tuy bọn họ núp rất kỹ nhưng không lừa được thần tuệ của Phong Phi Vân. Tây Ngưu Hạ Châu bị tu sĩ vực ngoại nhìn chăm chăm, chỗ này tụ tập sinh linh nhiều hơn Nam Thiệm Bộ Châu gấp ước vạn lần. Ta vừa thi triển Long Mã Hà Đồ sẽ có trăm thánh linh dụng cụ công kích. Chẳng những không cứu được tu sĩ Tây Ngưu Hạ Châu mà bản thân ta cũng chết tại đây. Phong Phi Vân nhìn bên dưới hỗn loạn, kêu khóc, nhà tan cửa nát, các cảnh tượng khiến lòng người chua xót. Trẻ em mới sinh ra đã bị nhiệt độ cao nướng chết. Lão nhân ngã gục bên đường cái, người bốc cháy, gầm gừ đau đớn. Có nữ nhân xinh đẹp yêu kiều dây lát người đã phỏng, gào khóc như quỷ kêu. Ngân hà luyện giới đại trận chưa bày xong nhưng chuẩn bị không chịu nổi nhiệt độ cao. Mỗi ngày có ngàn vạn sinh linh đã chết. Bọn họ như tài liệu trong đồng lô, bị đốt, thiêu thành tro, tuyệt thần hồn. Phong Phi Vân đi trên mảnh đất này,
luôn ra tay cứu người còn sống, đưa vào mảnh đất giam cầm, vào Nam Thiệm Bộ Châu. Phong Phi Vân đặt Nam Thiệm Bộ Châu trên mặt biển mảnh đất giam cầm trong Thanh Đồng Cổ Thuyền, thành tòa lục địa thứ nhất trong mảnh đất giam cầm. Nhưng Phong Phi Vân chỉ cứu được số ít người, đa số đã chết. Trong lòng Phong Phi Vân tràn ngập bất đắc dĩ, trơ mắt nhìn xương đầy đất, nhìn Giang Sơn Cẩm Tú hóa thành luyện ngục. Phong Phi Vân đi tới Trung ương Vương Triều thứ 6, Lưu Ly gia tộc, chiến địa tước phủ Diệp Hồng Cảnh nhờ Lưu Tô Tử, thiên toán thư sinh nên nguyên tộc chuyển vào thiên quốc, thoát tai nạn. Nhưng xác chết khét đầy đất. Chỉ có vài tu sĩ có tu vi cao là còn sống, nhưng đó là vùng vẫy hấp hối. Khi ngân hà luyện giới đại trận được bày xong xuôi, tất cả sẽ bị hủy diệt, mọi người đều phải chết. Bản thân Phong Phi Vân cũng không dám bảo đảm sẽ sống qua ngân hà luyện giới đại trận, không chừng thần thánh cũng bị luyện chết. Hôm nay Phong Phi Vân đến bên ngoài Vô Thọ Tinh Cung. Nơi này tụ tập vô số tu sĩ, bọn họ trốn tại đây lánh nạn. Bọn họ bày trận pháp phòng ngự, nhưng trước ngân hà luyện giới đại trận thì trận pháp mỏng như tờ giấy, tùy thời tan vỡ, khiến nơi tị nạn thành hố đốt xác. Bọn họ cũng biết kết cục của mình, nhiều người vẻ mặt chết lặng tuyệt vọng. Một nữ nhân xinh đẹp đứng trong trận pháp, cách ngọn lửa nhìn Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, là ngươi. Nghe nữ nhân nói, nhiều người ngước lên nhìn thanh niên chậm rãi đến gần. Phong Phi Vân đạp bậc thang từng bước đến bên ngoài cung điện to lớn. Màng sáng nhạt bao phủ cung điện. Dua Tử Lăng. Phong Phi Vân nhận ra nữ nhân bên ngoài cung điện, là thiên thọ tinh nữ Dua Tử Lăng từng cùng hắn xông vào mộ Bạch Chu Thánh Tổ, từng là mấy thiên chi kiêu nữ hiếm hoi của Diệp Hồng Cảnh. Dua Tử Lâm, đệ đệ của Dua Tử Lăng đứng dậy, vẻ mặt mừng rỡ như người chết chìm bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Dua Tử Lâm kêu lên. À, đúng là Phong Phi Vân. Phong ca, người còn ở lại Trung ương Vương Triều thứ 6. Không trốn cùng các thánh giả. Phong Phi Vân nói, thánh giả Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới trước chưa từng chạy trốn, bọn họ bị bắt nhốt trong thần ngục. Nhưng người vực ngoại đều nói vậy, ai, thôi không quan trọng nữa. Vẻ mặt Dua Tử Lâm đầy hy vọng nhìn Phong Phi Vân. Phong ca bây giờ lợi hại như thế, Phong ca có thể đưa chúng ta ra khỏi đây được không? Dường như người vực ngoại định đốt nguyên thế giới. Phong Phi Vân nói, ta vốn đến cứu người. Các ngươi hãy đi Nam Thiệm Bộ Châu lánh nạn, có thể mang các ngươi ra ngoài được không thì ta không nắm chắc. Nhưng ở Nam Thiệm Bộ Châu an toàn hơn chỗ này nhiều. Phong Phi Vân đưa tu sĩ lánh nạn trong Vô Thọ Tinh Cung vào mảnh đất giam cầm, tiếp tục đi chỗ khác cứu người. Con người luôn bất đắc dĩ sống, dù ngươi mạnh hay yếu đều như thế. Đấu với trời, rất khổ sở. Đấu với người, rất khổ. Đây chính là hiện thực. Đến giữa trưa ngày thứ ba. Ngân hà luyện giới đại trận đã hoàn thành hơn phân nửa. 8.000 vạn hằng tinh lơ lửng trên bầu trời, nhiệt độ lại tăng lên mấy chục lần. Di Châu đại lục thành một lò đồng rực lửa. Ngân hà luyện giới đại trận sẽ luyện hết sinh linh trong, lò, biến thiên địa thành dung nham. Dưới đất hiếm thấy bóng người, nhiệt độ cao và lửa đốt cháy không còn một mẩu xương. Các tòa thành cổ biến thành biển lửa, các làng xóm hóa thành tro tàn. Những trận pháp tiên gia phủ đệ cũng tan vỡ. Người tu tiên lực lượng cường đại khó thoát khỏi cái chết. Thế gian là bể khổ, không trốn ra được sẽ chết chìm. Một thần niệm truyền vào tai Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, là ngươi. Là giọng nữ nhân. Phong Phi Vân ngước lên, thấy một ngọn núi cao vạn trượng, đỉnh núi khắc đầy huyễn văn, các cây tùng cổ ngàn năm. Nhưng những tùng cổ tràn ngập linh khí giờ đã cháy đen, trận văn trong kỳ sơn cũng không ngăn cách được nhiệt độ cao. Nơi này từng là thánh địa tu tiên. Phong Phi Vân lắc người mở cánh cửa ẩn hình trên vách núi, dọc theo bậc thang tối tăm nhỏ hẹp từng bước đi sâu vào lòng đất. Không biết đi bao lâu, Phong Phi Vân đến dãy cung điện dưới lòng đất. Nơi này cách mặt đất mấy vạn thước, có mấy chục tầng trận pháp bảo vệ ngăn lực lượng đại trận luyện giới trên mặt đất. Mấy ngàn nữ tu sĩ tụ tập tại đây, thấy Phong Phi Vân vào bọn họ gọi linh kiếm ra bày kiếm trận. Một nữ nhân xinh đẹp tu vi đến vũ hóa đệ tứ trọng đi ra. Nàng là người mạnh nhất trong các nữ nhân. Nữ nhân xinh đẹp mắt tràn ngập địch ý nói. Nơi này là đạo tràng Hằng Hà Kiếm Đạo, xin các hạ mau lui ra, nếu không giết không tha. Phong Phi Vân chỉ nhìn nữ nhân xinh đẹp một giây rồi chuyển hướng hai nữ nhân trong kiếm trận. Phong Phi Vân kêu lên. Ngọc Cơ Mạn Diệu, Ngọc Cơ Lan Lam theo ta đi. Trong kiếm trận, hai nữ nhân xinh đẹp đứng song song, rất là xinh đẹp.
Ngọc Cơ Mạn Diệu dáng người đẫy đà, yêu diễm động lòng người. Mắt Ngọc Cơ Mạn Diệu ngấn lệ lao vào ngực Phong Phi Vân, nức nở. Ta cứ nghĩ tu vi của ngươi mạnh rồi không còn cần ta nữa. Mới rồi Ngọc Cơ Mạn Diệu dùng thần thức truyền âm Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ôm Ngọc Cơ Mạn Diệu, nhẹ vỗ vai nàng. Không đâu, 3000 năm nay ta có lỗi với nàng. Phong Phi Vân suy tính ra Ngọc Cơ Mạn Diệu ở đây nên mới đến đón nàng. Ngọc Cơ Lan Lam đứng một bên, thanh tú xinh đẹp, da trắng tóc đen. Vóc dáng Ngọc Cơ Lan Lam mảnh mai như trăng sáng, nàng yên lặng nhìn Ngọc Cơ Mạn Diệu Phong Phi Vân. Ngọc Cơ Lan Lam từng là La Sát nữ vương của La Sát Vương Triều. Ngọc Cơ Mạn Diệu là môn chủ song tu môn, từng hợp tập song tu với Phong Phi Vân, do đó được tư chất đỉnh đẳng cấp sử thi. Nay tu vi của Ngọc Cơ Mạn Diệu đến vũ hóa đệ nhất trọng. Ngọc Cơ Mạn Diệu, Ngọc Cơ Lan Lam đến Trung ương Vương Triều thứ 6 liền bái vào Hằng Hà Kiếm Đạo, tu luyện ở đây hơn 3000 năm. Đây là đoạn nhân quả 3000 năm trước. Đại hiền giả Hằng Hà Kiếm Đạo không thả lỏng cảnh giác, mắt đầy địch ý. Rốt cuộc hắn là ai? Ngọc Cơ Lan Lam nói. Thiền ngữ sư tỷ, đây là thánh giả nhân tộc, Phong Phi Vân. Cái gì, Phong Phi Vân? Là Phong Phi Vân giết thiên thánh. Đó là thánh linh nhân tộc, đẳng cấp chí tôn. Nghe nói Phạn Diệt giáo hoàng cũng chết trong tay Phong Phi Vân, tu vi của hắn không kém gì Hiên Viên Đế Sư, một trong những nhân vật vĩ đại nhất nhân tộc. Trời, thật sự là hắn sao? Trong Hằng Hà Kiếm Đạo toàn là nữ đệ tử, sau khi nghe nói thân phận của Phong Phi Vân thì các nữ nhân cao thủ tâm tính cũng không kiềm được mê trai, mắt hình trái tim. Các nàng hâm mộ và ghen tị Ngọc Cơ Mạn Diệu, làm nữ nhân của Thánh Linh, khiến người hâm mộ biết bao. Nữ nhân nghiêm túc thì quỳ dưới đất, kiếm cắm mặt đất nói. Khẩn cầu thánh giả cứu nhân tộc, cứu người trong thiên hạ trong nước sôi lửa bỏng. Khẩn cầu thánh giả cứu nhân tộc, cứu người trong thiên hạ trong nước sôi lửa bỏng. Phong Phi Vân, Ngọc Cơ Mạn Diệu tách ra. Phong Phi Vân nhìn các nữ nhân quỳ dưới đất, nói. Cường giả vực ngoại đã bày ngân hà luyện giới đại trận, không lâu sau nguyên Di Châu Đại Lục sẽ bị đốt cháy, tất cả sinh linh chết hết. Không ai ngăn cản được. Phong Phi Vân nói câu này làm các nữ nhân quỳ dưới đất tuyệt vọng, thánh linh còn không ngăn được tai kiếp thì bọn họ chết chắc. Ngọc Cơ Mạn Diệu đầy hy vọng nhìn Phong Phi Vân. Hãy cứu bọn họ đi, chắc chắn ngươi có thể làm được. Mắt Ngọc Cơ Mạn Diệu ngấn lệ trong suốt, rất hấp dẫn. Các người hãy đi Nam Thiệm Bộ Châu, ta và Thái Tổ chinh chiến lần cuối. Chính ta cũng không biết mình có sống qua được không. Giờ là lúc thiên địa rối ren, không phải lúc nhi nữ tình trưởng. Phong Phi Vân thu hết vào mảnh đất giam cầm, ra khỏi cung điện dưới lòng đất. Phong Phi Vân đứng trên núi cao vạn trượng, mắt nhìn mặt đất đỏ rực, trong lòng tràn ngập thê lương. Hai hôm nay Phong Phi Vân nhìn thấu nhân gian bi khổ, thế gian tật nan. Dù ngươi có gia tài cách xù, ô mờ ghiêng sơn ngàn dặm thì thoáng chốc tất cả thành cho. Dù đẹp nhất thiên hạ, người theo đuổi nhiều không đếm xuể, trong ngọn lửa chỉ để lại cái xác cháy đen không khác gì ai. Đã không thấy được ngày đêm, ta nghĩ chắc sắp đến hoàng hôn. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh núi cao vạn trượng, cầm bàn man phủ, búa chém hư không. Lực lượng hung mãnh cuộn trào xuyên thủng tầng tầng không gian đập vào người một thánh linh vực ngoại cách 3 ước dặm. Phập! Thánh linh vực ngoại bị xẻ đôi, máu thánh rơi đầy đất. Cách hư không chém chết một vị thánh, đây là thực lực hiện giờ của Phong Phi Vân. Ngay lúc Phong Phi Vân ra tay thì bị đám chí tôn vực ngoại Vũ Hóa Thiên Tôn, Thông Tuệ Linh Vượn, Trấn Nguyên Thần Mộc, Bố Y Thần Vương phát hiện. Các chí tôn vực ngoại cảm nhận lực lượng phát ra từ bàn man phủ. Vũ Hóa Thiên Tôn cười to bảo. Ha 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 ha. Phong Phi Vân, rốt cuộc không kiềm được ra tay. Áo lông sau lưng Vũ Hóa Thiên Tôn biến thành đôi cánh to che trời đụng vỡ hư không, xuyên qua trùng động lao hướng Phong Phi Vân. Thông Tuệ Linh Vượn nói. Ta đã tỏa định hắn, lần này hắn không trốn thoát được. Thông Tuệ Linh Vượn thi triển mắt đại thánh. Cách không gian bao la đánh ra một luồng ánh sáng đại thánh công kích Phong Phi Vân. Phong Phi Vân lại vung tay giết một thánh linh vực ngoại khác. Ánh sáng đại thánh của Thông Tuệ Linh Vượn dã bay đến, như tia chớp thiên đạo xẻ đôi không gian. Ầm! Phong Phi Vân hùa búa đánh nát ánh sáng đại thánh, lại dương cánh phượng hoàng bay lên. Phong Phi Vân vừa bay vừa chém búa. Phập! Thánh linh vực ngoại thứ 3 bỏ mạng, thân chết đạo tiêu. Nếu là khúc bi ca cuối tận thế vậy cứ đại khai sát giới đi,
chém được tên nào hay tên nấy. Vũ Hóa Thiên Tôn quát to. Đáng giận, Vũ Hóa chi kiếm, trời sụp đất nứt. Tâm tính Vũ Hóa Thiên Tôn không tệ nhưng bị Phong Phi Vân kích thích hung tính, thi triển kiếm giết người, xé gió chém xuống. Thông Tuệ Linh Vượn cũng tung ra móng vuốt to cỡ mấy chục vạn dặm, như bàn tay trời làm Nguyên Tây Ngưu Hạ Châu rung rinh. Trấn Nguyên Thần Mộc, Bố Y Thần Vương tự đánh ra thần thông cổ pháp, mỗi cổ pháp có lực lượng xé nát ức vạn núi non. Đây là cường giả đẳng cấp thần thánh tranh phong, như thần lĩnh chiến đấu. Một kích có thể trời sụp đất nứt, người bình thường không tưởng tượng nổi. Phong Phi Vân dừng lại, hắn đứng trên đồng hoang, thần ấn ngũ sắc trên trán nhấp nháy, thần quang năm sắc tụ tập vào tu sĩ vực ngoại, bao phủ cây búa. Phong Phi Vân dốc hết sức mạnh chém một nhát. Ầm 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 ầm. Ánh sáng búa nối liền thiên địa, mang theo ức vạn tia điện va chạm cùng các cường giả vực ngoại. Xẹt 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 xẹt. Nguyên Tây Ngưu Hạ Châu bị xé rách, dao động lớn kinh thiên xé Tây Ngưu Hạ Châu ra hai nửa. Mặt đất nứt một cái khe lớn, ầm ầm ngã sang hai bên, cuối cùng thành đại dương dài vạn dặm. Lực lượng nhát búa xé rách Nguyên Tây Ngưu Hạ Châu, có thể tưởng tượng đại chiến kinh thiên cỡ nào. Phụt. Phong Phi Vân hộc máu, bay ra ngoài, cất đi bàn man phủ. Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc, lưng mọc cánh phượng hoàng chố na thiên ngoại, không ngay mặt đánh với đám chí tôn vực ngoại nữa. Vũ Hóa Thiên Tôn quát to. Muốn trốn, không dễ vậy. Vũ Hóa Thiên Tôn giơ kiếm chém, kiếm quang chặt đứt một khúc cánh trên lưng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không đánh trả, hắn xé rách mặt đất chui xuống, đến đan đỉnh quỷ thị, bay hướng quỷ môn quan. Đám chí tôn vực ngoại đuổi theo lao vào quỷ môn quan. Địa ngục sớm bị hắc ám hỗn nguyên đại thế giới chiếm lĩnh. Trong quỷ môn quan toàn là tu sĩ vực ngoại. Phập, phập. Phong Phi Vân xông vào quỷ môn cửu quan, hắn càn quét hùng hổ. Tu sĩ trong chín quỷ quan chết hết, không ai sống sót. Biển xác đầy lối. Khi đám người Vũ Hóa Thiên Tôn dượt theo đến cửa thứ 9 quỷ môn thì Phong Phi Vân đã nhảy vào địa ngục hắc ám. Thông Tuệ Linh Vượn có trí tuệ rất cao, trực giác kỳ lạ, như thể bọn họ bị Phong Phi Vân ốc ý dụ tới đây. Thông Tuệ Linh Vượn lên tiếng. Phong Phi Vân đi địa ngục, đến địa ngục rồi khó mà trở về. Chúng ta có đuổi theo không? Vũ Hóa Thiên Tôn nói. Phong Phi Vân muốn thông qua địa ngục chạy trốn. Đuổi theo, phải đuổi theo. Tiên giới Di Châu rất có thể nằm trong tay tiểu tử này, không thể để hắn đi được. Vũ Hóa Thiên Tôn là người đầu tiên nhảy vào địa ngục, chìm trong hắc ám. Nhắc tới tiên giới Di Châu là đám chí tôn vực ngoại không bình tĩnh, thi nhau nhảy vào địa ngục đuổi giết Phong Phi Vân. Trong khi chí tôn vực ngoại chạy theo phân thân Phong Phi Vân vào địa ngục thì bản tôn đã đến tiểu linh tiên giới, đang đi thần ngục thái cực cung. Lúc Phong Phi Vân vào quỷ môn cửu quan liền chia ra một phân thân chạy vào địa ngục, bản tôn thông qua khe hở luân hồi lộ chạy trốn đến tiểu linh tiên giới. Địa ngục sẽ không trói chân bọn họ được, khi họ phát hiện bị lừa gần ít nhất một canh giờ mới qua ao luân hồi quay về dương gian được. Một canh giờ chắc đã đủ. Phong Phi Vân đứng trước cổng thái cực cung. Nhìn bậc thang bạch ngọc đứng thẳng. Đây như đường trời đi hướng vân chi tiên giới. Cửa thái cực cung đã nát, trên bậc thang bạch ngọc đầy xác chết, máu nhuộm bạch ngọc thành huyết ngọc. Có tiếng gầm rú vang dội vọng ra từ sâu trong thái cực cung, làm đất đi rung rinh. Đã qua 3 phút, thái tổ vào trước Phong Phi Vân. Thái cực cung, thần ngục. Thần ngục xây dựng trên đỉnh tế đài tám góc, sửa từ một chiếc thần thuyền màu tím. Thần thuyền màu tím bị lực lượng cường đại giam cầm. Các thánh bị nhốt trên thuyền cổ thần linh. Nhìn từ xa thấy phi tiên phượng hoàng yêu hậu phong hào tuyệt đại ngồi xếp bằng ở đầu thần thuyền màu tím, ức vạn hà quang bắn ra từ người nàng. Phi tiên phượng hoàng yêu hậu muốn xông phá chu thiên hoàn vũ, nhưng hơi thở trên thần thuyền màu tím như mấy dãy núi tím đè người nàng, giam cầm thánh lực. Trừ phi tiên phượng hoàng yêu hậu ra còn có phượng hoàng thiên nữ, Tang Ngô lão tổ, Thanh Loan lão tổ, Thanh Loan thánh nữ, Long Vương tổ Long, phủ chủ Hải phủ vân vân. Các thánh bị nhốt trong thần ngục, thần thuyền màu tím giam cầm lực lượng. Thần ngục đứng thẳng trên đỉnh tế đài tám góc. Tế đài chia làm 64 tầng quẻ đài, mỗi tầng là một thế giới. Các cường giả thái cực cung trấn thủ bày ra nhiều thủ đoạn tuyệt sát, dù thánh linh có đi cũng không về được. Muốn cứu các thánh bị nhốt trong thần ngục thì phải công phá 64 tầng quẻ đài, lên trên một tầng là lực lượng quẻ đài tăng gấp đôi. Thái tổ đang đứng ở tầng quẻ đài thứ 39. Tay cầm thần thượng năm sắc, khí thế ngút trời.
Thái Tổ càn quét lục hợp, giết hết tu sĩ vực ngoại trấn thủ trong tám góc tế đài. Phập, tay Thái Tổ lấp lánh tinh hoa, đâm thương ra đóng đinh một thánh linh vực ngoại. Bàn tay Thái Tổ chém rách vách tường thế giới tầng 39, bước lên quẻ đài tầng thứ 40. Một bước là một thế giới. Ầm, một bàn tay quỷ xương trắng thò ra từ dưới quẻ đài, tràn đầy thánh linh phù văn, quỷ khí âm tà tràn ngập trong hỗn loạn thế giới. Bàn tay quỷ dài mấy trăm trượng túm chân Thái Tổ, muốn xé đôi Thái Tổ ra. Chân Thái Tổ phát ra thần quang năm sắc đánh nát bàn tay quỷ xương trắng thành mảnh vụn. Khi nhân tổ đến đây chỉ vượt qua được tầng thứ 40 đã bị điện cực dương thiên thần đánh bại, thần đất tan nát, chết trong hỗn loạn thời không. Thái Tổ, người xông đến đây là chấm hết. Một bộ xương kho ô trắng to lớn ngưng tụ thành hình, tuy chỉ có tu vi đẳng cấp vô lượng chân thánh cảnh nhưng nhờ lực lượng thái cực bát phương tế đài gia cố nên nó có thể đánh ngang tay cùng Thái Tổ. Ầm, bộ xương khô thứ hai thành hình, miệng phun khói trắng. Xương kho ô vung tay. Thế giới núi thây biển máu đè xuống Thái Tổ. Đáng tiếc hôm nay điện cực dương thiên thần không có mặt ở đây, phá. Thái Tổ vươn đôi tay to đè chết hai xương khô cao vạn trượng, đánh nát đống xương trắng. Thái Tổ mạnh mẽ đạp lên, ung dung bước lên tầng thứ 41. Ầm 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 ầm. Thanh âm chiến đấu dồn dập, chấn thái cực bát phương tế đài rung bần bật. Mọi người thấy thần uy vô thượng của Thái Tổ càn quét thiên hạ. Biết bao nhiêu tu sĩ vực ngoại chết dưới chân Thái Tổ. Trên thần ngục, các thánh di châu hỗn nguyên đại thế giới đều trông thấy, lòng khâm phục khí phách của Thái Tổ. Thái Tổ còn đang ở thời kỳ đỉnh cao, thái cực bát phương tế đài chưa chắc ngăn được bước chân của lão nhân gia. Có lẽ hôm nay là ngày chúng ta thoát khôn. Một số thánh giả siêu kích động, bọn họ nhìn thấy hy vọng, chiến ý rực cháy theo Thái Tổ. Bọn họ lại thấy tiếc nuối vì không thể cùng Thái Tổ chinh chiến. Tang Mô lão tổ lại không xem trọng. Đồn rằng thái cực bát phương tế đài do tổ tiên thái cực đạo nhân của thái cực cung tế luyện. Chính giữa tế đài có một khối tiên cốt, có thể trấn áp mọi thứ trên đời. Chỉ có đại thánh mới lay động tiên cốt được. Nếu không lay động được tiên cốt thì không thể xông vào thần ngục. Lực lượng tiên cốt khiến tu sĩ vực ngoại trấn thủ thần ngục tăng sức mạnh gấp mấy lần. Càng lên trên thì lực lượng của tu sĩ vực ngoại càng mạnh hơn. Tu vi của nhân tổ cường đại đến không gì sánh kịp, nhưng vẫn bị điện cực dương thiên thần chặn lại ngay tầng thứ 40. Đại ma long đột phá cảnh giới tổ thánh, thần long biến có thể chiến với thần thánh, tiếc rằng chỉ xông đến tầng thứ 42 thì bị đánh trọng thương. Lực lượng thái cực bát phương tế đài rất khổng lồ, đồn rằng có tiên cốt trấn áp trung tâm tế đài. Không ai có thể xông lên đỉnh tầng thứ 64. Nghe tiên cốt làm nhiều người ủ rũ, biết đó là thần vật không thể địch lại. Không ai đánh bại nó được. Thái Tổ đứng trên quẻ đài tầng 41, đánh nhau với muôn vàn lôi thú. Mỗi con lôi thú to cỡ thiên thạch, miệng, vuốt, lông bắn ra tia chớp hình thành biển sấm sét. Là ai, dám xông Thái Tổ? Bên dưới thái cực bát phương tế đài, một đám kỵ sĩ tử vong dục ngựa chạy đến, chúng mặc giáp đen, tay cầm huyền tiễn màu đen. Mấy vạn mũi huyền tiễn tử vong có thể bắn thủng ngôi sao bay ra. Vù 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 vù. Mấy vạn huyền tiễn tử vong như sao băng xẹt qua khung trời. Phong Phi Vân bay lên đáp trên đỉnh cổng thái cực cung, hắn như vị thần vô thượng, vạt áo bay phần phật, khí thế ngút trời. Tay Phong Phi Vân chỉ lên trời. Thâu thiên hoán nhật. Vù 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 vù. Mấy vạn huyền tiễn tử vong quay vòng quanh người Phong Phi Vân rồi bay ngược lại. Đám kỵ sĩ tử vong bị huyền tiễn tử vong đâm thủng người, tan vỡ như hạt cát. Một đống cát đen rơi đầy đất. 72 chủ thần của thần giới đâu? 108 quỷ thánh của địa ngục còn không xuất hiện. Không đi ra chinh chiến cùng ta, giết trời long đất lở. Phong Phi Vân lấy lệnh bài phủ chủ mộ phục ra, dùng lực lượng lệnh bài xuyên thủng thần giới, xé rách cánh cửa thiên địa. 72 chủ thần của thần giới dẫn đại quân thần giới lao ra từ cánh cửa thiên địa. Ước vạn đại quân tà thần mặc giáp, tay cầm thần mâu cổ kiếm, bộc phát ra tiếng rú kinh thiên động địa, tiếng chém giết rung trời. Tuy địa ngục bị hắc ám hỗn nguyên đại thế giới công phá, nhưng các cường giả địa ngục rút về âm giới, dương giới, tức hai giới của thần Tấn Vương Triều. Hai giới này nối với địa ngục, do Hoa Sinh đạo trưởng khai sáng ra. Giờ phút này, cánh cửa hai giới âm dương mở rộng. Địa ngục quỷ chủ, mạnh bà, các thánh địa ngục thống linh vô số quỷ hồn, bạch cốt, âm linh lao ra, khiến thiên địa biến hỗn loạn và âm u như thể thái cực cung là quy vực. Theo ta xông lên,
giết lên thần ngục. Thái tổ tiền bối, Phong Phi Vân đến đây. Phong Phi Vân cầm lệnh bài phủ chủ mộ phủ như cây cờ đi đầu, đại quân tà thần, ức vạn quỷ hồn theo sau lưng hắn. Phong Phi Vân như quỷ hoàng, thần vương khuấy động mưa gió thiên địa. Phong Phi Vân hét to một tiếng. Giết! Đại quân gầm giống theo, hú dài chấn thiên địa xôn xao, vũ trụ không yên bình. Một thánh tiên thái cực cung bay đến, đứng trên thái cực bát phương tế đài, tay cầm chiến kiếm trắng tinh, lưng mọc ba đôi cánh thần màu trắng. Thánh giả thái cực cung như hòa hợp với thái cực bát phương tế đài, uy thế ngạo nghễ thiên hạ. Kẻ nào xông thần ngục, chết! Giết! Quý tâm nô cầm bàn man phủ phá mở các không gian thế giới, bước lên quẻ đài tầng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn. Tầng thứ tám, chớp mắt Phong Phi Vân đã leo lên quẻ đài tầng thứ tám, đứng trước mặt thánh tiên thái cực cung, bàn man phủ giáng xuống. Thánh tiên thái cực cung hết hồn, vội giơ chiến kiếm đỡ. Bùm! Phập! Đầu thánh tiên thái cực cung bị bàn man phủ chặt xuống, Phong Phi Vân đá cái đầu lăn xuống thái cực bát phương tế đài. Đám quỷ thánh xúm lại gặm cắn. Phong Phi Vân vỗ trưởng đánh thánh tiên cụt đầu vào thời không hỗn loạn. Phong Phi Vân triệu hoán thiên đô giáo chủ, cảnh thụy thánh vương bị tế luyện thành con rối ra, cùng chinh chiến. Phong Phi Vân xông lên thần ngục trước nhất, khí thế hùng hồn, không ai chặn lại hắn nổi. Thái cực cung có vô số cường giả, văn tổ, võ tổ dẫn sáu thánh tiên xông vào thái cực bát phương tế đài. Bọn họ đi vào thái cực bát phương tế đài, cơ thể hòa hợp với lực lượng tế đài, phát huy sức chiến đấu hơn bình thường gấp chục, trăm lần, nghiền áp đại quân quỷ giới, thần giới. Chư thần chi thành, 72 chủ thần của thần giới cùng đánh ra thần lực, triệu hoán viễn cổ thần thành. Đó là một tòa thánh thành của thần giới, mỗi vị tà thần đứng trong dấu ấn sao tòa thành. Đánh ra thần lực, triệu hoán viễn cổ thần thành. Ầm 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 ầm. Không gian lại bị xé rách, tòa thần thành to lớn bay ra khỏi không gian. Các pho tượng thần đứng trong thành, toát ra hơi thở viễn cổ nguy nga. Vô số sinh linh vực ngoại bị lực lượng chư thần chi thành nghiền nát thành các đống máu. Phụt! Thánh tiên cũng không đỡ nổi lực lượng chư thần chi thành, bị đánh văng ra. Chủ địa ngục cầm cầu nại hạ, tay kia cầm cầu thông thiên đánh với võ tổ. Hai người đôi khi vọt lên trời, có khi leo lên thái cực bát phương tế đài, ra vào thời không. Tu sĩ đứng gần bọn họ đều chết. Mạnh bà, đám quỷ thánh địa ngục lấy phong đô quỷ thành ra. Dùng lực lượng quỷ thành tranh phong với thánh tiên thái cực cung, từng bước chém giết xông lên thái cực cung. Tiếng giết liên tiếp không ngừng. Đây là lần tấn công từ xưa đến nay, quy mô khủng khiếp, sắp san bằng thần ngục. Các thánh trong thần ngục kích động, bọn họ thấy rõ đại chiến kinh tâm động phách bên dưới thái cực bát phương tế đài. Mỗi một gai có ngàn vạn sinh linh thành cho. Phong Phi Vân cũng đến. Thanh Loan lão tổ, Thanh Loan thánh nữ, Phượng Hoàng thiên nữ. Tang Mô lão tổ thấy bóng dáng khí thế nguy nga bên dưới. Hắn vẫn rất trẻ tuổi nhưng là tu vi đã kinh thiên động địa, mỗi một chiêu chém thánh giết thần. Người này từng là vương giả thế hệ trẻ hiện tại đã trưởng thành đến tình trạng gì? Mỗi bước là Phong Phi Vân vọt lên một bậc thang, bàn man phủ chém thánh linh liên tục thụt lùi, khí thế không ai dám đối đầu. Rất nhanh Phong Phi Vân đã leo lên quẻ đài tầng 38, ngước mắt nhìn có thể thấy Thái Tổ đi đằng trước. Thái Tổ đã leo lên quẻ đài tầng thứ 46, lực lượng càng đánh càng mạnh. Thần quang năm sắc không ngừng tràn ra, mỗi một thương là có một sinh linh cường đại gục ngã dưới chân Thái Tổ, tràn ra giọt máu. Bùm 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 bùm. Phong Phi Vân liên tục xông lên 3, 4 tầng. Phong Phi Vân leo lên quẻ đài tầng thứ 42, ngăn chặn vô số sinh linh vực ngoại, chia sẻ áp lực giúp Thái Tổ. Đây là cuộc đại chiến cực kỳ thảm liệt, đại quân thần giới. Địa ngục hay tu sĩ vực ngoại đều tử thương vô số, máu nhuộm đầy đất, xác rơi đầy hư không. Phong Phi Vân lấy yêu hoàng kiếm, vũ hóa đài ra biến thành cây kiếm mà yêu khí đằng đằng, thánh bia cao 99 trượng đánh bốn thánh giả được thái cực bát phương tế đài ra cố liên tục thụt lùi, miệng chảy máu. Bùm!